Hello mọi người nha, em chào cả nhà. Rồi em chào chị Nguyễn Hiền này, em chào chị Nguyệt này, em chào chị Hoàng Đạo này. Hello mọi người nhé, các chị ơi vào em tặng áo phao. Rồi em chào chị Hoa Dã Quỳ nhá, đem tặng các chị áo phao mọi người. Áo ấm nữa các bác nhé, tặng áo ấm nhé mọi người. Tặng áo ấm cho mọi người luôn này. Đấy. Rồi em chào chị Nguyễn Hòa nhá, em chào chị Quân Đặng này. Rồi xin chào chị Lệ Quyên. Một bác hình vào mọi người chấm bài cho em một chấm đi. Chị nào mình nhìn thấy em các chị chấm bài cho em một chấm mọi người này. Cái này là bây giờ em còn áo phao, các chị em còn sót một ít áo phao. Còn sót mọi người ạ, một ít áo phao nhá. Nên là em sẽ gọi là tặng nốt cho mọi người, vừa bán vừa tặng nhá. Rồi em xin chào chị Nguyễn Hà My nhá, em chào chị Phương Đơn đó. Các bác mình vào bấm chia sẻ livestream cho em mọi người này, một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em. Áo phao bây giờ em còn một ít này. Em sẽ bán rẻ cho các bác luôn. Đấy. Bán rẻ cho các bác mặc cho ấm nhá mọi người nhá. Áo phao công ty đẹp lắm, ok em cảm ơn chị ạ. Đấy, áo phao nhá mọi người nhá, các bác chia sẻ livestream cho em, một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em. Giá bây giờ em lúc này em tặng luôn nha các chị nhá, mình không so sánh giá, không so sánh giá cho em. Bây giờ là em tặng nốt các chị là 19 như một cái áo phao này, 19 như một cái áo phao nhá, không chọn màu nhá mọi người, 19.000 một cái áo phao luôn nhá, nó tặng cho nó rực rỡ đi. Con số may mắn đi mọi người, con số may mắn của em là số 19 đấy. Số 19 là số may mắn của em mọi người này. Đây, áo phao nhá mọi người nha. Đó, giá cho các bác mình sẽ là 19.000 một cái luôn. Chị nào mình chưa chia sẻ mọi người này, bấm chia sẻ livestream giúp em này. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm bên cho em nhá. Thấy em không à, có nhìn thấy em nhá. Tất cả mọi người em đều có nhìn thấy hết luôn. Đấy, áo phao của chị Chi Quỳnh không được tặng áo phao đâu chị ơi. Chị nào chia sẻ bài viết cho em hàng 4 lần ở chế độ công khai nhé mọi người. Đó, cố gắng là mình chia sẻ ở chế độ công khai cho em. Tại vì cái giá này em nó không bất chấp đến cái giá cũ bao nhiêu rồi. Em không bất chấp đến cái giá cũ mà trước kia nó đắt hơn nhiều rồi. Bây giờ em tặng mọi người nốt này, với giá sẽ là 19.000 thôi. Đó, nên các bác bấm chia sẻ lại chín với em nhé. Một lần vào trang cá nhân, ba lần vào các trang hội chợ nhóm cho em. Tổng lượt chia sẻ là 4 lần cho em ở chế độ công khai. Đó. À, chị ơi tặng em với, em ơi nói chung là ai mình muốn được nhận quà thì mình chia sẻ livestream nhá. Còn chị thì ai cũng muốn tặng đấy, nhưng mà quan trọng là xem là chị nào mình tương tác nhiều, ai mình tương tác livestream nhiều mọi người này, đó mình có bấm chia sẻ lên cho em thì em sẽ tặng quà nhé mọi người nhá. Áo phao này chỉ từ 40 cân đến 55 cân thôi mọi người ạ, 40 cân đến 55 cân nhá là mọi người sẽ mặc vừa, được chưa ạ? Đấy, cứ chị nào mình đã chia sẻ bài viết cho em hàng được 4 lần rồi thì các chị bình luận cho em là tặng phao 19.000 cho em. Cái này màu nào cũng đẹp nhá, em xả không chọn màu các bác ơi. Đây này, em mang cho các chị xem luôn. Cái phao này thì nhà em sẽ xả là không chọn màu nhá mọi người nhá. Bán đi hàng ơi, mình không chia sẻ được, không chia sẻ được thì mình không bán nhá bạn ơi. Thông cảm cho mình nhá. Không chia sẻ thì mình không bán áo phao 19.000 nhá. Áo phao 19.000 là mình chỉ bán cho ai mà có chia sẻ được thôi. Đấy, không chia sẻ này mình mua sản phẩm khác cho em nhá. 65 cân không mặc vừa chị ạ. Cái áo phao này sẽ từ 40 cân nhá mọi người, đến 55 cân thôi ạ. 40 cân đến 55 cân là các chị mặc vừa này. Được màu nào thì các bác lấy màu đấy cho em nhá. Chứ cái này bên em xả không chọn màu mọi người ạ. Xanh đen màu nào cũng đẹp, màu nào cũng đẹp nhá. Được màu nào thì các chị hoan hỉ giúp em màu đấy nhá mọi người nhá. Đấy. Ai muốn được tặng quà thì các bác chỉ có tương tác livestream lên giùm em thôi mọi người. Cứ chị nào mình tương tác nhá, chị nào mình tương tác nhiệt tình lên cho em thì là em tặng quà đó. Chứ còn khách mua nhiều thì là chị nào cũng mua nhiều, nên em sẽ không tặng cho khách mua nhiều đâu, mà em tặng cho khách mình tương tác nhiều nhá mọi người nhá. Đấy. Tặng cho khách nào mình có tương tác nhiều đâu mọi người, chia sẻ nhiệt tình lên cho em này. Ai muốn mua áo phao, muốn săn áo phao hàng xịn này, ấm này, và quan trọng là giá cực kỳ rẻ thì các bác tương tác nhiệt tình lên cho em đi để em tặng quà nào. Áo phao đẹp quá hàng ơi, đẹp này, giá rẻ nhá mọi người, em tặng các chị nốt là 19.000 thôi. Có mấy màu đấy các chị ạ, màu nào cũng đẹp này. Cái này em xả không chọn màu đấy nhá mọi người, ai được cái màu nào nhá. Này. Ấm lắm, cái phao này siêu ấm mọi người ạ. Chị nào được cái màu nào thì mình sẽ hoan hỉ cho em nhá. Chứ cái này là nhà em sẽ bán không chọn màu, cái này em nói trước nhá. Cái này thì em nói trước là nhà em sẽ bán là không chọn màu đấy ạ. Mọi người được màu nào này thì các chị sẽ lấy màu đấy giúp em. Đó, bác nào mình cứ chia sẻ livestream cho em hàng được 4 lần rồi nhá mọi người, bình luận cho em mọi người này là tặng phao kèm số điện thoại cho em. Đó, tặng phao 19.000 mọi người, ghi cho em đúng mã mọi người này, là tặng phao 19.000 đồng cộng số điện thoại cho em nhá mọi người nhá. Đó, chỉ chốt cái mã phao này cho bác nào mình đã chia sẻ livestream nhá mọi người.
Đấy, mình sẽ lên cho em mọi người này, mã là tặng phao dùm em, tặng phao này, cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nốt như mọi người nhá, với giá là 19.000 đồng. Ai được cái nào ạ thì mình lấy cái đấy giúp em hàng nhá mọi người nhá. Nhưng mà cái này chỉ từ 40 cân. 40 cân nha các chị ơi, đến chừng khoảng là 55 cân nhá mọi người nhá. Này, 40 cân đến 55 cân là các chị em mình sẽ mặc vừa. Còn từ 55 cân đến 60 cân thì các chị sẽ mặc vừa nhá. Đấy, mua nhiều cũng không được tặng quà đâu chị ạ. Cái này em chỉ tặng cho chị nào mình tương tác nhiều thôi. Đây là phần quà mà dành cho người tương tác nhiều nhá. Còn mọi người mua nhiều thì các chị sẽ được mua hàng giá rẻ rồi. Đây là cái quà gọi là cái công ấy mọi người. Cái công mà dành cho những chị nào mình có bấm chia sẻ livestream nhé các bác nhá. Đấy, ghi cho em này là tặng phao 19.000 đồng cộng số đã cho em. Cứ ai muốn được nhận quà thì các chị tương tác lên là được mọi người ạ. Đấy, chỉ cần mình tương tác chia sẻ livestream cho em mà chế độ công khai là mình sẽ đều có cơ hội nhận được quà như nhau hết nha các chị nhá. Chứ không phải là em chỉ tặng cho khách cũ hay là em chỉ tặng cho khách mới hay như nào thế kia. Đấy, cứ chia sẻ livestream cho em là ok nhá. Comment là tặng phao 19.000 đồng. Được chưa ạ? Đấy, rồi em bắt đầu chốt đơn nhá. Mã tặng phao này, được của chị nào, được của chị nào nhá mọi người, là em sẽ ghi bình luận của chị đấy nhá mọi người nhá. Mình sẽ lên cho em mã tặng phao giùm em nhá. Đấy, em xin chúc mừng chị đầu tiên mọi người này, tặng phao 19.000 này. Không chọn màu nhá mọi người ơi, được màu nào các chị lấy màu đấy cho em. Chị đầu tiên em xin chúc mừng của chị Mọng Lũy này, của chị Mọng Lũy. Ok, một chiếc phao này với giá sẽ là 19.000 này. Tiếp luôn mọi người này. Đấy, rồi em chào chị ở Hương Đông nhá. Mọi người tương tác lên đi các bác ơi, tương tác đi để em tặng quà nào. Đang bắt đầu tặng quà đấy các chị ơi, đang bắt đầu tặng quà nhá. Mọi người chia sẻ livestream nhiệt tình lên cho em. Công nhận nhà hàng nhà chị rẻ mà ok lắm mạ này. Rồi ok, em cảm ơn chị yêu này. Tiếp luôn mọi người này, tặng phao 19.000 này. Nó có mấy màu, không phải có một màu như mọi người. Được màu nào các bác sẽ lấy màu đấy ạ. Rồi chị tiếp luôn là của chị Linh Chi, một chiếc tặng phao 19.000 này. Của chị Linh Chi này, một chiếc áo phao này với giá sẽ là 19.000 của chị Linh Chi. Ok này, tiếp luôn mọi người này. Phao là 19.000 nha, ship toàn quốc bao nhiêu? Nhà em ship là 30.000 chứ ạ. Cứ một đơn hàng của bên em thì tiền phí ship của nhà em sẽ là 30.000. Các chị mua 5 sản phẩm này, hay là mua 7 sản phẩm, hay là mua 8, 9, 10 sản phẩm gì thì cũng chỉ có 30.000 tiền ship nha các bác nhá. Đấy, rồi tiếp luôn cho em này, tặng phao 19.000 này, tặng phao 19.000 đồng nhá. Kèm số điện thoại cho em mọi người, bình luận luôn cho bên em xin cả số điện thoại đi mọi người. Có số điện thoại nha, là em mới chốt đột đơn nhá mọi người. Đó, tặng phao cho em này với giá sẽ là 19.000 này của chị gì đây nè. Rồi của chị chị tiếp theo là của chị An, chị An An Di Khanh. Ok, một chiếc này, ba chị này, chị An An Di Khanh này sẽ là chị thứ ba mọi người này. Đấy, ba chị sẽ được mua áo phao này với giá sẽ là 19.000 một cái nhá. Nhưng mà nhớ giúp em, nếu mà các chị về mà các chị không mặc vừa thì các chị có thể cho ai cũng được, bởi vì là ba cái này của em ý là đều chỉ còn size là từ 40 cân đến 55 cân nha các chị nhá. Đó, chứ không phải là em không nói trước là xong lại gửi tặng cái không vừa đâu. Bây giờ nhà em chỉ còn ba cái này là đều là size đến 55 cân mọi người ạ. 55 cân đổ lại thôi nhá. Trên 50 cân ạ là mọi người sẽ không mặc vừa nhá. Đấy. À, cho em mấy chiếc của chị ơi, em không có em ạ. Em không được quà mấy chiếc đâu em ơi. Cái này chị nào mình chia sẻ đấy. Chị nào mình chia sẻ thì mình mới được một cái thôi, chứ không được mấy cái nha em nhá. Được quà thì nhớ là các chị sẽ mua thêm đồ phần quà nha, em sẽ gửi kèm theo đơn. Phần quà như mọi người là bên em sẽ gửi kèm theo đơn hàng của mọi người nhá. Đó, nên là các bác được quà thì mình nhớ là mình sẽ chọn thêm giúp em, chọn thêm cho em nhé mọi người nhá. Một hoặc là hai sản phẩm này để bên em gửi quà kèm theo đơn cho mọi người, đúng không ạ? Đấy, mỗi bác thả tim cho em một lượt nhé mọi người. Mỗi chị cho em xin một nút thả tim mọi người này. Và các phao nhà hàng trong Tết chị mua rồi, ấm mà lại rẻ nữa này. Ok, em cảm ơn chị nhá. Đó, riêng phao nhé mọi người, bình thường ấy, cái phao này của nhà em thì nhà em bán ra các chị mọi người ạ, với giá là bình thường em bán là 120.000 thôi, cũng rất là rẻ. Nó bình thường em cũng chỉ bán 120.000 thôi. Nhưng mà bây giờ phao này là hết sạch rồi mọi người ạ. Phao là hết nhá. Đây là còn bao nhiêu thì là em sẽ tặng quà các chị bấy nhiêu thôi, chứ không hàng nó sẽ không có số lượng được nhiều. Đó, nên các bác thông cảm cho em. Cái thời tiết này thì em thấy nó rất là nhiều chị muốn mua phao. Đó, đa số là các chị rất là thích muốn mua phao. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là nó không còn phao nữa mọi người ạ. Nên là em chỉ còn được bao nhiêu thì là em tặng quà nốt bấy nhiêu nữa các bác nhá. Đấy, rồi ok mọi người này.
áo hàng mặc có bán không à? Dạ em có mọi người này. Bây giờ cái này thì em sẽ tặng quà cho tất cả mọi người luôn. Đấy. Phao bên em không bán chị ơi, phao em chỉ có mỗi em tặng quà thôi. Áo mặc mã gì hàng ơi này, bây giờ em sẽ tặng quà các chị này. Đấy. Riêng cái áo này của em nhé mọi người nhé. Cái này thì em nói chung là em tặng nốt thôi. Có ít thôi mọi người em tặng luôn này. Đấy. Áo đang mặc của em là áo giữ nhiệt nhé mọi người, bên trong của nó sẽ có mắc nỉ luôn. Áo giữ nhiệt nhé mọi người nhá. Bên trong của nó sẽ là có lót nỉ mọi người nhìn cho em này. Đấy, rất là ấm nhá. Cái này thì mặc ấm mọi người, cổ của nó sẽ là cổ 3 phân này. Em này là cổ 3 phân này. Em mặc áo này thì em không phải bật điều hòa nữa. Em mặc áo này là em vừa tắt điều hòa đi rồi. Bởi vì là mặc cái này nó đủ ấm mọi người ạ. Này. Mặc cái này là nó đã đủ ấm rồi nhá. Bên trong của nó có lót nỉ luôn. Này. Em này nhá. Bên trong các chị nhìn cho em mọi người này. Có lót nỉ bên trong luôn, siêu siêu ấm luôn mọi người này. Đấy. Bình thường hàng áo nỉ này bây giờ các chị mua 60.000 một cái hoặc là 70.000. 60.000 nhá mọi người. Đến 70.000 một cái áo giữ nhiệt này. Đấy, bây giờ em tặng combo các chị mọi người này. Không ship cắt bà Hải Phòng phải không? Đúng rồi chị ạ. Hải Phòng hiện tại là bên em là đang chưa nhận được đơn nhá mọi người. Đấy, Hải Phòng bây giờ là đang người ta là đang dừng không nhận đơn Hải Phòng ấy, nên là bên em tạm thời là hoãn là chưa nhận được đơn Hải Phòng nha các bác nhá. Đấy. Mã này các chị lên cho em là tặng 50k giùm em. Tặng 50k cộng số điện thoại cho em nhé. Bình thường người ta bán 60.000 một cái ạ, hoặc là 70.000 một cái nhé mọi người. 6 đến 70.000 một cái. Bây giờ em tặng cho các chị này với giá là 50.000 đồng. 50.000 đồng nhé mọi người nhé. Một cái áo đang mặc của em. Đó. Và em sẽ tặng thêm một cái nữa là hai cái nhé mọi người nhé. Đó. Cứ tặng các chị em mình này một cái áo em đang mặc, xong đó em sẽ cộng thêm là tặng một cái nữa cho mọi người là hai cái nhé mọi người nhé. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng 50k giùm em, được chưa ạ? Đó, tặng 50k cách số điện thoại cho em là bên em sẽ chốt đơn nhé. Và cái này của bên em sẽ từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân nha các bác nhé. Đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa. Đó, 50.000 là sẽ được một cái áo giống như em đang mặc, và em sẽ tặng các chị thêm một cái màu bất kỳ nhé mọi người nhé. Tặng thêm một chiếc màu bất kỳ nữa. Được màu gì thì các chị sẽ lấy màu đấy cho em ạ. Đó, mọi người sẽ lên cho em mã hàng là tặng 50k kèm số điện thoại cho em, tức là mình sẽ được hai cái nhé mọi người nhé. Đó, bình thường là chỉ được một cái thôi, nhưng em sẽ tặng các chị thêm một chiếc nữa là mình sẽ được hai cái nhé các bác nhé. Đấy, mình cứ lên đúng mã hàng cho em là tặng 50k này. Hàng này của em thì bên trong ấy nó sẽ có nỉ, nó rất là ấm nhá. Em nghĩ là cái thời tiết này thì ai cũng muốn mua những chiếc áo ấm như này rồi, nhưng mà không có hàng trong những cái buổi live gần đây nhất ấy. Không có ngày nào là khách không hỏi em là áo giữ nhiệt, nhưng bên em không có hàng nhé mọi người. Hôm nay mới có các chị. Đấy. Chị mua áo giữ nhiệt rồi mặc thích lắm. Ok em cảm ơn chị ạ. Đang định đặt áo giữ nhiệt đó, hôm nay có chị này. Lên cho em mã là tặng 50k cho em. Nhớ giúp em nhá. Các chị mua bình thường là 60.000 một cái hoặc là 70.000 một cái đấy ạ. Còn hôm nay em tặng các chị này 50.000 một cái này, tặng thêm một cái nữa là mình sẽ được là hai cái nhá mọi người. Giá này đã đủ giá bất ngờ rồi các chị chưa ạ? Đã đủ làm các chị mê mẩn, đã đủ làm các chị cảm thấy là có hứng khi mua hàng của bên em chưa mọi người? Đấy, từ 40 cân này đến 60 cân cho em nhá. Mà giữ nhiệt thì nó chắc chắn là ấm rồi. Cái áo giữ nhiệt các chị mặc nó sẽ không bị tỏa nhiệt ra bên ngoài. Nó giữ ấm cho cơ thể của mình. Cái cổ của nó sẽ là cổ 3 phân. Và bên trong nó sẽ lót lông nhá mọi người nhá. Hàng này bên trong có lót lông nên nó sẽ giữ ấm cực kỳ là tốt luôn. Đó, đây là dòng áo mà em nghĩ là mùa đông là nhiều chị em mình săn lùng nhất. Bởi vì áo này các chị này, trẻ con mặc được này, trung trung tuổi mặc được mọi người này. Đó, giới trẻ mặc được này, người già mặc được này, ai cũng mặc được luôn nha các chị nhá. Đấy, mà bao nhiêu tiền ạ? 50.000 đồng, hai cái nhé mọi người. Đấy, lên đúng cú pháp cho em. Em chỉ tặng được mỗi chị một combo là 50.000 thôi các bác nhá. Đấy, mỗi chị sẽ chỉ được một combo 50.000 thôi mọi người. 50.000 một cái, em tặng các chị thêm một cái nữa là mình sẽ được hai cái ạ. Đó, mình lên đúng cú pháp cho em. Đây, bình thường đáng lẽ ra mọi người là 50.000 là chỉ được một cái áo giống như em đang mặc thôi. Đó, nhưng mà em sẽ tặng các chị thêm một chiếc nữa nhá. Đó, em toàn mặc áo này ấm lắm này rồi. Ok, em cảm ơn chị yêu, quá tuyệt vời các chị ơi. Có mất phí ship không ạ? Dạ có mất phí ship nhá. Riêng áo giữ nhiệt nhà em ý, người giàu hay là nghèo đều thích mọi người ạ. Đúng thật là người giàu hay là người nghèo mọi người, ai cũng cần giữ ấm cơ thể. Nên là ai cũng thích mặc áo giữ nhiệt này, nó ấm này, nó nhẹ. Đó, và rất là thích luôn nha các chị nhá. Phí ship của bên em là 30.000 mọi người. Đó, giữ nhiệt thì chỉ mỗi người chỉ được một cái là trị giá 50.000 thôi, không có màu gì nhé bạn ơi. Mình chỉ được mua một cái áo này thôi ạ. Và mình sẽ được tặng kèm thêm
một cái màu bất kỳ nhé mọi người nhé. Đó, chứ không có màu nhé mọi người nhé. Cái này em chỉ bán một cái áo đang mặc của em thôi. Và em tặng các chị thêm một chiếc là một màu bất kỳ. Thì được màu nào thì mình sẽ lấy màu đấy nhé. Em không có nhiều áo giữ nhiệt đâu mọi người. Chỉ có một cái này thôi ạ. Đó, cái này là em tặng thêm các chị thôi. Kể cả bây giờ nhé mọi người nhé. À, được chọn màu không? Bạn ơi không có chọn màu nhé. Mình chỉ bán một cái áo này thôi. 50.000 chỉ được một cái này. Và mình tặng thêm một cái tặng thêm ý, là mình tặng màu gì thì mọi người sẽ được màu đấy thôi nhá. Còn ai không thích tặng thêm thì mình sẽ được mua là 50.000 với giá là một cái nhé mọi người nhá. Đấy, lên cho em mã hàng là tặng 50k cho em. Tặng 50k nhá. Kèm số điện thoại cho em ạ. Là bên em chốt đơn từ 40 cân, 38 cân mắc được vừa. 38 cân này đến 60 cân. Mà hàng này của em là hàng chuẩn loại một, bên trong của nó có lót lỉ luôn. Đấy các chị cứ nhìn hàng của nhà em mọi người này. Bên trong nha các chị nhá. Nó sẽ có lót nỉ chứ không phải là cái hàng mà bên trong là hàng trơn đâu. Đây, nhìn cho em mọi người này. Các chị nhìn thì các chị sẽ phân biệt được ngay. Đây, đó, hàng này của em bên trong nhá. Bên trong nó sẽ có nỉ. Nên là cái dòng có nỉ thì các chị mặc nó mới giữ ấm được cơ thể của mình. Đó, chứ còn nếu như mà những cái áo khác nhá mọi người, những cái áo trơn ý, mà nó chỉ là vải bình thường ý, thì mặc nó sẽ không ấm. Thì nó không phải là thuộc dòng áo giữ nhiệt. Mà dòng giữ nhiệt mọi người này. À, mất một bên bông tai đấy, em chưa đi lấy đấy, em rơi bên bông tai, cái chiếc bông tai này là em rơi ở bên quán gội đầu mà em còn quên là chưa đi lấy mọi người ạ. Đấy, 50.000 đồng nha các bác nhá. Đó, 50.000 một cái, em tặng các chị thêm một cái luôn. Đó, thì là mình sẽ được là 50.000 hai cái. Mình cứ lên đúng mã hàng cho em là tặng 50k cho em. Từ 40 cân này đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa. Đấy, chị ơi chị mua 400 cái hay là chị mua 4.000 cái thì tiền ship đều có mất hết nhá. Bên em là không miễn phí ship được. Đấy, phí ship của nhà em là 30.000. Và cái này thì cũng không được 4 cái đâu mọi người ạ. Mỗi người chỉ được mua 2 cái nhé mọi người. Chỉ được mua 2 cái thôi ạ. Không được mua 4 cái đâu mọi người. Bởi vì sao? 4 cái thì không có 4 màu luôn nhá. 4 cái là các chị chỉ mua được 2 màu thôi. Nhà em không có 4 màu nha các chị nhá. Nên là mỗi người là em chỉ bán cho một combo 50.000 thôi. Em sẽ không nhận đơn là 4 cái đâu. 4 cái là các chị mua 4 cái là mỗi màu là 2 cái. Không có 4 cái 4 màu nha. Nên em xin phép là mỗi người em chỉ bán cho một combo 50.000 là mình được 2 cái ạ. Được chưa ạ? Đó là một cái em đang mặc và một cái em tặng thêm các chị. Một cái màu bất kỳ nha các bác nhá. Đó, lên đúng mã hàng cho em. Hàng này của em co giãn luôn, nhìn cho em này. Đây. Hàng này của em nhá, nó có co giãn thì mặc rất là sướng luôn. Đấy. Mình cứ lên đúng mã cho em là được nha các bác nhá. Đây. Tặng 50k cho em này, bây giờ em chuẩn bị qua mã này. Là mọi người sẽ có đơn nhá. Em thì gọi phải gọi là giá siêu rẻ luôn. Không ở đâu có giá này nhé mọi người nhìn này. Cái áo này, cái độ co giãn các chị nhìn cho em này. Đấy. Nó vừa co giãn này, nó vừa ấm này, nó vừa mềm này và nó sẽ vừa rẻ luôn nha các bác nhá. Mình cứ lên đúng mã cho em là tặng 50k nhá. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn ạ. Bây giờ em qua mã cho mọi người này. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt nhé mọi người. Chị nào mình chưa chia sẻ mọi người này, bấm chia sẻ livestream giúp em này. Chị ơi chị nói nhiều quá. Em không thích nói nhiều thì em đi ngủ nhá. Đấy, nếu mà em không thích nghe chị nói thì em lên giường em nắp chăn đi. Tầm này lên giường nắp chăn ngủ ấm lắm. Tầm này thì ôm chồng ôm con ngủ thì ấm phải biết. Nên lại nằm ôm chồng lại làm thêm một nháy thì sướng phải biết luôn. Không cần phải nghe chị nói đâu, biết tai nhá. Đấy. Rồi bình luận cho em mọi người này. Tặng 50k cho em nhé mọi người nha. Cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn. Được chưa ạ? Bây giờ qua mã này, cắt cho em cái này ra đi. Chị còn thảm không ạ? Em còn nhá, chị ơi thảm sợ luôn ấy. Lâu không có thảm, hôm nay thảm về cháy hàng luôn mọi người này. Lâu không đặt thảm nhé mọi người. Xong em đặt đặt thảm ý, cháy hàng dã man luôn. Các bác chia sẻ livestream cho em. Mỗi bác cho em xin một nút thả tim đi mọi người. Cho em xin một nút thả tim nhé mọi người nhá. Đây, mọi người nhìn cho em này. Đây, thảm nhé mọi người nha. Lâu lắm mới về được thảm cho mọi người. Từ Tết đến giờ, từ trước Tết. Từ trước Tết đến giờ mọi người ạ. Hôm nay em mới về được thảm cho các chị đây mọi người này. Tặng 50k nhé mọi người nhé. Từ 40 cân đến 60 cân nha các bác nhé. Size từ 40 cân đến 60 cân là các chị sẽ mặc vừa này. Đây, rồi riêng em thảm này ai nhanh tay là có mọi người này. Các bác lên cho em mã là tặng thảm cho em mọi người. Tặng thảm cho em nhé mọi người nhé. Đây, em bán cho mỗi chị một cái là 19.000 cái thảm. 19.000 một thảm nhé mọi người. Đây là thảm chống trơn, chống trượt này. Cái mặt sau các bác nhìn cho em mọi người này. Đây, mặt sau nhé mọi người nhé. Đây, đây, nhìn cho em mọi người này. Đấy, mặt sau của em cái này nó sẽ chống trơn chống trượt đây này. Những cái sợi nhỏ nhỏ các chị nhìn cho em nhé. Đây này, những cái sợi nhỏ nhỏ của em ý thì là cái sợi này để chống trượt đấy ạ. Đó, mình lên cho em mã là tặng thảm cho em nhé. Em bán cho các chị là 19.000 một thảm mọi người.
19.000 một chiếc mọi người này. Rất là nhiều hình đẹp nhá mọi người nhá. Hình nào cũng rất là đẹp luôn. Toàn hình xịn mọi người này. Đấy. 19.000 một cái nhá. Thảm này dẫm mềm lắm mọi người ạ. Dẫm mềm mà nhiều khi em còn bảo là nó đẹp quá mọi người ạ. Đẹp quá mà em còn không nỡ dẫm lên. Đó, nhiều khi em toàn trêu chúng em bảo là thảm đẹp như này dẫm lên còn thấy tiếc, còn thấy xót ruột đó. Nhưng mà mình mua có 19.000 thôi mọi người ạ. Em không bán mũ len nhá chị nhá. Mua em không bán mọi người. Đây. Các bác sẽ lên cho em mã là tặng thảm cho em nhá. Giá cho mọi người sẽ là 19.000 thôi. Áo em mặc là 50.000 hai cái, mã là tặng 50 cho em. Đấy. Ai lấy thảm các chị cứ lên cho em, các chị có thể lấy 1 cái, 2 cái, 3 cái này, 4 cái này, 5 cái mọi người này, 6 hay 7 hay 8 cái là tùy thích luôn á. Đó, mình lấy mấy cái cũng được nhá. Được hình nào thì mình sẽ lấy hình đấy cho em. Cái thảm này thì nhà em sẽ bán là không chọn hình nhá. Đấy. Mình được hình nào thì mình sẽ lấy hình đấy nhá. Cảm ơn chị Hoài Phương nhá. Cái thảm này hình nào cũng xinh mọi người ạ. À. Hình nào cũng rất là đẹp luôn mọi người này. Đấy, mà có 19.000 một cái đấy nhá. 19.000 này. Hôm nay em về là 3.000 cái thảm mọi người. Em nhận được hàng rồi. Ok lắm này, ok em cảm ơn chị nhá. Đây. Tặng 50k là chiếc gì? Đây là áo giữ nhiệt nót nỉ chị ạ. Áo giữ nhiệt của em là hàng bên trong của nó là hàng có lót nỉ nhá mọi người. Đấy, thảm cho em mọi người này, với giá sẽ là 19.000 nhá. Đấy. Ai mình lấy thảm thì các chị sẽ lên cho em mã là tặng thảm giùm em nhá. Đó. Ôi thảm đẹp quá mọi người, thảm hoàng gia đẹp chưa? Thảm 19.000 mọi người này. Cái thảm này nhà em không bán chọn hình nhá các người đẹp ơi. Các nàng ơi thông cảm nhá. Em không bán chọn hình đâu. Được hình nào lấy hình đấy thôi chứ thảm bỏ chọn hình em không lên được đơn đâu mọi người. Đây. 19.000 một thảm này, cái hình nào cũng đẹp mọi người ạ. Hình nào cũng xứng đáng để các chị lau chân mọi người. Còn xứng đáng mà để treo lên để ngắm cơ. Có 19.000 một cái mọi người này. Lên giùm em này. Các chị cứ mua vài cái thảm mọi người ạ. Mình mua thảm mình để ở trong phòng khách mọi người này, ở ngoài hiên đấy. Đó, kể cả là để ở dưới phòng, trong phòng ngủ mọi người này, trong phòng bếp cho em. Đó, dặn nó vừa êm chân, nó vừa sạch sẽ nhá mọi người nhá. Đó, mà rẻ có 19.000 thôi mọi người. Đây. Lên đúng mã cho em là tặng thảm giùm em nhá. Tặng thảm này, cách số điện thoại cho em này là bên em chốt đơn ạ. Có được kiểm tra hàng không em? Có chứ chị ơi. Tất cả mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá mọi người nhá. Đấy. Ai chưa có thảm thì các chị lên cho em mã tặng thảm giùm em nhé. Xong em qua mã cho mọi người này. Đây. Các bác nhìn cho em này, hình nào cũng đẹp mà. Thảm nhà em thì hình nào cũng đẹp và hình nào cũng xinh nhá mọi người nhá. Đây. Chị mua hàng nhà hàng rồi, lần nào cũng ưng này, ok em cảm ơn chị ạ. Áo của em là tặng 50 nhá mọi người, 50.000 là hai cái nhá mọi người nhá. Đây nhìn cho em này. Ôi thảm hình đẹp lắm mọi người ạ. 19.000 không mua quá phí luôn đấy. Mua lấy 1 2 cái mà có mười mấy nghìn thôi mà. Mười mấy nghìn các chị không mua nhiều thì cứ mua lấy 1 2 cái. Khách bình thường khách toàn mua 4 5 cái về để giải khắp nhà luôn mọi người. Giải khắp nhà luôn đi cho nó êm chân, trời rét hết mọi người. Đó, đây. Còn nó tặng pha 19.000 không em? Không, chữa hết rồi. Pha còn mấy cái em tặng hết rồi chị nhá. Bây giờ mới vào là không còn quà nữa rồi, quà từ lúc đầu hết hàng quà rồi nhá chị nhá. Đấy. Rồi ai mình chưa có mọi người này, mình lên cho em mã là tặng thảm giùm em nhá. Tặng thảm này kèm số điện thoại cho em. Đấy em chuẩn bị qua mã cho mọi người này. 19.000 một cái nhá mọi người nhá. Ai chưa có thảm này các bác cứ lên đúng mã cho em là tặng thảm giùm em nhá mọi người nhá. Áo giữ nhiệt không có màu nhá bạn ơi, áo giữ nhiệt chỉ có một màu mình bán thôi, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái nhá bạn ơi. Đó, còn tặng thêm một cái nữa thì là được màu nào lấy màu đấy. Có mất phí ship không? Có mất phí ship nhá chị nhá. Phí ship của bên em sẽ là 30.000 đấy ạ. Để lên quần em mặc có luôn chị ơi, quần em mặc có này. Áo em mặc là 50.000 một cái nhá mọi người, chỉ có một màu thôi ạ. Và chị nào mình chia sẻ thì em tặng thêm một chiếc nữa. Tặng thêm thì là mình được cái màu nào thì mình sẽ lấy màu đấy nhá mọi người nhá, chứ tặng thì không cho chọn màu đâu chị ạ. Tặng quà tặng không đồng, nghĩa là được màu nào lấy màu đấy thôi. Áo đang mặc chỉ có một màu nhá bạn nhá. Một màu cho mình bán áo này 50.000 một cái. Ai chia sẻ thì tặng thêm một cái nữa là hai cái nhá, không có chọn màu nhá, được một cái thôi. 50.000 được một cái thôi nhá. Đây. Rồi ok mọi người này. Lên quần là các chị này, chị ở lấy quần mình lên cho mã quần xịn cho em. Quần này em hết size rồi mọi người. Quần này là bên em hết size hết số rồi nhá. Em chỉ còn size mọi người là từ 40 cân đến 60 cân. Đang hết size 65. Tạm thời là đang hết size 65 cân nhá mọi người nhá. Chỉ còn size từ 40 cân đến 60 cân nhá là mọi người sẽ mặc vừa. Chị nào mình chốt thì các chị sẽ lên cho em mã làm quần xịn cho em. Quần xịn nhá, cộng số điện thoại cho em này, không cho em mấy cặp quần vào đây. Quần xịn và kèm số điện thoại cho em này. Quần này em xả cho các chị với giá là 86.000 một quần. 86.000 một quần nha các bác nhá. Lên cho em mã là quần xịn của em mọi người này. Quần xịn cách số điện thoại cho em nhá, là bên nhận đơn. Đây.
40 cân nhé mọi người, đến 60 cân cho em. Cái size 65 cân ý, cái size mà từ 60 cân đến 65 cân của bên em mà đang hết hàng nhé mọi người. Đây, size từ 40 cân cho em mọi người này, đến 60 cân nhé, là các bác sẽ mặc vừa. Mình sẽ lên cho em là quần xịn nhé mọi người nha. Quần xịn này, kèm số lượng cho em. Quần này của em nó chất Umi. Quần này là hàng công sở mọi người này, các chị mặc đi làm, mặc đi chơi. Mình mặc với áo len hay mặc với áo mùa hè, nói chung là mình mặc với bất kỳ đồ gì thì nó cũng rất là đẹp nhé mọi người nhé. Nên cho em mã là quần xịn cho em ạ. Từ 40 cân này đến 60 cân là mọi người sẽ mặc vừa nhá. Đây, em bán cho các bác với giá sẽ là 86.000 một quần. Đó. Chất này nó vừa đanh mọi người này, vừa dày này, vừa mịn này, nó siêu sướng luôn. Mà giá thì lại siêu hạt rẻ nhé mọi người nhé. Người ta bán là 130.000 hoặc là 140.000. 130 đến 140.000 một cái quần này. Còn em bán cho các chị là 86.000. Nó sẽ có xếp ly ở hai bên nhé mọi người, nhìn cho em này. Đây. Hai bên này nó sẽ có hai đường ly. Đó, các chị mặc lên nó rất là tôn dáng, nó cực kỳ đẹp này. Mà nó không bị xù lông, mà không bị xổm lông nhá. Bình thường những quần khác các mọi người, vải của nó mỏng này, các chị mặc nó sẽ bị xù, giặt một lần thôi là nó sẽ bị xù và nó bị xổm lông. Còn riêng quần này của nhà em mọi người này, em đảm bảo với các chị sờ thôi ấy, mình nhận hàng mình đã thấy thích rồi. Cái chất của nó rất là mịn mọi người, nó dày á, mình cầm vào cái nó dày, nó mịn, nó mát mọi người này, siêu sướng luôn nhá. 86.000 nhá mọi người. 86.000 một quần. Lên cho em ạ là quần xịn cho em nhá. Quần xịn cách số điện thoại cho em. Cho em cái quần nam ở đâu đây nhỉ? Anh nhìn cho em xem nào. Là bên em chốt đơn này. À đây có đều. Đây. Bây giờ em tặng các bác quần nam và quần short mọi người này. Quần nam nhá mọi người, hàng 180 mọi người. Bây giờ em còn short mọi người này. Còn short một ít quần nam tặng nhanh nhá. Quần nam này là em còn sót một ít quần nam, chị nào nhanh tay là được. Cái này em tặng quần nam cho các chị comment là tặng quần nam cho em đi rồi. Hàng này hàng 180.000 rồi. Áo này mình chỉ có một màu bạn ơi, 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái á. Áo đã mặc là 50.000 một cái, chị nào chốt comment là tặng 50. Chị nào chia sẻ để tặng thêm một cái nữa là màu bất kỳ. Đó, còn áo có một màu nhá. Rồi em này mình nhìn cho em này. Lên cho em đã tặng quần nam cho em ạ. Hàng 180.000 một cái mọi người. Nhưng mà hiện tại là quần nam này bên em chỉ còn size từ 45 cân. 45 cân nhá, đến 65 cân cho em. 65 cân đổ lại là các bác sẽ mặc vừa mọi người này. Đấy. Size đến 65 cân nhá mọi người nhá, 65 66 cân. 65 đến 66 cân đổ lại là mặc vừa. Comment là tặng quần nam cho em tặng nốt với giá 50.000. Tặng quần nam nốt ạ, với giá sẽ là 50.000 đồng một cái nhé mọi người. Còn ít hơn này. Đó, mình sẽ lên cho em mã là tặng quần nam giùm em nhé. Quần nam này là hàng quần cao cấp nhé mọi người. Quần nam này sẽ là quần hàng cao cấp nhé mọi người nha. Em đợi em một chút em sẽ nói cho em sai. Lên cho em mã là tặng quần nam giùm em giảm cho 50.000 này. Ai là hàng xịn luôn đó mọi người. Lên cho em quần nam mọi người này. Size từ 45 cân nhé, đến 66 cân cho em, 65-66 cân. 65 đến 66 cân mọi người này, em xả nốt 50.000 cho mọi người. Ai được cái nào thì mình sẽ hoan hỉ cho em nhá. Riêng quần nam nhá mọi người, cái này thì các chị không tị nhau đâu ạ. Em còn ít thôi, quần nam thì em là siêu đẹp rồi, hàng cao cấp. Quần nam đây là hàng cao cấp nhưng không phải là hàng giá rẻ đâu mọi người. Đây là hàng đắt, hàng này là hàng trong Tết em còn. Em nói bây giờ không nhập quần nam đâu mọi người, đắt lắm. Quần này của em là quần từ trong Tết mà em còn sót thì em bán thôi, chứ không phải là em mới nhập hôm nay về em bán đâu. Mới nhập hôm nay về đắt lò tò khói luôn mọi người ạ. Chứ còn đây là hàng em vẫn còn, hàng vẫn còn này. Đấy, em dọn chuyển sang kho mới xong nó cứ nhét tùm lum tùm la vào các bao ấy. Sau hôm nay cắt ra thì thấy là còn một bao quần nam. Đó, thì em bán cho các chị nốt là 50.000 một cái nhé mọi người nhé. 50.000 này. Lên cho em là tặng quần nam 50k giùm em. Tặng quần nam 50k này. Cộng số điện thoại cho em này. Là bên em chốt đơn nhé mọi người nhé. Quá đẹp luôn. Siêu siêu rẻ cho mọi người luôn này. 45 cân này đến 65 cân là các chị mặc vừa. Đố ai có giá này đấy mọi người. Rồi tặng luôn cái áo nam cho các chị này. Tiện thể này. Áo nam chắc còn tầm khoảng 20 cái tặng nhanh. Cái gì có ít tặng nhanh nhé mọi người nhé. Áo nam mọi người này. Áo nỉ nam nhé. 130.000 một cái mọi người. Áo nỉ nam cho em mọi người này. 130 các chị có mình là tặng áo nam giùm em nhé. Tặng áo nam cho em, tặng các chị luôn 30.000. Áo nam nhé mọi người. 30.000 cho em là áo nỉ nam mọi người này. Đây. Nỉ nam hạng này siêu mịn nhé. Size đến 65 cân cho em mọi người. Áo nam nhìn mọi người. Đó. Nỉ dày luôn nhá mọi người. Nhìn cho em này, hàng này các chị mua 150 một cái. Tặng áo nam cho em này, còn có chỗ này. Chắc 15 cái đó mọi người ạ. Tầm khoảng là 15 cái thôi nhá mọi người nhá, không có được số lượng nhiều đâu.
Có đúng 15 cái thôi. Em tặng luôn là 30.000 đồng cho nó rực rỡ luôn mọi người ạ. Lên cho em luôn mã là tặng áo nam kèm số điện thoại cho em. Là bên em nhận đơn nhé. Với giá sẽ là 30.000 đồng một chiếc áo nam cho mọi người luôn. Mà không phải là áo nam thường. Đây là áo nam nỉ mọi người ạ. Áo nỉ các chị nhá. Rất là dày, mịn và ấm luôn mọi người này. 30.000 đồng một chiếc nhá. Em qua mạng luôn mọi người ạ. Nhưng cái này là kiểu là bán câu tương tác thôi. Áo đắp mặc của em là 50.000 một cái chị ơi. Chị nào chia sẻ em tặng thêm một cái là hai cái thì là mã là tặng 50k. Tặng áo nam nhé mọi người nha. Kèm số cho em ạ. 30.000 mọi người này. Mà đây là áo nỉ, áo dài nhé mọi người, không phải áo ngắn đâu. Bảo áo ngắn thì là các chị bảo là rẻ, nhưng đây của em là áo dài và là áo nỉ luôn. Cái này gọi là tặng mini game nữa mọi người. Tặng mini game, tặng chơi chơi các bác luôn á. Đó, size từ 45 cân đến 65 cân nhé mọi người nhá. 65 cân này đến 67 cân là các chị sẽ mặc vừa. Đấy, mình sẽ lên cho em mã là tặng áo nam cho em nhá. Tặng áo nam cách số điện thoại cho em giúp em đâu. Là các bác có đơn mọi người này, được kiểm tra hàng trước với anh Tán mọi người này. Đấy, chưa có trong này. Đấy. Áo nam bên trong là lót nỉ nhá, chưa có trong này cơ. Cái gì? Đũa. Rồi ok mọi người này, qua mã các bác mọi người này. Áo nam cho chị hai cái, chị chỉ được một cái thôi. Áo nam mình chỉ được một cái cho mọi người. Em bán có 30.000 còn mấy cái nhá. Cái gì có ít nhá mọi người thì em không chốt được cho ai nhiều đâu. Có ít thì mọi người một tí thôi. Chia ra mọi người được một cái nhá. Các chị cứ chị thì đòi 4-5 cái. Xong rồi chị thì không được cái nào. Đấy, cái gì mà có ít nhá mọi người nhá. Thì là em chỉ bán cho mỗi người được một sản phẩm thôi. Ví dụ như quần nam ý, hàng trăm mấy em xả có 50.000 ý, cũng chỉ được một cái thôi. Không được ba quần nam đâu mọi người ạ. Những cái quần áo sale các chị toàn đòi 3-4 cái là không có nhé mọi người, chỉ được một cái thôi. Hàng sale là hàng còn ít là mình chỉ được một cái thôi nhé mọi người nhé. Nhớ là kèm cho em luôn cả số điện thoại nhá. Chị nào đặt hàng này mình chưa để lại số điện thoại nhé mọi người. Nhớ là để lại cho bên em số điện thoại để bên em chốt đơn. Có số điện thoại thì bên em mới lên đơn cho các chị được. Không có số là bên em không có lên được đơn cho mọi người nhá. Rồi em này các chị nhìn cho em mọi người này. Lên cho em đã tặng đũa giùm em. Tặng đũa mọi người này, cách số điện thoại cho em nhá, là bên em chốt đơn. Đây. Đây là đũa sạch mọi người này. Lên cho em mã đũa sạch giùm em. Đũa sạch cách số điện thoại cho em ạ. Đây. 10 này, 20 mọi người này. 30 này, 40 mọi người này. 50 này. 59.000 em cho các chị 50 đôi. 59.000 nhá mọi người nhá. Là mình sẽ được là 50 đôi đũa luôn. Các bác lên cho em mã là đũa sạch cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Đây. Một combo các chị nhìn cho em mọi người này. Đấy. 50 đôi nhá. Bình thường các chị mua này tầm khoảng là 30.000 là các chị sẽ được 10 đôi. Đây. 30.000 đồng nhá là mình sẽ mua được 10 đôi đũa nhá mọi người. Còn em bán cho các chị là 59.000 sẽ là 50 đôi luôn. 59.000 các bác nhá. 50 đôi đũa. Lên cho em mã hàng là tặng đũa giùm em nhá. Tặng đũa kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn nhá. Quá đỉnh nhá mọi người. Riêng đũa nhà em chắc là không có gì để bàn cãi rồi. Quá là xịn này, sạch sẽ mọi người này, an toàn này, không có bị mốc. Đó. Các chị nhìn ăn cơm với mọi người, ăn cơm mà các chị cắp một đôi đũa lên mà nó cứ mốc thách mốc thác ra. Nhìn đã không muốn ăn cơm rồi. Đấy. Nhưng mà đôi đũa các chị nhìn này, nhìn nó sạch sẽ này. Đó. Em còn Dũng Trương nhá. Đấy thì là mình nhìn cái bữa cơm của mình trông cũng ngon miệng hơn rất là nhiều. Đó. Mà lại còn rẻ mọi người này. Đũa này của em nhá, chống trơn chống trượt. Cái đầu dưới các chị nhìn mọi người này. Cái đầu dưới của nhà em nhá, nó cũng sẽ có chống trơn đấy. Những cái đũa khác ấy, em thấy là người ta chỉ làm chống trơn ở trên đầu trên này thôi. Người ta không làm cái chống trơn ở đầu dưới. Còn hàng này của em mọi người này, đầu dưới cũng sẽ có chống trơn nhá. Đấy. Chống trơn, chống trượt từ đầu dưới đến cả đầu trên luôn ạ. À. Đó, 59.000 sẽ là 50 đôi. Được chưa ạ? Mình sẽ lên cho em mã tặng. À, quên mất, vẫn cứ sai mã, vẫn cứ nghe tưởng là nam rồi. Mã đũa sạch cho em mọi người. Đũa sạch này cộng số điện thoại cho em nhá. Đó, sao hôm trước mua hàng không được gọi điện? Chị nào mua hàng hôm trước ấy mà mình chưa được bên em gọi điện thoại chốt đơn thì các chị bình luận cho em là chưa được chốt đơn kèm số điện thoại cho em nhá. Là bên em lên đơn nhá mọi người. Đây. Đũa là 59.000 mọi người. 59.000 50 đôi cho các bác luôn. Đó. Bình luận cho em mã hàng là đũa sạch cho em nhá. Đũa sạch cộng số điện thoại cho em là được ạ. À. Đây cho em lỗ quần chị bé cái gì hàng lẻ lẻ còn ít tặng luôn. Cái gì mà hàng lẻ lẻ của em nhé mọi người. Còn ít ạ à, là em tặng hết cho các chị luôn. Cái gì mà còn lẻ sai lẻ số đấy mọi người. Lẻ sai lẻ số nhất là em sẽ bán rẻ cho mọi người luôn. Được chưa ạ? Đấy. Nhìn cho em mã này mọi người này. Đây là chiếc bé nhá. Đó, nếu như mà nhà nào mà có con nhỏ mọi người này, hoặc là có cháu bé này,
mà nếu như mặc vừa thì là có thể là mua cho con hoặc mua cho cháu, hoặc là nếu như mà có người thân bạn bè gì mà có con nhỏ hoặc là cháu nhỏ, mọi người mới có thể tăng tên này vào mua, bởi vì là em không còn size to, em chỉ còn size nhỏ thôi. Cái này là gọi là em tặng các cháu nhá, cái này là em hàng tặng các cháu mọi người, comment là tặng bé giùm em đây. Cái quần này mọi người này chỉ còn size nhỏ thôi, là từ size từ 8 cân đến 12 cân đó, thì thôi tặng các bé luôn 50.000 10 cái, 50.000 đồng 10 cái nhé mọi người nhé. Còn ít ấy, còn tầm khoảng là 20 lố chị ạ. Em sẽ còn tầm khoảng là 20 lố nhé mọi người nhé. Cái nào của bé con ấy mọi người, bé con chỉ từ 8 cân thôi, 8 cân nhé mọi người nhé, đến 12-13 cân, 12-13 cân là các con sẽ mặc vừa nhé. Con mình là tặng bé cho em. Đây em bán nó cho con là 50.000 10 cái, 50.000 đồng sẽ là 10 cái nhé. Đây. Chị nào đang bán hàng các chị biết, hoặc là chị nào làm mẹ rồi, ở đây ai làm mẹ rồi, ở đây các chị còn làm mẹ rồi, làm bà rồi, thế các chị biết là 50.000 10 cái quần này đắt hay rẻ? Là đắt hay rẻ các chị biết ngay mọi người. Đây. Tại vì cái này thì ai có con rồi, ai mua cho con cũng biết là cái giá tiền này là nó phải gọi là quá rẻ rồi. Mua 15-20.000 một cái mọi người. Đây. Cái quần này mọi người mua từ 15.000 này đến 20.000 một cái quần này nhá. Bây giờ em bán cho các chị 50.000 10 cái. Đó, nhưng mà chỉ còn size nhỏ nhất nên thôi là cô hàng tặng hết cho các con luôn mọi người ạ. Comment cho em mà là tặng bé giùm em nhá. Tặng bé này cộng số điện thoại cho em. Vâng chị ơi, Hải Phòng hiện tại là bên biểu điện là đang ngừng, cái chợ đang ngừng không nhận đơn nhá, bởi vì như là quá nhiều hay sao nên người ta không có đi phát được cái chị ạ. Đó, rồi. Chị ơi, quần nam bên em hết hàng rồi nhá. Đây, mình sẽ lên cho em mã là tặng bé giùm em nhé mọi người. Tặng bé 50.000 mọi người ạ. 50.000 một lố 10 cái. Qua mã nha, em có 20 lố thôi chị ạ. Em có 20 lố thôi. Áo em mặc là 50.000 một cái, em tặng thêm một cái là 50.000 được hai cái mọi người. Tặng bé và kèm số điện thoại cho em này. Đây, xinh quá mọi người ạ. Một lố này 10 quần. Một lố này được 10 quần nhá mà có 50.000 thôi. Đây. Bình thường ấy mua 20.000 một cái. Đó thì các chị mua hai cái thì được cả một lố nhà em rồi còn đâu nữa. Đó. À, chị đặt hai đôi giày mà không được gọi chốt đơn để lại cho bên em xin số điện thoại nhé. Cứ chị nào đặt hàng của bên em ý mà mình chưa được bên em gọi điện thoại chốt đơn thì các chị để lại cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người. Bởi vì là một số đơn ý là nó bị ẩn comment nên là bên em chưa có gọi điện thoại chốt đơn cho các chị được, thì mọi người để lại cho bên em xin số điện thoại. Tặng bé là em chỉ còn size từ 8 cân đến 13 cân nhé chị ơi. 8 đến 13 cân là các chị có size mặc vừa thôi nhé mọi người nhé. Đó, mình sẽ lên cho em tặng bé giùm em nhé. Em còn tầm khoảng là gần 20 lố mọi người ạ. Gần 20 lố nhé, nên là em sẽ bán nốt cho các chị. Đấy, 50.000 đồng 10 cái này em qua mã nhé. Đây. Cứ mẹ nào có con hoặc là bà nào có cháu mặc vừa thì mua cho con hoặc là mua cho cháu nhé mọi người nhé. Rẻ cực kỳ luôn á. Đấy. Lên cho em đúng mã cho em này. À, kéo nhất còn của em. Đây. Kéo con lên cho em mã là kéo nhất luôn đi mọi người. Kéo nhật cho em nhé, 39.000. Áo đang mặc mã là tặng 50 nhé, 50.000 hai cái. Đây. Lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Cái này mọi người sẽ bình luận cho em là kéo nhật cho em 39.000. Kéo nhật của nhà em là 39.000 một cái nhá. Chị nào mình chốt thì mình sẽ lên cho em mã là kéo nhật giùm em. Kéo nhật này kèm số đoạn cho em. Đây, bây giờ một cái phần quà này, phần quà công khai luôn này. Phần quà này là phần quà công khai nhưng mà chưa bao giờ em bán giá này. Nhưng mà hôm nay phá lệ các chị. Hôm nay là phá lệ nhá mọi người nhá, bán tặng quà. Bên này sau ấy nhá anh nhỉ. Mỗi mắc chia sẻ livestream cho một lượt mọi người này, không phanh. Đây. Đó, áo em mặc là 50.000 một cái nhá chị ơi. Còn chị nào mình chia sẻ thì em tặng thêm một cái nữa là hai cái nhá. Đấy. Mỗi bác chia sẻ bài viết cho em một lượt nhá mọi người ơi. Bây giờ em tặng các chị cái món này mà chưa bao giờ em tặng giá này. Đây là giá, đây là hàng công ty, nhưng mà riêng mẹ em tặng quà cho các bác mình thôi. Mọi người chia sẻ livestream giúp em nhá mọi người nhá. Mỗi bác cho em xin nút thả tim. Cái này em đảm bảo là em tặng quà cho mọi người thôi. Đó nên nếu mà chị nào mình được thì mình sẽ hoan hỉ cho em nhé mọi người nhé. Cái này mình hoan hỉ cho em thôi. Chưa bao giờ em bán giá này luôn. Đây là ngày đầu tiên em bán giá này các chị. Đúng không ạ? Đấy. Mộ mát chia sẻ cho em một lượt nhé mọi người nhé. Cái này các chị lên cho em là quà to và kèm số điện thoại cho em. Comment là quà to nhé mọi người, cộng số điện thoại cho em này, là em nhận đơn. Cái này xin phép các chị là bây giờ riêng ngày hôm nay thôi nhé, là em sẽ bán tặng kỷ niệm các chị luôn. Đấy. Đây là chai dung dịch vệ sinh mọi người này. Cứ riêng hôm nay thôi em tặng các bác nào được may mắn cho em comment là quà to cho em nhé. Đấy. Hôm nay em tặng cả nhà luôn mọi người này. Không so sánh giá nhé mọi người nha. Đó.
79.000 đồng hai lọ cho em luôn. Đây là chai dung dịch vệ sinh mọi người này. 79.000 đồng sẽ là hai lọ nhé mọi người nhé. Bình luận cho em mọi người này, mã là quà to cộng số điện thoại cho em là bên em chốt ơn. Đấy. Chai dung dịch vệ sinh chầu không mọi người này, cực kỳ là thích nhé mọi người nhé. Rửa nó vừa dịu nhẹ này, nó vừa mát mọi người này, nó vừa sạch mọi người này. Đó. Mà cái mùi thơm của nó rất là thích luôn. Em tặng các chị 79.000 mọi người. 79.000 đồng là mình sẽ được là hai lọ luôn. Chưa có hôm nào có giá này nhé mọi người nhé. Kể cả là những hôm khác các chị mua cũng sẽ không có giá này. Cái này nó là vật cực kỳ cần thiết rồi. Tất cả phụ nữ đều cần cái này luôn mọi người. Trẻ mình ai cũng phải cần mọi người ạ. Cái mặt mình cần phải rửa. Đó thì là cái phần là vùng kín của mình cũng phải vệ sinh sạch sẽ nhé mọi người nhé. Đó. Có nhiều chị cứ nghĩ là mình chỉ cần rửa mặt bằng nước sạch ý mọi người. Bằng nước ý. Đó là đã sạch rồi, nhưng không phải. Nó cũng giống như mặt của mình ấy. Nếu như mình chỉ rửa bằng cái nước bình thường á mọi người, nó không thể nào mà lấy đi hết sạch những cái bụi bẩn của mình được. Đó nên là khi mà mình rửa bằng dung dịch vệ sinh này thì cũng giống như cái mặt của mình, nó rửa bằng sữa rửa mặt ấy mọi người. Nó sẽ sạch sâu mọi người này. Đó, nó sẽ giúp cho cái da của mình ấy mọi người, nó được mềm hơn mọi người này. Đó, quà to. Quà to là 5 à nhầm, quà to quên mất, đọc 59.000. Quà to là 79.000 mọi người. 79.000 là hôm nay tặng các chị là hai hộp. Hôm nay là em tặng các chị là hai hộp nhé mọi người nhé. Đấy. Không hôm nào có giá đâu nhá. Kể cả là hôm sau các chị mua vẫn quay lại giá cũ cho em. Chị nào hôm sau mua nhá, là các chị vẫn mua giá cũ. Mình sẽ không được mua giá này vào những ngày hôm sau đâu ạ. Chỉ có hôm nay là em tặng giá này thôi nhé mọi người nhá. Đó. Các chị ai cũng phải cần rồi. Đó. Bây giờ mọi người nhá, 2022 rồi này. Là tất cả chị nào mà chưa xài cái này mọi người, nhớ là các chị xài đi mọi người. Dùng nó vừa thoáng mọi người này. Giải quyết đơn hàng thì cứ gọi cho em vào số hotline hoặc là nhắn tin vào trang biết cho bên em nhé mọi người nhá. Mà cái dung dịch này các chị dùng nó rất là sướng luôn mọi người ạ. Nó không giống những cái dòng khác đâu. Nếu mà chị nào mà dùng cái dòng của chầu không này rồi, mọi người sẽ thấy là nó mình rửa xong ấy, mình cảm thấy nó rất là mát luôn mọi người ạ. Nó mát mát nhé mọi người nhá. Xong rồi là nó có cảm giác gì mà nó sướng, gọi là sướng em không biết tả kiểu gì mọi người ơi. Mà rửa xong thích lắm ấy. Đấy, em dùng dung dịch này thích lắm ạ. Ok, em cảm ơn chị này. Đấy, bác nào trải nghiệm rồi nhé mọi người, thì các chị sẽ thấy đó, khi mà các chị dùng những cái loại dung dịch khác ấy, mình rửa xong nhé mọi người nhá, thì nó có cảm giác như là nó hơi khô khô đó mọi người. Nhưng mà khi mà dùng em này xong ấy mọi người ạ, này kiểu là nó thế nào nhỉ, em biết tả như nào nhỉ, nó mát mát, nó thích thích mọi người này. Mà em đã dùng rất là nhiều loại khác rồi, dung dịch vệ sinh nhé các chị nhá. Có những loại mà hàng đắt đi mọi người, mua 400-500 nghìn em cũng đã thử dùng rồi, nhưng mà em vẫn thấy là mình vẫn cảm thấy mình hợp với cái dung dịch vệ sinh chầu không là nhất đấy, nó hoàn toàn từ thiên nhiên đấy mọi người. Đấy, em cảm ơn chị Hoài Phương Hồ nhé chị nhá. Đấy, 79.000 đồng là hai lọ nhé mọi người. Bình luận cho em mã là quà to cho em nhá, quà to cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Đó. Tặng bé 8 cân, ok chị này. Đấy, áo em mặc là 50.000 là hai cái chị ơi, nên cho em mã là tặng 50 nhá. Áo của em sẽ là mã là tặng 50. Chị nào mình chốt thì các chị sẽ lên cho em mã là tặng 50 kèm số điện thoại cho em là bên em chốt ơn đấy các chị nhá. Nay hàng bán rẻ vậy nên em tặng quà mà em bảo rồi. Nay là em tặng quà đột xuất cho mọi người. Đấy, nó có sót không em chị ơi? Không, rửa cái này nó sẽ không bị sót nhá mọi người nhá. Mình rửa xong nó mát ý, cảm giác cái vùng kín của mình xong nó mát mọi người ạ. Nó không có bị sót mọi người này, hoặc là không có bị khó chịu nhá mọi người nhá. Đó, đặc biệt nếu như chị nào ấy mà mình mà đang bị ngứa mọi người, đang bị nấm hoành hành các chị ạ. Nấm thì khổ cực kỳ. Nói thật là em từng bị nấm rồi em hiểu mọi người. Áo được chọn màu không bạn ấy, áo chỉ có một màu nhá. 50.000 chỉ được một cái áo mình mặc thôi. Còn một cái là mình tặng là bạn được cái màu gì thì bạn lấy màu đấy. Còn nếu mà không thích quà tặng thì là 50.000 chỉ được một cái mình đang mặc thôi. Chị nào mà bị nấm ấy, ai bị nấm rồi các chị hiểu ấy. Ngứa chắc là phải gãi, phải gọi là rách cả quần luôn đó mọi người, nói thật. Đấy, nếu mà chị em phụ nữ chắc chả có gì phải ngại rồi. Ai mà bị ngứa thì các chị biết, nhiều khi mà bị ngứa nặng quá còn phải đi đốt đó mọi người. Mà em thì chưa đi đốt bao giờ, nhưng mà em thấy là đi khám bác sĩ người ta bảo là nặng quá là phải đốt đó mọi người. Chắc đến cái giai đoạn đốt là phải khó chịu lắm rồi đúng không mọi người. Đấy, các chị nhớ là mình vệ sinh sạch sẽ hàng ngày thì nó sẽ không dẫn đến là bị viêm nhiễm nấm ngứa đâu mọi người. Mình phòng còn hơn là mình đi chữa bệnh mọi người ạ. Đấy. Dung dịch vệ sinh chầu không này nghiện luôn này. Ok, em cảm ơn chị này. Đấy, các chị lên cho em mã là quà to cho em nhé. Quà to kèm số điện thoại cho em. Hôm nay em tặng các chị là 79.000 đồng là hai lọ. 79.000 đồng là hai lọ. Cái này là phần quà thiết thực đấy. Cái này phần quà thiết thực tới tất cả các chị em phụ nữ đó mọi người ạ.
Nghe khác các chị khéo là quà các chị không thích bằng cái này đâu. Cái này nó rất là ý nghĩa đấy mọi người. 79.000 đồng là hai lọ nhé mọi người nhá. Lên cho em mã quà to giùm em nhá. Quà to và kèm số điện thoại cho em này. Rồi em coi mã đấy mọi người này. Áo là em tặng là 50.000, áo 50.000 là một cái nhé mọi người. Đây. Áo là 50.000 một cái là chị nào. Chị nào mình chốt thì mình lên trên là tặng 50k cho em. Bác là mình chia sẻ thì em sẽ tặng thêm một chiếc nữa. Là hai chiếc nhé mọi người nhá. Đó thì mình sẽ lên cho em là tặng 50. Tặng 50 này kèm số điện thoại cho em này. Là bên em chốt đơn này. Đấy. Còn khăn tắm không ạ? Khăn tắm em còn cho em khăn tắm lên không? Khăn tắm nhé mọi người, lên các bác khăn tắm mọi người này. Xả luôn mỗi chị cái khăn tắm mọi người này. Khăn tắm Hàn nhé mọi người, siêu thích luôn này, mềm quá. Sờ cái bông này xuống mọi người ạ. Sờ cái bông này đảm bảo là bao sướng nhé mọi người luôn. Mình nhận được nước giặt rồi nhé, ok em cảm ơn chị ở Linh Lê nhá. Đây là các bác cái khăn tắm Hàn nhé mọi người. Quà to của chị Mèo Phương cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Mọi người bình luận nhớ là kèm cho bên em xin số điện thoại nhá. Có số điện thoại là bên em mới chốt được đơn nha mọi người ạ. Đây. Rồi em này các chị lên cho em là khăn tắm Hàn rồi em mọi người. Đây. Dài 1m4 nhé mọi người nhá. Dài 1m4 này nhân với lại 70. Khăn tắm siêu thích mọi người ạ. Mềm. Khăn tắm này cái lông của nó rất là mềm. Các chị nhìn gần từ cái sợi lông mọi người này. Đây. Lông của nó sẽ vừa mềm nhé mọi người, vừa thích luôn mọi người. Đây, đó. Em này thì nó vừa thấm hút nước. Da nhạy cảm dùng được này, bé sơ sinh, bé nhỏ đều dùng được hết luôn. Em bán nó các chị là 39 nhưng mà khăn tắm 39.000 nhé mọi người nhá. Mình sẽ lên cho em ạ là khăn tắm giùm em. Khăn tắm Hàn này, kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn nhá. Nước giặt bên đang hết hàng chị ơi. Đây. Khăn tắm Hàn cho em nhé mọi người nhá. 39 nhưng mà khăn tắm ạ. Đó. Bác lấy 1 thì comment là 1, lấy 2 khăn tắm thì comment là 2 khăn tắm. Lấy 3 khăn tắm thì các chị comment là 3 khăn tắm và lấy 4 khăn tắm thì các chị lên trên là 4 khăn tắm cho em. Mà em bán cho các bác chỉ với giá là 39.000 thôi. 39.000 một khăn tắm nhé mọi người nhá. Quần Q1 bên em không còn hàng chị ạ. Đấy. Có được kiểm tra hàng không em có chứ chị ơi, mình được kiểm tra hàng thoải mái nhá. Tất cả mọi người sẽ đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đó. Riêng khăn tắm của nhà em bán đến mấy năm nay rồi, khăn tắm em bán là hàng chuẩn loại một cho mọi người, nó không có bị cứng mọi người ạ, không bị cứng này, không có bị rát người mọi người này, cứ lên đúng mã cho em này, quà to cho chị 4 hộp ok chị này, đây. Khăn tắm Hàn nhé mọi người nha, giá cho mọi người sẽ là 39.000, 39.000 đồng một cái đó mọi người, đó khăn tắm các bác cứ mua lấy vài cái đi mọi người, mua lấy vài khăn tắm lên cho em đi mọi người, khăn tắm này vừa ấm này. Vừa mềm này, vừa thấm hút nước này. Đó, cực kỳ xịn nhé mọi người nhá. Cái này ở ngoài ấy, nếu như mà hàng chuẩn nhé, hàng chuẩn loại 1 mọi người ạ. Áo em mặc là 50.000 hai cái chị ơi. Thì người ta sẽ bán cho mọi người. Lấy kẹo sầu về bán như hàng chị nghiện kẹo sầu rồi à. Cái này thì các chị em mình ở ngoài, các chị mua 70-80.000 đấy. 70.000 đến 80.000 một cái đấy mọi người ơi. Đây. Mà em bán cho các chị mọi người này, với giá là bao nhiêu tiền ạ? 39.000 một cái nhé mọi người nhé, 39.000. Chị An Hoàng bình luận cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Mọi người đặt hàng cố gắng ý là mình để lại cho bên em xin số điện thoại. Đó, lâu lắm rồi mới thấy hàng càng ngày càng xinh đẹp. Ôi dồi ôi, càng ngày càng béo chứ ạ. Chị nào mà lâu mà không thấy em ý, mà các chị tự nhiên các chị nhìn thấy em, các chị giật mình đấy. Em là bây giờ đang bị lợn nhập. Mặt đang như cái bánh bao, đang như cái mâm đây chị này. Em tặng bộ cho mọi người nhá, cho em cái bộ bộ tăm lên người, em tặng cái bộ tăm cho khách đi. Em còn ít cái bộ tăm em tặng nốt cho mọi người này. Còn ít cái bộ tăm nhung nhé mọi người, em tặng nốt nhé. Cả một bộ tăm nhung ấy em bán cho các chị nốt đi này. Bán cho các bác bộ tăm nhung nhé mọi người. Chị là hóng bộ tăm nhung. Chia sẻ livestream giúp em nhé mọi người. Em tặng quà các bác bộ tăm nhung cho sướng đời luôn. Áo em mặc là 40 cân đến 60 cân nhé mọi người, là các chị mặc vừa này. Đấy. Mỗi chị cho em xin một nút thả tim nhé mọi người nhá. Cho xem các màu thì mình không bán các màu. Bạn ơi, áo nó mặc của mình chỉ có một màu thôi. Áo này 50.000 một cái. 50.000 một cái nhá. Chị nào chia sẻ tặng thêm một cái màu ngẫu nhiên thôi. Không có nhiều màu đâu, có một màu thôi nhá. Đấy. Còn hàng tặng là hàng tặng không chọn màu. Hàng tặng thì được tặng màu nào thì là lấy màu đấy thôi. Đấy. Rồi mã này các chị cho em mọi người này. Lên bộ nhá. Đây lên bộ tăm nhung cả nhà này. Có chị nào hóng bộ không mọi người? Bác nào hóng bộ thả tim cho em. Chị yêu nào hóng bộ đấy các chị cho em xin mũi thả tim mọi người. 70kg có áo không? 70kg thì không vừa chị ạ. 70 cân thì không có size vừa nhé mọi người nhá.
Đây, đây là các bác em này mọi người này. Xịn sò con bò luôn nhá. Bộ tăm nhung cho em. Hàng bây giờ đang giá trên trời mọi người, giá đang cao lắm. Bây giờ cái này giá đang cao lắm mọi người cho em này. Bộ tăm nhung này 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Áo cọc quần dài mọi người ạ. Áo cọc này, quần dài này, em xả luôn các chị. Giá này em nói luôn là em bán xả nhá mọi người nhá. Xả chứ không có lãi đâu mọi người. Comment cho là bộ tăm nhung cho em. Bộ tăm nhung kèm số lượng cho em. Đây là màu, màu này là màu ghi mọi người này. Màu ghi này và màu đỏ cho em nhá. Hai màu. Hai màu các bác ơi. Màu đỏ này với lại màu ghi. Em nói luôn là em thanh lý cho mọi người luôn với giá là 59.000 một bộ. 59.000 đồng một bộ nha các chị nhá. Mình sẽ comment cho em là bộ tăm nhung giùm em. Được chưa ạ? Bộ tăm nhung nhá, các bác cộng số điện thoại cho em là em nhận đơn. Giá em khẳng định với các chị luôn, bây giờ cả một bộ tăm nhung như này bao gồm này cả quần và cả áo mọi người này mà có 59.000. Áo em mặc là 50.000 hai cái chị ơi. Đây, khăn tắm là 39.000. Mà nguyên này của em các chị này, vải này, bộ tăm nhung sướng đời cho mọi người. 59.000 một bộ. Đây là giá em bán lỗ đó mọi người. Em còn em bán hết bộ này các chị ạ, 59.000 một bộ nhá. Đó, mình sẽ lên cho em mã hàng là bộ tăm nhung. Được chọn màu luôn. Em bán các bác nốt 59.000 bộ này. Em bán cho bằng lỗ luôn cái mã này mọi người. 59.000 một bộ mọi người này. Lên với em là bộ tăm nhung cho em nhá. Bộ tăm nhung Hải Phòng không gửi được hàng chị ơi. Nhà em thông báo rồi đấy ạ. Đó, điện thoại chốt đơn là thông báo với các chị rồi đấy mọi người. Đây, bộ tăm nhung nhá, màu đỏ này. Với lại màu ghi và em xả luôn giá 59.000 cho các chị cả một bộ này. Các bác thấy là giá như em hôm nay sướng không mọi người? Giá phải gọi là siêu siêu phê nhá mọi người nhá. Đó, mình chốt đơn cho em là bộ tăm nhung, quần của nhà em là có túi mọi người ạ. Đây, quần có túi nhá, từ 40 cân đến 60 cân cho em. Túi rất rất là sâu luôn mọi người này. Mà bán đây là giá, giá đây là giá bán lỗ nhưng mà không phải giá bán hòa đâu. Quần em mặc mã là quần xịn chứ ạ. Quần xịn của em là 86.000 một quần. Đây, có hai màu và các bác được lựa chọn màu thoải mái. Mình thích lấy màu gì đấy, thì các chị bình luận cho em này. Em đặt hàng toàn không thấy chốt đơn thôi. Em nếu mà mình thấy là mình chưa được chốt đơn ấy, mình có thể là nhắn tin vào trang bếp luôn. Nhắn tin vào trang bếp để được chốt đơn nhanh nhất nhá. Đấy, này. Đó, 59.000 bộ này. Bán lỗ vốn luôn đấy các bác ơi. Lên cho em mã hàng là bộ tăm nhung. Áo em mặc mã là tặng 50 là tăm nhầm. Mã áo mặc là tặng 50 là 50.000 đồng là hai cái nữa mọi người. Đấy. Bộ tăm nhung em có màu ghi này. Và em có màu đỏ nhá. Các chị lấy màu gì comment cho em là bộ tăm nhung giùm em. Đó. Bộ tăm nhung này kèm số điện thoại cho em là mọi người sẽ có đơn nha các chị yêu nhá. Đấy. À, đặt vào gói mà chưa nhận được hàng. Chưa nhận được hàng các chị cố gắng là mình đợi giúp em một hoặc là hai buổi nữa đấy mọi người. Sắp nhận được hàng rồi các chị ơi. Gần nhận được hàng đến nơi rồi mọi người ạ. Nhanh lắm các bác ơi. Sắp nhận được hàng rồi nhá mọi người nha. Đấy. Lên cho em mọi người này, tặng 50 giùm em nhá. Kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn mọi người này. Rồi qua mã cho mọi người. Đó, sang xả vải khô mọi người là chiên các chị xả vải khô mọi người này. Đây. Xả vải khô các bác thấy thần thánh không mọi người? Các chị đấy xả vải khô nhà em thơm nức không mọi người? Thơm như mùi nước hoa luôn mọi người này. Đấy. Chiên các bác mọi người này. Khăn tắm mã gì mình chỉ có này khăn tắm cho em mọi người. Lên cho em mã là khăn tắm này. Tặng 50 chỉ có một màu nhá. 50 chỉ được một cái thôi mọi người. Còn một cái nữa là được tặng kèm là được màu gì lấy màu đấy chị ạ. À, vỏ gối có đem anh. Có vừa đem anh. Có. Đây. Rồi mọi người xả vải khô này. Thơm. Thơm hơn mít mọi người ạ. Xả vải khô là thơm hơn mùi mít đấy mọi người. Một bác chia sẻ livestream giúp em một lượt mọi người này. Đây. Bác nào mình chưa chia sẻ thì các chị bấm chia sẻ livestream cho em nhá. Cái xả vải khô mọi người ạ. Nó tiện như này này. Khách thích như này mọi người này. Thứ nhất là nó thơm. Nó thứ hai là nó lưu hương rất là lâu. Lưu hương cực kỳ lâu và thứ ba là nó siêu tiện lợi mọi người ạ. Nó tiện như nào ạ? Khi mà các chị giặt quần áo xong rồi mọi người, xong xuôi hết rồi ấy, đó mình treo vào tủ quần áo rồi thì mình mới phải là xịt. Đấy, các chị xịt lên. Ví dụ như là ví dụ đây là cái áo mọi người này mà mình treo lên tủ quần áo rồi nhá thì mình xịt cho em vào như này. Xịt cho em cả tủ mọi người. Đây. Đó. Thơm ơi ơi là thơm luôn mọi người ạ. Thơm nức luôn đó mọi người. Kiểu là em còn bị nghiện luôn. Nó thơm như mùi nước hoa mà mùi thơm của nó dễ chịu cực kỳ luôn. Các bạn lên cho em nhé mọi người nhé. Xả vải khô này. Bình luận cho em này. Bình luận cho em mã xả vải khô là A50 cho em. Em kỷ niệm các chị 50.000 hai lọ.
50.000 đồng sẽ là hai lọ nhé mọi người nhé. Lên cho em hàng là A50 giùm em. 50.000 các chị phải dùng được tầm khoảng là 4 tháng mọi người. 50.000 hai chai mọi người này. Các chị phải dùng được tầm khoảng là 3 hoặc là 4 tháng chai nhé mọi người nhé. Mình không cần phải xịt quá nhiều đâu mọi người, mà nó thơm mà cái mùi nó dễ chịu cơ. Cái mùi thơm mà đến nỗi là chồng em mọi người ạ. Lúc nào cũng còn thích hít luôn cơ. Chip bé em còn chị nhá. Cái mùi thơm này này, cả con trai con gái đều thích. Thơm lắm mọi người ạ. 50.000 đồng là hai chai. Đấy. Xả vải khô thơm lắm em ơi, ok em cảm ơn chị. Áo em mặc có một màu thôi chị ơi, 50.000 một cái nhá. Còn cái được tặng kèm mà mình được màu gì mình lấy màu đấy cho em nhá. Đấy. Mình sẽ lên cho em mã hàng là chị mua 4 ống xả vải khô thơm lắm hàng ơi, ok có chị. Mã hàng sẽ là A50 cho em nhá. Kèm số điện thoại cho em, 50.000 đồng hai chai. 50.000 mà các chị sử dụng cho em là tầm khoảng 3-4 tháng thì chi phí nó quá rẻ mọi người ạ. Một ngày chưa, các chị chưa tiêu đến 1.000 đồng. Nó mặc quần áo lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ luôn. Mà không chỉ là một mình, cái này là cả gia đình dùng mọi người. Thơm cả quần áo của cả nhà, chứ không phải là chỉ thơm quần áo của một mình. Mà mình không cần phải giặt này, không cần phải rũ lại mọi người, không cần phải vò lại, hoặc là không cần phải chờ nó ngâm nó mới thơm. Đó. Lên cho em mã hàng là A50 rồi em nha các bác nhé. Chip bé bên em hết hàng rồi chị ơi. Đấy. Bộ tăm nhung của nhà em sẽ từ 40 cân đến 60 cân nhá, là các chị sẽ mặc ok hàng này mọi người ạ. Đấy. Bình luận cho em là xả vải khô giùm em. Áo em mặc mã gì mã là tặng 50 chị ơi. Áo em mặc các chị lên cho em mã là tặng 50 nhá. Anh ra một cái lấy cho em một ít hàng lẻ nhá. Tí em tặng các chị nốt hàng lẻ hai món đi. Nói chung là cứ các sản phẩm lẻ ấy. Em tặng hai món một đi. Đấy. Lên cho em mọi người này, quần 65 cân em hết mất size rồi. Quần hiện tại là bên em chỉ còn size cho mọi người là từ 40 cân đến 60 cân thôi các chị ơi. Rất là tiếc khi mà đã hết size mọi người. Nhưng mà đợt này các chị biết ấy, dịch giặc nó cũng đang rất là phức tạp. Nên là kiểu thợ ấy, mọi người nghỉ rất là nhiều. Không cả đủ nhân lực để làm nữa mọi người ạ. Đấy, xả vải khô các chị sẽ lên cho em mã hàng là A50 giùm em nhé. A50 sẽ là 50.000 đồng là hai chai. Một chai của em sẽ là 100ml mọi người ạ. Nó thơm lắm mà nó sướng cực kỳ luôn á. Em đảm bảo là khi mà các chị nhận được chai xả vải khô của bên em, các chị phải khen đấy khen để luôn mọi người ạ. Ưng phải là ưng tới bến luôn đó mọi người. 50.000 đồng là hai chai nhé mọi người nhé. Đó, bình luận trên là xả vải khô cho em này. Bộ tăm nhung em bán là có 59.000 thôi chị ạ. Khăn tắm chị lên cho khăn tắm em like rồi nhá chị nhá. Bộ tăm nhung em bán là có 59.000 nhưng mà em sợ hết hàng rồi mọi người. Bộ tăm nhung em sợ hết rồi, bộ tăm nhung em xả rẻ quá mọi người. Bộ tăm nhung em xả có 59.000 đấy. Đấy. A50 cho chị hai lọ nào em, bình luận cho em xin số điện thoại nhé tình yêu ơi. Đặt hàng bình luận cho bên em xin số điện thoại nhá. Cứ có số điện thoại mọi người ạ. Đặt hàng này các chị cứ để lại cho bên em xin số điện thoại để cho ngày lên anh không. Đặt hàng cứ để lại cho bên em xin số điện thoại là mọi người sẽ có đơn nhá các chị nhá. Đấy, cứ có số điện thoại. Đây. Là bên em chốt đơn nhá. Bộ tăm nhung em hết hàng mất rồi mọi người, lên xem bộ tăm nhung còn màu gì cho em không? Ở cầu thang ấy. Đã có hai màu này rồi em sợ hết hàng rồi ấy. Bộ tăm nhung em bán có 59 em sợ hết hàng rồi mọi người ạ. Sợ hết rồi, em xem là có còn màu gì khác không nhá mọi người nhá. Tại vì cái màu này, hai màu này em đang hết hàng ấy. Đấy, xả vải khô mọi người, mã hàng là A50 rồi em nhá. 50.000 đồng hai chai cho em. Chai này thơm lắm mọi người ạ. Em còn thích ngửi cái mùi này hơn là cái mùi chai nước hoa của em cơ. Áo em đang mặc có chị ơi, áo là mã là tặng 50, áo là 50.000 đồng một cái, em tặng thêm một cái nữa là hai cái nhá mọi người nhá. Đây mọi người ơi, đây. Chị nào vào sau mọi người này, các chị có thể chọn thêm bộ tăm nhung cho em nhé tầm. Hàng lẻ. Cái màu này hết hàng rồi mọi người, hai cái màu vừa nãy hết hàng rồi mọi người này. Bộ tăm nhung em thêm còn thêm hai màu này cho mọi người này. Đây. Đó, để nếu như mà hết màu nọ các chị chuyển sang màu kia cho em nhé mọi người nhé. Bởi vì là cái bộ tăm nhung này của em mỗi màu nó còn ít mọi người ạ. Đây có thêm màu hồng với màu rêu mọi người. Có thêm màu hồng với lại màu rêu nhé mọi người nhé. 59.000 thôi, em bán 59.000 bộ này các bác. Lỗ vốn nhé mọi người. Lỗ vốn mà em vẫn bán đây. Cái gì mà còn ít là bọn em vẫn bán đấy mọi người. Đây, bộ tăm nhung này, màu hồng này, đi màu rêu nhá. Hồng với lại rêu nhá mọi người. Đây, đó. Khăn tắm là 39.000. Em kiểu tính cứ song sinh mọi người. Nếu mà cái nào mà cảm thấy nếu như mình bán hơi chậm chậm một tí, sẵn sàng em bán hòa vốn đi, đẩy hàng lên luôn. Đấy. Rồi mọi người lên cho em mọi người này. Đấy, mình sẽ lên cho em nhá. Đây là bộ tăm nhung màu hồng với lại màu rêu. Xả vải nhà hàng thơm dã man này rồi, ok em cảm ơn chị yêu nha. À, mỗi chị cho em xin một thả tim nha mọi người ơi. Mạng lại quay tiếp không xem được hàng ơi, rồi em chán quá mấy hôm nay đang bị cắt quang mọi người ạ. Nhà mạng của nó cũng sẽ kém hơn đấy. Đấy. Bộ này là 40 cân đến 60 cân, hàng này là co giãn nha mọi người. Áo em mặc bán là tặng 50.
Đây các chị nhìn cho em mọi người này, em có màu hồng với màu rêu. Màu hồng nhá với lại màu rêu mọi người ạ. Bộ tâm nhung này các chị bình luận cho em mã hàng là bộ tâm nhung mà kèm số điện thoại cho em nhá. Còn sản phẩm khô mã hàng là A50 mọi người. Đây nhìn cho em này. Đó. Đỉnh chóp luôn nhá mọi người. Siêu mê luôn. Đây là màu rêu. Đó, màu rêu này, màu hồng này. Đó, màu rêu màu hồng nhá mọi người nhá. 59 nghìn một bộ tâm nhung áo cộc quần dài. Áo của anh lấy trên đỉnh kệ cho em ấy. Anh lấy nhiều hàng lẻ với xem cho anh lấy mấy cái này thôi. Trên đỉnh kệ, cái kệ mà ở sát tường, bốn cái kệ sát tường to tướng ấy, trên đỉnh nóc ấy. Lên cho em mọi người bộ tâm nhung giùm em mọi người này. Bộ tâm nhung mà kèm số cho em nhá, màu hồng, màu rêu nhá mọi người, 40 cân đến 60 cân cho em này. Đẹp như này mọi người nhìn vải này. Cận cảnh chất cho em này, bán thanh lý các chị 59 nghìn đi mọi người. 59 nghìn một cái nhá mọi người nhá. Đây. Lên cho em mã hàng là bộ tâm nhung giùm em. Xả vải bao nhiêu, xả vải là A50 chị ạ. Xả vải khô mã hàng là A50 nhá, là 50.000 hai chai mọi người. 50.000 đồng hai chai mọi người, lên cho em mã hàng là A50 giùm em. A50 cộng số điện thoại cho em nhá, là mọi người sẽ có đơn ạ. Được kiểm tra hàng trước thanh toán nhá. Xịt thơm quần áo bao nhiêu? Xịt thơm em bán cho các chị là 50.000 hai lọ mọi người. 50.000 hai lọ mà các chị dùng được tầm khoảng là 3-4 tháng luôn mọi người ạ. Còn đũa không, đũa em còn nhá. Đũa là 59.000 50 đôi chị ạ. 59.000 mình sẽ được là 50 đôi đũa nhá. Chị nào mình lấy đũa thì mình sẽ lên cho em là tặng đũa sạch cho em. Đó. Đũa sạch kèm số điện thoại cho em là bên nhận đơn nhé mọi người nhá. Đây, đó. Còn đây là mã là A50 giùm em mọi người ạ. Các chị đặt hàng nhớ là bình luận cho bên em xin số điện thoại đi mọi người. À mình chưa có số đấy, các chị lên cho em xin số điện thoại nhá. Có số điện thoại là bên em mới chốt đơn được nhé mọi người. Không có số là bên em không có chốt được đơn hàng như là. Các chị đặt hàng cố là để lại cho bên em số điện thoại để bên em chốt đơn. Rồi, đây là vỏ gối mọi người này. Vỏ gối các chị lên cho em là tặng một cho em nhá. Tặng một cho em đây. Vỏ gối chị nào cũng feedback nhận hàng cực đẹp. Vỏ gối là cực đẹp mọi người ạ. Áo em mặc là 50.000 hai cái mọi người ạ. Một cái màu em mặc là 50.000 một cái. Còn được tặng thêm một cái là miễn phí là được màu gì lấy màu đấy nhá. Mã là tặng 50 cho em, được chưa ạ? Tặng 50 và kèm số điện thoại cho em này. Đây. Em này mã tặng một nhá mọi người. 35.000. Vỏ gối em hàng bán 35.000 một đôi cho mọi người. 35.000 là hai chiếc mọi người ạ. Đây. 35.000 là mình được hai chiếc nhá. Chứ không phải là 35.000 là mình được một chiếc đâu mọi người. 35.000 mình được một đôi đấy. Đó. Lên cho em mọi người này. Mã hàng là tặng một cho em. Em có màu đỏ và em có màu xanh. Cái vỏ gối này của nhà em cực đẹp mọi người ạ. Đây nhìn cho em này. Vỏ gối của nhà em là trần hết mặt luôn. Còn dầu nóng không mà em còn dầu nóng nhá. Chị ơi từ từ. Dầu nóng đợt này kiểu cái mùa này nhà nào cũng cần dầu nóng ý mọi người này. Các chị đặt nhiều lắm ý. Lát em sẽ lên nhá. Đây. Đó. Mình sẽ lên cho em mã hàng là tặng một giùm em nhá. Tặng một. Đó. Giá sẽ là 35.000 đồng một đôi vỏ gối cho mọi người luôn. Kích thước của nhà em sẽ là 45 nhân với lại 65 mọi người. 45 nhân 65 nha các bác nhá. Đó. Đây là màu xanh này. Màu xanh này với lại màu đỏ mọi người này. Mình sẽ lên cho em mã là tặng một giùm em nhá. Đó. Chữ này, hoa của em mọi người này đều là hàng thêu 100% luôn. Rất là đẹp, rất là sang, rất là rẻ. 35.000 đồng. Người ta bán là 60.000 một đôi này, hoặc là 70.000 đồng một đôi mọi người ạ. Còn em bán là các chị là 35.000 đồng một đôi nha các bác nhé. Đó, mình cứ lên đúng mã cho em là tặng một giùm em. Tặng một kèm số đã cho em được chọn màu luôn á. Mình lấy màu gì được. Đây là màu đỏ, không phải là màu hồng nhé mọi người. Màu này của em đây sẽ là màu đỏ mọi người này. Màu này của em sẽ là màu xanh. Đó, màu đỏ và màu xanh nhé mọi người. Lên theo mã cho em là tặng một giùm em nhá. Tặng một, cách số điện thoại cho em. Là các bác mình có đơn nhé mọi người nhá. Vào gối nhà hàng chị nhận được rồi, đẹp lắm em ơi, ok em cảm ơn chị nhá. Đó, chị Vi Thu lên số điện thoại cho em đi chị ơi. Các bác đặt hàng này thì bình luận cho em mã, mã và kèm số điện thoại cho em. Bộ nỉ mã gì nhà em lại không có bộ nỉ chị ơi. Bộ phần đấy là bộ tâm nhung á. Bộ tâm nhung thì hết hàng rồi nhá chị nhá. Đấy. Mã tặng một cho em mọi người. Tặng một. vỏ gối em mua rồi nè, cực đẹp, giặt không ra màu, dày hoa theo đó mọi người. Em cảm ơn chị Tương Hòa nhá. Đó mọi người đấy. Khách mua hàng mà feedback cho nó là sướng mọi người ạ.
cái vỏ của nét của em các chị này, cái từng cái họa tiết của nó ấy. Đây này, cái hoa này hàng theo hết luôn, em ra gần nhá, đây các chị này, hoa theo rất là sắc nét luôn á, theo sắc nét này, đó chữ của nhà em cũng là hàng theo luôn mọi người này, đó mặt của nó trần hết luôn nhá, đây mặt trần này, viền này bo hết bốn xung quanh viền luôn, đằng sau của nó có khóa kéo đấy mọi người này, 35.000 một đôi nhá, 35.000 đóng áo, em mặc 50.000 hai cái mọi người, mã là tặng 50 cho em nhá, đó đây. Áo trong người mã là tặng 50 chị ạ, 50.000 hai cái. Ship bao nhiêu? Ship nhà em 30.000 thôi. Ship đồng giá là cho mọi người là 30.000 nhá. Đấy, mình sẽ lên theo mã cho em nhá. Bạn nào mình chốt mình cứ lên cho em. Đây. Ôi đẹp quá mọi người, 35.000 một đôi vở vũ cho em. 35.000 đồng một đôi thôi mọi người ạ. Sướng cuộc đời mê ly luôn á. Đấy. Quần như em mặc thì các chị lên cho em mã hàng là quần xịn nhất là 86.000 mọi người. 86.000 đồng một quần cho em này. Đây. Rồi bây giờ lên cái mã tặng quà cho mọi người này. Bây giờ là sẽ là hàng lẻ cho mọi người luôn nhá. Cái này là quà mọi người ạ. Cái này gọi là quà tặng cho mọi người luôn này. Một bác tặng em hàng một nút thả tim đi. Đó, hàng bán rẻ thế này, ok em cảm ơn chị nhá. Đây, bây giờ mỗi chị yêu tặng em một nút thả tim. Em sẽ tặng các chị cái mã này. Phải gọi là đỉnh luôn nhá mọi người. Siêu đỉnh luôn. Rất rất nhiều luôn mọi người. Nói chung là nút hàng lẻ cho các em mọi người. Hàng lẻ của bên em nhá. Bán các bác hết luôn mọi người này. Một bác chia sẻ giùm em một lượt. Đây, nói chung là hàng lẻ. Cái này em sẽ bán cho các chị ngẫu nhiên mọi người này. Đây, nhìn cho em này. Rất nhiều sản phẩm nhưng mọi người tùy vào cân nặng các chị mặc vừa. Sẽ tùy vào cân nặng của mọi người mặc vừa luôn. Những cái là các chị mua mọi người rẻ nhất toàn 70-80 nghìn này. 70.000 và 80.000 mọi người. Nhìn cho em này. Bây giờ em sẽ tặng các chị nhá. Hai sản phẩm ngẫu nhiên. Được chưa ạ? Hai sản phẩm ngẫu nhiên cho em mọi người này. Mình sẽ lên cho em mã là hai món và kèm số điện cho em. Tùy vào cân nặng nhé mọi người nhé. Sẽ tùy vào cân nặng mà các chị mặc vừa. Ví dụ chị nào 40 cân em sẽ gửi sản phẩm 40 cân mọi người này. Chị nào 50 cân em sẽ gửi sản phẩm 50 cân. Chị nào 60 cân bên em sẽ gửi sản phẩm 60 cân. Mình sẽ lên cho em mã là hai món. Cứ hai món bất kỳ cho em mọi người nhé. 55.000 đồng là hai món luôn mọi người. Em bán tặng các chị 55.000 đồng là mình sẽ được là hai món nhé mọi người. Bình luận cho em mọi người này. Hai món kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhé mọi người nhé. Rất rất nhiều luôn, cứ hai sản phẩm bất kỳ cho em. Đó. Cái nào cũng đẹp mọi người này, cái nào cũng xịn luôn này. Đấy. Mà không phải là 55.000 một món nhé mọi người ơi. Của em bây giờ sẽ là 55.000 đồng là hai món ạ. Áo đang mặc của em là áo giữ nhiệt nhé chị ơi. Mình sẽ lên cho em mọi người này. Hai món này kèm số điện thoại cho em. Được chọn cân nặng cả để các chị mặc vừa nha. Em sẽ gửi sản phẩm mà các bác mặc vừa luôn mọi người này. Đây. Cứ 55.000 hai sản phẩm cho em ơi. Eo ơi. Thực sự luôn các bác. Mê kinh khủng luôn. Toàn hàng của em toàn nhập vào là 6-70.000 một sản phẩm rồi nhé mọi người. Em tặng các chị mọi người này. Nó sẽ lẫn hết. Nó sẽ có cả đồ bộ này. Cả sơ mi mọi người này. Cả quần này. Cả áo mọi người này. Áo giữ nhiệt thì các chị lên cho em tặng 50 cho em nhé. Đây. Các bạn ngắm cho em xem hai món của nhà em mọi người này. 55.000 đồng là hai món đấy mọi người này. Đây rồi em hát hai món cho em nhá. Hai món cộng số điện thoại cho em. Nhưng cái này toàn là kiểu sản phẩm mà em bán rồi nhưng xong nó còn lẻ tẻ đấy mọi người. Mỗi mẫu nó còn một cái hoặc là hai cái á. Đó. Chị lại Diệu Hòa nhắn tin vào trang bếp cho em này. Chụp ảnh cho em xong để em xử lý đơn nhé. Thiếu em bù chị ơi. Này. Nói chung là cứ hai món bất kỳ cho em 55.000 hai món mọi người. Lên rồi em mã là hai món này mọi người. Hai món này cộng số bạn cho em. Các mã nhé mọi người nhé. Cái này không chọn nhé mọi người. Còn mã gì thì em sẽ tặng các chị cái mã đấy nhé mọi người nhé. Còn mã gì thì em sẽ tặng mã đấy cho mọi người. 50.000 đồng với hai sản phẩm cho em mọi người này. Từ 40 cân đến 60 cân cho em. Đây là những cái mã lẻ nhé mọi người nhé. Những cái mã lẻ của bên em. Đó, mà nó còn 1-2 chiếc mọi người ạ. Còn 1-2 chiếc nên là em sẽ bán ra các chị nốt nhé mọi người. Lên cho em mọi người chiếc cầm cho mấy kia đây. Mấy cái này đấy. Áo đang mặc của em là mã là tặng 50 chị ạ. Đây. 50.000 đồng mọi người này. Nhiều lắm. Nói chung là cứ 50.000 hai món mọi người. Cứ 50.000 hai món cho mọi người nhé. Lên rồi em mã là hai món cho em. Hai món và kèm cho em này. 50.000 hai món nhé mọi người.
món nào cũng đẹp luôn đó mọi người. 40 cân đến 60 cân cho em nhá. Đây, mình ghi là hai món bao nhiêu ký cho em là được. Xong nhà em sẽ nhặt cái sản phẩm mà các chị mặc vừa nhá mọi người. Bình luận cho em mọi người này. Hai món cộng số điện thoại cho em nhá. Chưa bao giờ rẻ thế mọi người. Những cái này bên em nhập vào toàn là 6, 7, 80.000, 90.000 rồi. Bây giờ bán hết là các chị em mình 50.000 là hai món mọi người này. Đó, lên cho em nữa là hai món cho em. Cái nào cũng đẹp mọi người, cái nào cũng tiếc luôn đó. Những cái này xong kiểu cứ tiếc quá. Cái lúc đầu em bán đi mọi người, lúc đầu em bán là 100.000 ba món. Xong rồi là còn những cái này là những cái còn lại. Những cái mà nhân viên nhà em tiếc không dám nhặt bởi vì là nó đắt quá mọi người. Nó toàn sản phẩm đắt, toàn sản phẩm đẹp nên là nhân viên không dám nhặt. Đấy. Áo em mặc có một màu nhá chị ơi. Lên cho em mã là hai món giùm em nhá. Áo chị mặc có dày không, là bình thường không dày đâu em ơi. Áo này áo bình thường, áo giữ nhiệt, nó nót nỉ bình thường không dày nhá. Nhưng mà nó ấm. Chị ơi 55.000 nhưng phải 50.000 đâu nhá. 55.000 là hai món đấy mọi người ơi. Không phải 50.000 đâu nhá. 55.000 ạ. Tích linh là chị không bán váy hoa nha em ơi. Chị nhà chị không bán váy hoa nha em nhá. Đây. Nhưng chị bán hàng lẻ là 55.000 hai món chứ không phải là chị bán váy đâu em ạ. Là chị là mình chốt lên cho em này. 62 cân không vừa chị ơi, món này chỉ đến 40 cân đến 60 cân nhá. 40 cân nhá mọi người. Đến 60 cân là các chị mặc vừa. Chứ 65 cân là các sẽ không vừa nhá. Váy hoa chị không bán nha em ơi. Đấy. Chị là mình chốt thì mình sẽ lên cho em ạ là hai món giùm em. Hai món này cộng số điện thoại cho em này. Chị ơi em không bán chọn nha chị nha, mình mua sản phẩm khác đi. Mình mua những cái sản phẩm mà em vẫn bán, những cái sản phẩm nguyên đấy thì là mình chọn món nào cũng được chị ạ. Đó, những cái sản phẩm lẻ không bán chọn, nó lẻ tẻ ấy. Mỗi nó có một cái ấy. Mình đợi sang em bán mã hàng nguyên thì mình chọn cho em nhé chị nhá. Áo em mặc mã là tặng 50 chị ạ, là 50.000 là hai cái nhé mọi người nhá. 50.000 là hai cái, lên cho em mã là tặng 50 cho em. Còn hai món của em là 55.000 nhé mọi người. 55.000 là hai món nha các bác nhé. Áo đang mặc của em là 50.000 là hai cái. Được chưa ạ? Rồi qua mã cho mọi người này. Lên là các bác táo đỏ mọi người này. Táo đỏ Hàn Quốc nhé mọi người. Ngày hôm nay xuất đi gần 1.000 hộp mọi người. Không chọn mẫu đâu bạn ơi. Chọn mẫu 100.000 một món nhá. Chọn mẫu là 100.000 một món nhé bạn nhá. Chứ làm sao mà chọn mẫu 50.000 hai món, 55.000 hai món được. Đây. Táo đỏ Hàn Quốc nhé mọi người. Ngày nay xuất đi ngót nghét tầm khoảng là 1.000 hộp táo đỏ luôn. Đó. Bởi vì sao? Giá quá rẻ nữa các chị. Mà đặc biệt là trong cái thời điểm siêu nhạy cảm này nhé mọi người, khách toàn mua là 2-3 hộp thôi. Các chị mua về để các chị ăn, xong các chị mua về để cho bố mẹ nữa. Đó. Cái táo đỏ này nó rất là tốt nhé mọi người. À, chị eo thế. Em béo ú đấy chị ơi. Giờ này em đang tăng cân đấy chị ạ. Đó, giờ em đang tăng cân, đang lên cân, em đang phải kìm nén. Dạo này em đang phải kìm nén luôn, dạo đang phải tiết chế lại, ăn ít lại để giảm cân không? Dạo này em béo quá mất rồi mọi người. Cái táo đỏ mọi người này, vừa giúp các chị này, ăn ngon mọi người này, ăn ngon hơn nha. Đẹp da mọi người này, đó. Tăng sức đề kháng mọi người này, bồi bổ này. Đặc biệt là những người nào mới ốm dậy, ăn cái này rất là tốt mọi người ạ. Đó, đây nhìn cho em này. À, cái được tặng theo cũng là áo giữ nhiệt, đúng rồi chị đây này. Cái áo này là 50.000 là một cái, xong em tặng thêm một cái nữa cho mọi người là hai cái. Tức là mình sẽ được một cái màu giống như em mặc. Còn cái được tặng là mình sẽ được tặng thêm một cái nữa, và màu được cái màu nào thì mình lấy màu đấy. Cái màu được tặng ấy là cái màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, áo em mặc 65 cân không vừa chị ạ. Đây các chị cho em này. Táo đỏ nhá mọi người. Đây. Đây là nguyên một hộp của em như này. Đó. Một hộp của em này sẽ là 1 cân đây các chị cho em mọi người. Một hộp như thế này nhé mọi người. Đây. Nguyên một cân anh cho em hộp ở dưới đi em ơi. Đây. Đây. Nguyên một cân như thế này, hàng của em sẽ là hàng loại 1. Hàng đóng túi như thế này mọi người ạ. Hàng đóng túi như thế này nha các bác nhá. Đó. Tặng 50 có miễn ship không? Số 50.000 hai cái, hỏi miễn phí ship không bác ơi? Bác đùa em hay là bác hỏi thật em đấy? Hỏi thật em hay là hỏi đùa đấy mọi người? Đây. Bác nhìn cho em này. Đây. Nguyên túi nhá mọi người nhá. Là hàng của em là hàng loại 1 đóng túi này. Quả to lông lốc mọi người, nhìn các chị nhìn quả này. Quả to dã man mọi người ạ. Đó, và gối là 35.000 một đôi nhá. Mình sẽ lên cho em, cái đây là táo đỏ cho em. Đó, đây em cho các chị xem này. Đây là nguyên một cái cân. Và nó sẽ được nằm trong một cái hộp. Đấy, đóng hộp như này mọi người nhá. Táo đỏ ăn đẹp da đấy mọi người. Ăn vừa đẹp da, vừa bồi bổ sức khỏe. Đấy, nên các bác yên tâm cho em là táo đỏ của nhà em ý, về đến đâu là hết đến đấy luôn.
Hôm nay em mới về một xe táo đỏ mà hết nhá mọi người nhá. Về nguyên hẳn một xe táo đỏ mà hết luôn, xong này phải về thêm táo đỏ nữa cho mọi người này. Đó, đây. Đây là cái hộp mà em đang ăn dở nhá mọi người. Cái này táo đỏ ấy. Các bác hầm gà mọi người. À, đã nhìn cho em mọi người này. Quả nha em mọi người này. Nó cứ đều lông lốc như này mà, nó cứ to thù lù luôn đó mọi người. Em miêu tả các chị thấy em tả tả hơi gớm không? Đây, táo đỏ mọi người này. Đây, đây là quả siêu to mà em bảo là em phải để dành em ăn quả này mọi người này. Em bán cho các bác 75.000 một cân. 75.000 một cân táo đỏ nha mọi người nhá. Các chị lên cho em mã là táo đỏ kèm số điện thoại cho em. Chị nào mà kiểu là mình khéo tay mọi người hay làm ấy, các chị mà nấu chè dưỡng nhan ấy mọi người. Hoặc là các chị trưng yến ấy, nó thì mình chịu khó. Chị khó trưng yến với lại nấu chè dưỡng nhan ấy mọi người. Ăn ngon lắm. Ăn tốt hơn khỏe. Qua nhìn mọi người. Cùi rất là dày nha mọi người nhá. Cùi dày. Mình có thể nấu mọi người này. Mình có thể hãm trà này, hoặc là mình ăn trực tiếp đều rất rất là tốt luôn. Đặc biệt là nếu như mà chị nào bị mất ngủ nha mọi người nhá. Đó thì mình ăn táo đỏ cho em cực kỳ tốt luôn. Em bán cho các bác. Giá sẽ là 75.000 một cân và hàng của em là hàng chuẩn, hàng loại 1. Đó, hàng này là hàng chọn lọc nhá mọi người. Đây, các chị nhìn cho em này. Hàng này là hàng tuyển chọn, tiếng gọi là hàng táo dụng đó mọi người. Hàng táo dụng mà nhỏ đâu mọi người ạ. Hàng này là hàng táo to, chuẩn loại 1 cho em. Đây. Em bán cho các bác mọi người. 75.000 đồng một cân. Có những chị lấy tận 5 cân nhá mọi người nhá. Em bán cho các bác mọi người. Có 75.000 đồng thôi. Táo đỏ ăn là nghiện đấy mọi người. Cái củi nó rất là dày. Có những loại nhá mọi người. Cái củi của nó ấy, tại vì nó là táo dụng á. Cái củi của nó rất là mỏng và hột rất là to. Quả là nhỏ xíu luôn. Còn đây của em là hàng là một quả to vừa dày mọi người này. Củi dày này. Quả ăn nó rất là thơm. Em bán các chị là 75.000 một cân nhá mọi người nhá. Nếu mà hàng của em mà không chuẩn hoặc là mới không lấy tiền, cứ cái hàng to chuẩn là các bác nhận hàng cho em, được chưa ạ? Đó, 75.000 đồng một cân nhá mọi người nhá. Chữa nhà em không miễn phí ship chứ ạ? Bên em bán rẻ rồi em, nên là bên em không miễn phí ship cho mọi người nhá. Đây các chị này. Đây, kể cả là cái quả này là cái quả nhỏ nhất nhá, trong hộp các chị này. Đây là quả nhỏ nhất mà nó vẫn to như thế này. Bên em không miễn phí ship chưa ơi, nhà em phí ship là 30.000 ý. Bên em bán rẻ rồi. Đây là sẽ không miễn phí ship được nhá, mọi người thông cảm cho em. Các chị mua mấy cân ấy thì tiền ship của nhà em vẫn là 30.000 mà. Ship 30.000 là rẻ rồi mọi người ạ. Ship 30.000 là rất là rẻ đấy mọi người. Tiền người ta vận chuyển mọi người này, công người ta đi mọi người này, công người ta chở hàng này, rồi còn tiền xăng nữa này. Đó mà có 30.000 thôi. Đó, hai món làm cái gì vậy, là hai món bất kỳ chị ạ. Cắn ngập mồm là có thật mọi người cho em à. Đây. 75.000 một cân nhá mọi người nhá. Ông Khuyên Trân Thành các bác. Cái tao là các chị cứ mua lấy 2 cân đi mọi người. Để ăn dần nhá mọi người nhá. Bảy mươi lăm nghìn một hộp chị, một hộp cái em một cân. Áo em mặc bao nhiêu? Áo em mặc là 50.000 là 2 cái chị ơi. Không, cái áo người lớn chị ạ. Cái áo người lớn cho chị nhóc. Áo em mặc bao nhiêu? Áo em mặc là 50.000 2 cái chị ơi. Chị ơi em không bán qua nhà lấy chị ạ. Đang dịch giặc ấy. Em không bán qua nhà lấy nhé mọi người nhé. Bọn em ship code hết chị ạ. Táo đỏ và kèm số điện thoại cho em này. Là em nhận đơn nhé mọi người nha. Ăn hai quả này no luôn mọi người ạ. Ăn hai quả này đúng là no luôn mọi người. Nó to ấy. Ủa quả này cũng to quá mọi người nhỉ. Ơi ngon đấy, quả đã to thế. Cái quả này ăn nó sẽ không ngọt sắt đâu mọi người. Ăn nó rất là dễ ăn. Nó không có bị ngọt quá nhé mọi người. Có chốt đơn không mà im du vậy em. Ủa thì nếu mà chốt đơn thì như thế nào hả chị? Mai mới gọi chốt đơn mà bây giờ đã gọi đâu. Bây giờ làm sao lại gọi chốt đơn cho mọi người được. Mai mới gọi chốt đơn mà chị.
Hàng bị rớt một chiếc khuyên tai rồi đấy. Em bị rớt từ hôm qua. À, nó mặc mình của mình chỉ có một màu 50.000 một cái này thôi. À, em bị rớt khuyên tai từ hôm qua. À, hôm kia mà chưa đi lấy được chị ạ. Đấy. Đúng ăn hai quả này no quá mọi người. No quá. Thở luôn này, thở dốc luôn này. Rồi ok mọi người này, mỗi bác chia sẻ lá chim cho em một lượt nhé mọi người nha. Vòng tay mình rớt từ hôm qua mọi người ạ. 2 cân táo đỏ cộng vỏ gối kèm số lạng cho em nhé. Bao nhiêu một cân táo đỏ vậy em bán là 75.000 một cân chị ơi. Đây 75.000 đồng một cân nhá. Có túi xách như này mọi người này. Có túi xách như mọi người nhá. Ủa túi em đâu anh? Táo đỏ một cân lấy hai áo lên số lạng cho em đi bác. Đây các chị xách đi làm quà mọi người này. Rất là lịch sự luôn nhé mọi người. Đấy. Mình sẽ lên cho em mã là táo đỏ giùm em nhá. Táo đỏ này cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn, được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em nhé mọi người. Vừa đẹp này. Đó, lịch sự mọi người này, vừa tốt cho sức khỏe, vừa đẹp da của mình luôn, được chưa ạ? Đấy. Áo em mặc có bán không em có nhá chị ơi. Áo em mặc thì mã là tặng 50 và 50.000 được hai cái nhé mọi người nhá. Là bình thường chỉ được một cái này thôi. Nhưng mà em tặng các chị thêm một cái nữa thì là sẽ được hai cái, thì mình sẽ lên cho em là tặng 50 giùm em. Tặng 50 cộng số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhá. Đó được chưa ạ? Còn đây là táo đỏ là 75.000 một cân. Vỏ gối bao nhiêu này? À, qua mã đi chị, thấy chị ăn mà con em thèm à. Rồi ok. Nhắc đến em buồn cười các bác ơi. Ngày xưa kể các chị nghe nhá. À, em bán bánh kẹo em. Là bé hàng xóm nhà em. Bé hàng xóm nha em mọi người. Thím như em kể bảo là cứ xem chị Hằng like bánh kẹo là đòi ăn. Nên là xong rồi là cứ đòi là mẹ ăn kẹo. Cứ nhìn em like ấy mọi người, em like em ăn đi xong là cứ đòi ăn đi xong sao phải sang mua gấp luôn. Rồi đem lên các chị cho các xem cho các chị xem lại cái vỏ gối nhé mọi người nhá. Vỏ gối em bán có 35.000 thôi, em sợ không biết còn hàng không cơ. Vỏ gối là 35.000 mọi người ạ. Các chị lên cho em mã là vỏ gối nhá. Đây. Vỏ gối em có đây là màu đỏ và màu hồng nhá mọi người nhá. Đây là màu đỏ đấy. Vỏ gối của em đây là màu đỏ mọi người này. Đây là màu xanh nhá. Màu đỏ và màu xanh giùm em mọi người. Đó. Rồi ok em cảm ơn chị Thùy Dung nhá. Đấy. Mình lên cho em mã là tặng một cho em mọi người ạ. Tặng một nhá. Vỏ gối thì mã hàng sẽ là tặng một. Và em bán là các chị với giá là 35.000 đồng một đôi. Đó, tặng một màu xanh này, đây là màu xanh cốm mọi người này. Tặng một màu xanh cốm này hoặc là tặng một cho em màu đỏ này là mọi người sẽ có đơn nha các chị nhá. Đây. Vậy cho chị 2 cân táo kia chị ạ. Táo đỏ giá bao nhiêu? Táo đỏ em bán cho mình là có 75.000 một cân thôi. 75.000 một cân táo đỏ nhá. Quần em mặc mã quần xịn này. Vỏ gối mọi người này. Hoa thêu các chị giặt nó không bị phai màu, nó không bị da màu đâu. Bình thường nếu như mà màu đỏ các chị nghĩ là giặt nó bị da màu đó mọi người, nó không bị da màu nha. Cái này nó rất là bền đẹp luôn. Mà có 35.000 đấy. 35.000 vừa bền vừa đẹp vừa xịn luôn. Đấy mình sẽ lên cho em là tặng một cho em nhá. Tặng một màu xanh hoặc là tặng một màu đỏ cho em này. Hằng lên dầu nóng đi chị chờ nãy giờ. Rồi ok chị. Này. Rồi lên các bác dầu nóng nhá. Đợt này là cái sản phẩm này những cái sản phẩm gọi là siêu cần thiết đấy mọi người, nhà nào cũng cần. Nhà nào cũng cần nhá mọi người nhá. Mỗi bác chia sẻ giùm em một lượt nhá mọi người. Bác nào mình chưa chia sẻ mọi người này, vẫn chia sẻ lá chín giúp em. Đây. Dầu nóng Hàn Quốc nhé mọi người. Những ai mà bị tê mỏi chân tay mọi người, tê mỏi tay này khớp này, đó, xương đau xương khớp ấy mọi người, hoặc là đau bụng ấy, xoa cho em cái này nó sẽ có cả đầu massage nữa. Đây. Cái dầu nóng ấy nó sẽ có vừa có đầu massage luôn nhé mọi người nhá. Đó. Một lọ này tổng khoảng 60.000 hoặc là 70.000. 60.000 hoặc là 70.000 một cái lọ dầu nóng như thế này. Có những chị bảo chị mua ở quán ấy, ở quán hiệu thuốc ấy, 80.000 một lọ cơ. Đấy, 7 đến 80.000 một lọ các bác ạ. Em bán là các chị là 29.000. 29.000 mọi người. Mình thì mình sẽ lên cho em nhé mọi người nhá. Mình sẽ bình luận cho em mã là dầu nóng đi mọi người. Dầu nóng này kèm số điện thoại cho em là bên em chốt đơn nhé mọi người nhá. Đó. Cái này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 29.000 đồng. 29.000 đồng nhé mọi người nhá. Một chai này. Đó. Lấy bánh nem. Mình sẽ lên cho em mọi người này. Mã là dầu nóng này kèm cho em số lượng là mấy lọ nhé mọi người nhá. Đây. Có chị bảo nhà chị dùng loại này tốt lắm ý.
chị mua 10 lọ hấp luôn đó mọi người ơi. Lên cho em mã là dầu nóng giùm em nhá. Dầu nóng này cách số điện thoại cho em là bên nhận đơn ạ. À. Đó. Cái này em bán kỷ niệm cho cả nhà luôn với giá là 29.000 cho mọi người. 29.000 đồng một chai nhá mọi người nhá. Đó. Dùng rất là sướng mọi người này, khi mà mọi người lăn lăn ý mọi người ạ. Mình massage ấy, đấy. Mình đau xong mình xoa, xoa dầu cho mình massage là sướng dã man ý mọi người. Đó. Đây. Bao nhiêu tiền ạ? 29.000 đồng nhá mọi người. 29.000 một chai dầu nóng nhá. Lên cho em mã là dầu nóng giùm em. Dầu nóng cách số điện thoại cho em là bên nhận đơn. Đó. 100% là các bác sẽ được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em mọi người này. Đặt từ hôm qua mà không lẽ gọi chốt đơn à. Rồi chị Quỳnh Ánh Bảo Ngọc cho em xin lại số điện thoại đi chị ơi. Chị đặt hàng của bên em nhé, mà mọi người chưa được gọi điện thoại chốt đơn thì các chị để lại cho bên em xin số điện thoại nhé. Mọi người chắc nó bị ẩn comment ý. Mọi người cho em xin lại số điện thoại để bên em sẽ gọi lại cho mọi người nhé. Đấy. Dầu nóng bao nhiêu vậy em? Dầu nóng là em tặng các chị là 29.000 mọi người. 29.000 một chai nhé. Các bác sẽ lên cho em mã là dầu nóng giùm em nhé. Dầu nóng này kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Đó, được kiểm tra hàng trước cái thanh toán nhé mọi người. Cam kết với các bác luôn là riêng dầu nóng của nhà em. Mọi người dùng các chị cảm nhận là các chị rất là ưng. Cho mình 2 cân táo đỏ kèm số điện thoại cho em đi bác ơi. Đấy. Đặt hàng nhớ là để lại cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người. Có số điện thoại là bên em mới chốt được đơn cho mọi người nhá. Không có số là bên em không chốt được đơn nhé mọi người. Nhà mình đặt hàng thì các chị bình luận kèm cho em xin số điện thoại mọi người này để bên em chốt đơn nhá. Đó. Rồi lấm của chị một lọ rồi chị Nguyên Tuyết ơi cho em xin số điện thoại nhá. Các bác đặt hàng nhớ là kèm số điện thoại cho em đi mọi người. Ai mình chưa có số nhá mọi người nha thì comment cho em xin số điện thoại ạ. Đó. Giá cho mọi người là 29.000 một chai mọi người. Em này thật sự là tối qua giờ em báo đơn dầu nóng đấy mọi người. Khách mua liên tục luôn mà khách mua toàn là mua số lượng nhiều thôi. Các chị toàn mua mấy chai về để dùng dần đấy mọi người ạ. Trong nhà mình lúc nào cũng nên có cái này. Kể cả thỉnh thoảng nếu như không may mình bị đau bụng mọi người, mình bôi vào một lúc ấy là nó sẽ ấm bụng luôn, nó sẽ đỡ luôn. Đó. Áo giữ nhiệt là 50.000 là hai cái nhé mọi người. Mình sẽ lên cho em là tặng 50 cho em. Tặng 50 nhá. Cộng số điện thoại cho em này là các bác mình có đơn nhé mọi người. Đó. Là 50.000 là hai cái áo giữ nhiệt cho mọi người. Dầu nóng là 29.000 đồng nhé mọi người nhá. Bác là mình lấy dầu nóng thì các chị sẽ lên cho em là dầu nóng cho em. Dầu nóng này kèm số điện thoại cho em này. Là các bác có đơn nhá. Rồi em qua mã cho mọi người. Cho giá táo đỏ, táo đỏ em bán là 75.000 một cân chị ạ. Táo đỏ là 75 nhé mọi người nhá. Quần em mặc 65 cân phải không? Em đang hết mất rồi, bình thường là có. Bình thường là có vừa chị ạ. Nhưng mà em đang hết mất size 65 cân rồi. Hiện tại là quần là bên em chỉ còn size từ 40 cân đến 60 cân nhá, là các chị mặc vừa. Còn cái form size 2XL của em ý, cái size 2XL của bên em là đang hết nhá mọi người nhá. Đó, quần của em là 86.000. Còn fila top không em mà rồi ok thì lên các chị fila top này. Còn những cái sản phẩm thiết yếu đó mọi người, cho cái mùa dịch này thôi. Là những đây là những cái sản phẩm siêu cần thiết cho mọi người luôn á. Đây. Fila top dạng ống nhựa nhá mọi người nhá. Giữ nhiệt có một màu bạn ơi, mình bán 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái và được tặng thêm một cái nữa, được tặng cái tặng thêm mình là không chọn màu, cái tặng thêm mình được màu gì lấy màu đấy. Còn fila top không em mà đây là chị Ân Phúc em lên liền đây. À, lên liền đây. Em cứ nói nhịu mọi người. Này. Kiểu mình nói mà sao không hiểu sao có thể nhịu nhịu thì không biết. Còn áo nắng bé của em còn chị nhá. Đây, fila top nhá mọi người. Fila top của em là dạng ống nhựa đó các chị cho em mọi người này. Đấy, một ống này các bác nhá. Một ống này của em này. Đây, là mình uống một lần một ống cho em. Một ngày mình sẽ uống hai ống. Fila top mọi người này có tác dụng là tăng sức đề kháng mọi người này, tăng protein mọi người này, phục hồi sức khỏe này. Ai mà mới ốm dậy mọi người hoặc là mới làm phẫu thuật xong này cần hồi sức nhanh ấy thì mình sử dụng fila top cho em là rất là tốt. Trẻ con cũng dùng được, người lớn cũng dùng được. Bé như mình mà kém ăn, biếng ăn ấy mọi người, sử dụng fila top cho em. Đó thì sẽ giúp con mình là gì ạ? Hết chứng biếng ăn nhé mọi người nhá. Ăn ngon hơn, ngủ ngon giấc hơn mọi người này. Đó, cái này thì em bán tặng các chị là 50.000 là hai hộp. 50.000 là hai hộp nha các bác nhá. Mình sẽ lên cho em. Đó, mã này các chị lên cho em mọi người này là tri ân và kèm số điện thoại cho em. Lên luôn cho em mã là tri ân nhé mọi người nhá. Cộng số điện thoại cho em, em bán tặng các chị 50.000 đồng hai hộp phi là tốt cho em. Một hộp của em sẽ có là 20 ống nhé mọi người. Một hộp là 20 ống này, một hộp thì sẽ có 4 cái vỉ này. Một vỉ của em sẽ có 5 ống.
Một ngày mình chỉ cần dùng cho em hai ống nhé mọi người. Một ngày uống hai ống thôi. Đó, sáng một này, tối một cho em mọi người này. Trẻ con, người lớn, người già gì đều dùng được hết luôn. Mã là tri ân cho em nhé mọi người nhé. 50.000 là hai hộp. Đó. Bình thường người ta bán ý, 50.000 một hộp mọi người này. Người ta bán lẻ ấy, là người ta sẽ bán là 50.000 là một hộp này. Còn em bán là các chị là 50.000 là hai hộp nhé mọi người nhé. Đó. Các bác sẽ lên cho em mã là tri ân cho em. Những cái này là những cái mặt để mình tăng cường sức đề kháng nhé mọi người. Đây là mình nên bổ sung những cái mã cực kỳ cần thiết này trong cái mùa dịch này. Đấy, 50.000 đồng mọi người này là mình sẽ được là hai hộp nhá. Lên cho em mã là tri ân cho em nhé. Tri ân cách số điện thoại cho em này. Táo đỏ bao nhiêu một cân? Táo đỏ em bán là 75.000 một cân nhá chị ơi. Và mình lấy táo đỏ thì mình sẽ chốt cho em mã là táo đỏ giùm em. Táo đỏ và kèm số điện thoại cho em là các bác sẽ có đơn nhé mọi người nhá. Đấy. Áo bạn mặc có bán không? Áo của em là 50.000 hai cái chị ạ. Size 47 cân của chị Toàn Lê Thị lên số điện thoại cho em đi chị ơi. Mọi người bình luận phải mua hàng ấy phải có số điện thoại cho em nhé. Bình luận mua hàng có số điện thoại là bên em mới lên được đơn. Không có số điện thoại là bên em không được lên được đơn chị ạ. Đó. Đây. Nhà hàng có bán gói trà Huế nữa không? Đợt chị mua đợt chị mua hàng được tặng quà tất niên đấy, chị không nhớ là trà gì nó uống ngon lắm. Em hết rồi, cái đấy là trà ngon hết hàng rồi. Trà ngon hết rồi chị ạ. Trẻ con ngày uống hai ống nhá. Cái trà ấy đây. Trà ngon đấy. Trà ngon được chị được tặng quà tất niên đúng không? Nhưng mà hết mất rồi chị ạ. Hết mất trà đấy rồi, trà đấy uống thơm ấy là thơm luôn này. Uống toàn mùi quế này, xong rồi mùi xả này, chanh này, đường phèn này. Cam thảo này, trà đấy uống ngon lắm nhưng mà hết rồi chị ạ. Trà đấy thì em không về thêm ấy. Đấy. Tri ân nhé mọi người nhá, là 50.000 đồng là hai hộp nhá. Mình sẽ lên cho em là tri ân cho em nhá. Đó, anh cho em cái bộ chấm bi em tặng nốt các chị bộ chấm bi đi. Có mã gì em tặng các chị luôn cái bộ chấm bi nhá. Áo đang mặc mã gì mã là tặng 50 chị ạ, là 50.000 là hai cái nhá mọi người nhá. Còn cần tên mà đã không em còn chị ơi. Sao khuyên tai của em rơi thế? Thuốc bổ đó hiệu quả lắm, con chị uống có 2 ngày thôi mà nó ăn lắm, ăn nhiều lắm. La đói bụng miết thôi này. Ok, cảm ơn chị Phạm Nhị này. Cái này trẻ con người lớn đều dùng rất là thích nhá mọi người. Đây, cái bộ chấm bi thì em tặng nốt nhá. Biến cho các bác cái bộ chấm bi này. Chị nào được cái mã này hoan hỉ này. Còn kéo nhất không em? Kéo nhất còn chị này. Kéo nhất là 39.000 nhá. Kéo nhất chị nào mình lấy kéo nhất nhé mọi người thì mình sẽ lên cho là kéo nhất dùm em nhá. Kéo nhất cộng số điện thoại cho em nhá. Chị Nguyễn Yến ơi, cái đấy nhà em đơn riêng ấy, không đi chung đơn vì quần áo đâu nhá chị Nguyễn Yến ơi. Cái này các bác không tị nhau nhưng thôi em bán giá khác thôi, nhưng hôm nay em còn ít em bán nốt. Hôm nay còn ít nhưng mọi người nên em bán nốt nhá. Các bên là bộ chấm bi cho em này. Bộ chấm bi nhá mọi người. Này, cái bộ chấm bi này tay cánh tiên. Tay người ta sẽ may tay kiểu cánh tiên mọi người này. Rất là đẹp luôn nha. Đó. 40 cân mọi người này. Đến 60 cân cho em mọi người. 40 cân đến 60 cân là các chị mặc vừa. Các bác lên cho em là bộ chấm bi giùm em đi. Có chị ơi. Đang cho con bú nhá mà chị bị mất ngủ thì mua ngay cho em 2 cân táo đỏ về ăn đi chị ơi. Ngủ như trâu luôn. Ngủ khỏe. Sao khi bác em trêu thế. Là ngủ ngon liền đấy mọi người. Đó. Mất ngủ ấy chị, mất ngủ ấy. Mà đang cho con bú nhá, mà ăn táo đỏ cho em anh. Táo đỏ mọi người này vừa nhiều sữa, mọi người này vừa thơm sữa này, lại còn vừa chị mất ngủ luôn. Chị mất ngủ rất là tốt luôn nhá mọi người nhá. Đặc biệt táo đỏ mọi người là chị nào mà đang bị triệu chứng mất ngủ nhá mọi người. Đó, khó ngủ này, mua luôn táo đỏ cho em hầm gà cũng được mọi người này. Ăn trực tiếp cũng được mọi người này, hoặc là hãm trà cũng được này. Đó, 75.000 một cân thôi nhưng nó tốt. Cái này rất là tốt nhá mọi người nhá. Đó, mẹ bầu cho con bú gì đều được luôn, bởi vì đây nó là sản phẩm bổ luôn đó mọi người. Đó, nó không phải là thuốc, nó không có độc hại gì luôn đó mọi người ạ. Đó, mình sẽ lên cho em táo đỏ cho em 75.000 một cân thôi. Bộ chấm bi cho chị xem lại. Ok chị, đây. Đó. Bộ chấm bi nhá mọi người. Đây. Bộ chấm bi này em tặng các chị là 49.000 nốt nhưng còn có 10 bộ thôi mọi người. Còn có 10 bộ thôi nhé mọi người nhá. Nên là bác nào được thì ok cho em nhé mọi người nhá. Comment là bộ chấm bi rồi em mọi người này. Bộ chấm bi và kèm số điện thoại cho em. Đó. Là bên em chốt đơn.
Rồi chị Hoàng Hải đợi em nhé, tí em xem còn không thì em tìm xem còn em để cho nhé. Đây. Đó mình comment trên là bộ chấm mi nhá. Chị đây cần tên mật ong nia, ok chị đợi em một chút xíu nhá. Đây. Đây là bộ chấm bi 49.000, em qua mã có 10 bộ thôi mọi người ạ. Có 10 bộ thôi. Chị nào chốt thì mình sẽ lên cho em mã là bộ chấm bi nhá. Cộng số điện thoại cho em này là các bạn mình có đơn. Đây em sáng được 49.000 bộ này. 49.000 đồng một bộ mọi người này. Lên cho em mã là bộ chấm bi giùm em này. Đây cần tem mật ong của các bác đây mọi người. Cần tem mật ong nhá mọi người nha. Táo bao nhiêu? Táo là 75.000 một cân chị ơi. Cần tem mật ong em đang sale các bác là 99.000 là 4 hộp. 99.000 là 4 hộp nhá chị nhá. Mình lên cho em mọi người này. Mã là cần tem mật ong cho em, cần tem này là dành cho những chị nào mình muốn giảm cân. Đó, giảm cân mọi người này và làm đẹp da. Cái thành phần của nó là sẽ có là bột cần tây mọi người này, có collagen, nó có mật ong và có đường. Bộ chấm mi có một miếng bộ thôi, em qua mã luôn mọi người. Chấm mi chỉ có ít thôi chị ạ. Đấy, riêng cái cần tây mật ong này của nhà em nhé mọi người. Đấy, em bán xuyên suốt là 2 năm nay rồi. Từ năm ngoái đến năm nay luôn nhé mọi người nhá. Đó, cái cần tây này mọi người này, các chị dùng cho em này, một liệu trình là 1 tháng nhé mọi người nhá. Đó, 1 tháng của em sẽ là 4 hộp. Một hộp này của em sẽ có 15 gói. Một hộp có 15 gói mọi người này, và một ngày các chị uống cho em 2 gói thôi. Uống trước bữa ăn cho em. Mình sẽ uống trước bữa ăn để nó có tác dụng nhá mọi người nhá. Thì là khi mà mình uống trước bữa ăn ý, là mình sẽ cảm giác như mình no hơn rồi mọi người này. Thì mình sẽ không có cảm giác thèm ăn nữa. Và mình sẽ ăn được tiết chế là mình sẽ ăn được ít lại. Đó. Khi mình ăn được ít tinh bột lại nhá mọi người nhá. Đó, và mình kết hợp với lại cái cần tây mật ong mọi người này. Cần tây này cho con bú dùng được luôn chị ạ. Cho con bú dùng nó còn về sữa nhiều cơ. Nó còn thơm sữa luôn nhé mọi người nhé. Bởi vì là trong cái cần tây mật ong này của em ý, nó chỉ có cần tây mật ong, bột cần tây mọi người này, có collagen, có mật ong và có đường phèn thôi. Nó không có cái thành phần gì khác, là không ảnh hưởng gì đến sữa cả, mà nó còn làm sữa của mình thơm hơn nhé mọi người nhé. Đó, bộ chấm bi của em là từ 40 cân đến 60 cân là các chị mặc vừa. Đó, mình sẽ lên cho em là cần tây mật ong. Cần tây mật ong ạ. Cộng số điện thoại cho em là mọi người sẽ có đơn nha các chị nhá. Và em sẽ bán cho mọi người với giá là 99.000 một liệu trình 1 tháng. 99.000 là 4 hộp nhé mọi người. Một hộp này sẽ có là 15 gói bên trong đây. Mỗi một lần các chị sẽ pha cho em là một gói nhé mọi người. Và em sẽ có tem chống hàng giả ở mác hộp mọi người này. Đây này. Cái cần tây của bên em các chị để ý cho em nhá. Từ cái hộp ấy nó sẽ khác với cái dòng khác. Trên thị trường bây giờ đang có rất là nhiều dòng cần tây đấy mọi người. Các bác nhìn thử hàng của nhà em nhé. Đây, đây là mặt trước mọi người này. Mặt trước này. Mặt sau mọi người này. Đây. Mặt trước và mặt sau chưa, em không biết đơn gửi đâu đi đâu đâu chị ơi. Em không rõ đơn của ai gửi đi đâu đâu chị nhé. Đó, cho em mọi người này. Cái này thì mình phải hỏi nhân viên của bên em thôi. Em chỉ biết like thôi mọi người. Còn đơn các bạn là gửi cho em sang nhà này nhà kia chưa này. Em không có biết là gửi sang nhà này nhà kia chưa đâu chị ơi. Đây, rồi mã mọi người này. Mình lúc khi mà chốt đơn thì mình đã báo với nhân viên nhà em như nào thì là nhân viên nhà em sẽ có trách nhiệm làm như thế đấy. Đây. Một hộp của nhà em nhé sẽ có là 15 gói mọi người ạ. Đây, có 15 gói mọi người này. Mỗi một lần thì mình sẽ pha cho em một gói này thôi. Vào tầm khoảng là một cốc nước là tầm 300ml nước uống. Khi mà mùa hè các chị có thể là mình cho thêm đá uống mà cho nó ngon, hoặc là mình có thể để tủ lạnh uống nhé mọi người nhé. Rất là mát. Vừa mát mọi người này, vừa dễ uống này. 99.000 là 4 hộp mọi người nhá. Đó. Em uống 2 hôm nay rồi, rất dễ uống, không ngọt hắc, ok cảm ơn chị. Đó. Nó sẽ có hai loại cần tây, mình để ý cho em nhé. Trên thị trường đang có một loại khác là một loại đấy là loại cái uống mà nó sẽ có vị ngọt. Và cái từ cái hộp ấy, cái hộp bao bì của nó cũng sẽ khác. Là họ sẽ làm nhái lại loại này, uống nó sẽ ngọt sắc luôn mọi người ạ. Hộp bao bì cũng sẽ khác luôn. Và dòng này của em các chị nhé, các chị uống mọi người này, thoải mái nó. Mình có vị của nó ấy, có cái vị đặc trưng luôn. Cái này nó sẽ có vị thào thào thôi. Nó dễ uống mọi người, nó không ngọt đâu. Đó, uống cực kỳ là ngon. Nó cảm giác như là thanh mát ấy, mọi người ạ. Uống mà nó sẽ thanh lọc cơ thể mọi người này. Đó, cực kỳ là thích luôn. Bộ chấm bi bên ấy hết hàng rồi mọi người. Em có mấy bộ thôi, em xả có 49.000 hết hàng rồi mọi người ạ. Có 49.000 thôi. Bộ chấm bi này còn lửng có 49.000 hết hàng rồi. Có vài bộ thôi mọi người ạ. Các chị lên cho em mã hàng là cần tây mật ong cho em nhé mọi người nhé. Đó, vừa làm đẹp da luôn mọi người, vừa làm đẹp da mọi người này. Đó, vừa giảm cân mọi người này. Đây,
lên đúng cú pháp này. Chị Nguyên Yến ơi, mình chưa được chốt đơn hàng thì mình để lại cho bên em xin số điện thoại nhé chị nhé. Để ngày mai nhà em sẽ gọi điện cho chị. Đấy. Mã này các bác lên cho là cần tem và ong xem nhé. Em chia các bác là 99.000 hộp. Hạn sử dụng của nhà em đến là tháng 2, à mồng 2 tháng 5 năm 2023 nhé mọi người. Đó. Đến năm 2023 là sẽ hết hạn, đến tháng 5 của năm sau là mới hết hạn nhé mọi người nhá. Đó. Một hộp này thì mình sẽ uống được 1 tuần. 1 tuần là hết rồi mọi người. Đó. 4 hộp này mình sẽ uống nó trong vòng là 1 tháng nhé mọi người nhá. Mình uống 1 tháng ấy, mình cải thiện rõ ràng, mình cảm thấy là người mình của nó sẽ nhẹ đi, nhẹ nhàng hơn nhé mọi người nhá. Đó. 99.000 mọi người, này là 4 hộp nhá. Lên cho em mã là cần tây mật ong cho em nhá. Cần tây mật ong. Cách số điện thoại cho em mọi người này là bên em chốt đơn nhá. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán chị ạ. Riêng của nhà em hàng chuẩn các bác uống ấy, mình sẽ cảm thấy là nó khác hẳn so với những hàng khác luôn. Uống nó ngon, nó thơm, nó dễ uống. 99.000 là 4 hộp nhá mọi người nhá. Nó lên xem mã là cần tây mật ong cho em này. Bộ chấm bi bao nhiêu? Bộ chấm bi đấy là 99.000 là 4 bộ 49.000 một bộ chị ạ. Còn cần tây mật ong là 99.000 là 4 hộp nhá mọi người nhá. Có loại nào uống tăng cân được không này? Em thì chưa có loại tăng cân chị ạ. Bình thường là em hay bán sữa Nga đấy. Sữa béo Nga ấy, nhưng đợt này là em đang béo quá nên em sợ là em lấy sữa béo Nga về em lại uống, em không kìm được em lại uống, em lại béo nên em tạm thời em chưa lấy mọi người ạ. Mới lại có sữa tăng cân đấy mọi người, có loại sữa tăng cân nhưng mà em đợt này em đang béo nên không có lấy. Tại vì là em cũng hay thích uống sữa mọi người ạ. Mà em thì đang béo này, em đang phải kiềm chế. Đấy, shop có bán sữa gì không em không nhá chị ơi. Đấy. Ít mà em sẽ có bán nhá mọi người nhá. Có, em chuẩn bị bán cho các bác rồi. Đấy. Cần tây mật ong là 99.000 là 4 hộp nhá mọi người nhá. Bộ chấm bi hết hàng rồi mọi người. Rồi em tặng quà các chị một cái mã anh trang cái áo kia đi. Áo kẻ em tặng các bác đi. Mỗi bác chia sẻ giùm em một lượt nhá mọi người. Đây. Bác nào mình chưa bấm chia sẻ các bác bấm chia sẻ livestream cho em mọi người, không phải cái này nhưng mà cái bên dưới. Đây cái này này. Đấy. Rồi cái này em kỷ niệm cho mọi người luôn này. Mỗi chị cho em xin một nút thả tim nhé mọi người. Tặng em một nút thả tim nhé, để lên cho các bạn cái mã này mọi người này. À, chị chỉ mong lên từng lạng thôi chứ thấy mọi người giảm cân mà thèm. Em cũng đang mong giảm cân chị, dạo này em đang phải vừa là mình kết hợp là mình ăn ít nữa, em vừa kết hợp là vừa uống cần tây và vừa phải ăn ít nữa chị ạ, để cho nó nhanh xuống đấy. Rồi mã này nhé mọi người, các chị lên cho em mọi người này, mỗi chị một cái nhé. Em kỷ niệm các bác này, mình sẽ lên cho mã là kẻ đỏ cho em. Kẻ đỏ 29.000 mọi người. Kẻ đỏ của em là 29.000 nhé mọi người, các bạn là kẻ đỏ cho em này. 40 cân đến 57 cân. 40 cân nha các bác nhá. Đến 57 cân giùm em. Đây. Vải của em mọi người này. Mềm này, co giãn và siêu mát luôn này. Em bán cho các chị là 29.000. Đặt hàng mà không thấy shop gọi điện cho em xin số điện thoại nhá chị ơi. Chị là đặt hàng của bên em. Mình chưa được bên em gọi điện thoại chốt đơn nhá. Các chị để lại cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người. Đây. Mã này các chị lên cho em mã là kẻ đỏ cho em nhá. Em bán cho các chị là 29.000 đi, 29.000 một cái đi. 29.000 mọi người. Đây. Còn mấy cái mọi người em sẽ các bác luôn 29.000 nhá. Mình sẽ lên cho em mã là kẻ đỏ giúp em nhá. Kẻ đỏ và kèm số bạn cho em cổ tim mọi người ạ. Cái kẻ đỏ này của em nó sẽ là cái mẫu cổ tim. Nó rất là đẹp và rất là mát luôn, và em tặng các chị là 29.000 một cái. 29.000 một chiếc nhá mọi người nhá. Những cái sản phẩm còn lẻ gì các chị thấy là em sale giá luôn luôn rẻ mọi người ạ. Cần tây mật ong bao nhiêu? Em bán cần tây là 99.000 4 hộp chị ơi. Xe cho các bác cần tây là 99.000 là 4 hộp nhá. Chị nào mình lấy cần tây thì các chị sẽ lên cho em mã là cần tây giùm em. Cần tây và kèm số điện thoại cho em là em chốt đơn nhá. Đây. Kẻ đỏ mọi người ạ, 29.000 một chiếc này. Mọi người sẽ lên cho em mã là kẻ đỏ giùm em nhá. Cho em mấy cái áo giận tuyết em tặng nó lên. Đây em có mấy cái áo giận tuyết thì chị làm được không nghỉ nhá. Giận tuyết có 4-5 cái, ai được may mắn hết mọi người. Giận tuyết này có 4 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 này. Có 5 cái áo giận tuyết nha, ai được cái nào may mắn cái đấy mọi người.
Dạ tuyết nha, ai được cái nào thì mình may mắn cho em nhé. Cái này em bán xả không chọn đâu mọi người. Comment là dạ tuyết cho em 40 cân đến 5 cân. Ai đọc kiểu nào lấy kiểu đấy nhá. Dạ tuyết mọi người ạ, 40 cân này đến 55 cân cho em tặng các chị 150.000 một cái. 150.000 một cái nhá. Có 5 cái thôi mọi người. Chị nào mình chốt mình sẽ lên cho em là dạ tuyết của em này. Dạ tuyết nhá. Đó, 150.000 ạ, có đúng 5 cái đó mọi người. Dạ tuyết là hàng 500 đấy mọi người ạ. Nhưng có 5 cái em tặng các chị. Tặng giá ngớ ngẩn mọi người, 100 mấy nhỉ? 150.000. 150.000 một cái dạ tuyết mọi người này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. 150.000 một cái nhá. Ai được cái nào thì hoan hỉ cho em nhé. Không em không bán chọn cái dạ tuyết này mọi người ạ. Đây. Em có mấy cái em tặng á. Ai được cái nào thì mình may mắn cái đấy cho em thôi. 150 mọi người ạ. 150 nhá. Đẹp lắm. 40 cân đến 55 cân cho em. Cần hàng không thấy gọi điện để lại cho bên em xin số điện thoại nhé. Cứ chị nào mua hàng của bên em mình chưa được bên em gọi điện thoại chốt đơn ạ, để lại cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người nhé. Đó, 150.000 một cái dạ tuyết mọi người. Hết hàng qua mã có mỗi 5 cái đấy mọi người. Áo quần em mặc quần em mặc là 86.000 chị ơi. 86.000 cho em cái áo dây nhá. Kẻ đỏ bao nhiêu? Kẻ đỏ là 29.000 chị ạ. Đầu tiên có 5 cái đấy mọi người. Kẻ đỏ nhá mọi người nhá, là 29.000 một cái kẻ đỏ mọi người ạ. Chị nào chốt thì mình sẽ lên cho em mã là kẻ đỏ giùm em. Kẻ đỏ này cộng số điện thoại cho em này, là em chốt đơn này. Rồi mã này nhá mọi người mình lên cho em này. Áo dây comment là tặng 19 cho em mọi người, 19.000 hai cái này. B15 còn hàng không, B15 em hết hàng rồi chị ạ này. 19.000 là hai cái áo dây nhá mọi người, cho là tặng 19 giúp em nhá. Tặng 19 cộng số điện thoại cho em. Đây. 19.000 là hai cái mọi người. Áo dây này em bán không chọn màu nha, em bán nốt 19.000 hai cái áo dây cho các bác đấy. Đó. 30 cân đến 60 cân cho em. Áo dây nhá mọi người, size từ 30 cân đến 60 cân nhá. Đây. 19.000 hai cái mọi người ạ. Không phải là 19.000 một cái đâu nhá. Áo em mặc là 50.000 hai cái chị ơi. Áo dây này ạ là 19.000 là hai chiếc nhá mọi người. Được chưa ạ? Áo em mặc là 50.000 hai cái nhá mọi người. Đó, chị nào mình lấy áo dây thì các chị comment cho em là tặng 19 giúp em. Tặng 19 này cộng số điện thoại cho em là cả nhà mình sẽ có đơn nhá mọi người. Cái áo dây này của em nó vừa mềm này, nó vừa co giãn mọi người này và rất rất là thích luôn. Đó, mà em lại bán cho các bác với giá siêu siêu rẻ nữa. 19.000 hai cái hai màu ngẫu nhiên cho em nhé mọi người nhá. Được màu nào này thì mình sẽ lấy màu đấy cho em, mình cứ lên đúng mã cho em và tặng 19 cho em nhé. Tặng 19 cách số điện thoại cho em là được. Đẹp quá luôn mọi người. Siêu mê luôn ạ. Đó. Cái này co giãn mọi người này. Từ 30 cân này đến 60 cân cho em nhé. 30 cân nhé mọi người, đến 60 cân. Chị ơi, dạ tuyết của nhà em là 150.000 một cái dạ tuyết nhá. Chứ không phải là dạ tuyết là 50k nhá chị nhá. Đây. Mình lên đúng cú pháp cho em mọi người. Đấy. Rẻ quá em ơi. Đấy, bây giờ là 19.000 hai cái thật, không phải em bán đùa đâu mọi người. Không phải em câu like đâu. Cái này em bán thật luôn đó mọi người. Đây là em còn bao nhiêu, em bán cho các chị nốt bấy nhiêu. Tặng 19 không chọn màu nhá Yến Trần ơi. 19.000 hai cái không chọn màu nhé bạn ơi. Còn màu gì thì mình bán màu đấy thôi, mình không bán chọn màu nhá. Áo mặc có một màu nhé bạn nhé. Lên cho em mọi người này. Cái này mình cũng cho là tặng 19 không em. Đó. Tặng 19 nhá, kèm số điện thoại cho em là mọi người sẽ có đơn. Cái này là em xác định là em bán lỗ, bán chơi chơi thôi. Cái này chỉ gọi là bán chơi chơi thôi mọi người ơi. Chứ làm gì bán còn lãi 1.000 nào đâu mọi người ạ. Áo em mặc chỉ có một màu thôi chị ơi, 50.000 một cái nhá. Còn một cái nữa được tặng kèm được màu gì lấy màu đấy. Sao rẻ vậy Hằng ơi? Xem lại dạ tuyết hết dạ tuyết rồi chị ạ. Dạ tuyết hết hàng rồi nhá mọi người nhá. 19.000 hai cái mọi người này. Nhiều khi các chị cứ hỏi em là sao Hằng bán cái này rẻ thế nhá, bao nhiêu bán rẻ thế? Ôi dồi ôi, có những cái em bán lỗ chổng vó lên luôn đó mọi người ạ. Có những cái lỗ siêu lỗ luôn, phải lỗ ít đâu mọi người. Các bác cứ tưởng là em bán cái gì cũng có lãi, không phải đâu mọi người. Nhiều cái là bán lỗ. Có nhiều cái là mình lấy về xong mình lại không hợp rồi. Không hợp xong bán không được ấy. Mà cái nào mà em bán không cảm thấy là chậm, một cái là em bán xả lỗ đi cũng được, em bán sang cái khác luôn. Đó, áo em mặc mã tặng 50 nhá.
chị nào lấy áo em mặc thì các chị sẽ lên cho em ạ, là tặng 50 giùm em, tặng 50 và kèm số điện thoại cho em là được đấy. Áo dê bao nhiêu? Áo dê là 19.000 hai cái chị ạ, từ 30 cân cho em nhá, 30 cân đến 60 cân đó là mọi người sẽ mặc phải áo dê. Áo dê của em thì đẹp cực kỳ luôn. Chị Phạm Thị Lụa lại 4 cái cho em xin số điện thoại nhé chị ơi. Mọi người đặt hàng nhớ là kèm cho bên em xin số điện thoại nhá. Có số điện thoại mọi người thì bên em mới chốt đơn đó. Không có số điện thoại là bên em không có chốt đơn, nên là cố gắng là mình đặt hàng để lại cho bên em số điện thoại để em chốt đơn nhé mọi người nhá. Đấy, bây giờ em qua mã các chị này. Áo dây sau bán rẻ vậy em ơi, 19.000 hai cái mọi người ạ. Lấy áo dây thì các chị lên cho em là tặng 19 giúp em. Tặng 19 và kèm số điện thoại cho em này. Cho chị xem lại thảm này. Chị mất một bên khuyên tai đúng không em, mất từ hôm nọ. Quần mã là quần xịn chị ạ. Quần xịn nhá chị nhá. Thảm em tặng các chị là có 19.000 nha mọi người ơi. Thảm là 19.000 nhá. Chị nào mình lấy thảm thì các chị sẽ lên cho em là tặng thảm giùm em này. Tặng thảm mọi người này, kèm số điện thoại cho em nhá. 19.000 một thảm mọi người. Đó. Thảm này nhà em bán là không không chọn nhá mọi người nhá. Được cái hình nào thì các bác lấy hình đấy cho em, 19.000 thôi. 19.000 một thảm mọi người này. Nên cho em đã tặng thảm giùm em. Tặng thảm này cộng số điện thoại cho em nhá. Đó. Tàn hình 3D siêu siêu đẹp cho các bác luôn này. Đó. Khăn tắm là 39.000 một khăn tắm nhá chị ơi. Chị nào mình lấy khăn tắm thì các chị sẽ lên cho em ạ, khăn tắm này anh cho em cái váy, em tặng cái váy. Váy nè. Mê bẩn chưa mọi người? Được kiểm tra hàng trước cái thanh toán cho em nhé mọi người nha. Đây. Đó, nhìn cho em này. Thảm này 19.000 một cái mọi người này. Mình sẽ lên cho em ạ, tặng thảm giùm em này. Tặng thảm này, khăn tắm đâu ạ? Khăn tắm em vừa like rồi chị ạ. Khăn tắm em like rồi, khăn tắm em là 39.000 nhá. Khăn tắm em có like rồi đấy mọi người ạ. Thảm là 19.000 một thảm nhé mọi người. Mình sẽ lên cho em ạ, tặng thảm giùm em. Rồi lên cho cái váy mọi người này. Lên cho các bác cái váy này nhé mọi người nha. Váy lụa nhé mọi người, comment là váy lụa giùm em. Váy lụa từ 40 cân đến 60 cân cho em mọi người này. Ui chất mát lắm. Váy lụa nhé mọi người, 40 cân đến 60 cân cho em, siêu đẹp luôn này. Đó. Đây là dáng váy suông nhé mọi người. Váy này của em là dáng váy suông mọi người ạ. Đây là dáng váy suông mọi người này. Nó mềm này, nó mát này. Và nó co giãn nhé mọi người. Em này từ 40 cân đến 60 cân cho em. Các chị đơn cho là váy hoa giùm em. Váy hoa mọi người này. Em có màu trắng, màu xanh. Váy hoa màu trắng mọi người này. Và váy hoa màu xanh này em kỷ niệm cho mọi người. Mỗi chị yêu một cái váy này là 39.000 một cái. 39.000 một váy nhé mọi người. Lên cho em là váy hoa. Váy hoa giùm em, được chọn màu đấy. Mình lấy màu gì cũng được. Lấy màu xanh cũng được. Và các chị lấy màu trắng cũng được nhé mọi người. Lấy màu gì các chị cứ lên cho em. Đó là mã là váy hoa cho em. Váy hoa kèm số điện thoại cho em mọi người này. Có size số đầy đủ đấy mọi người. Váy này của em có đầy đủ size số cho mọi người là từ 40 cân đến 62 cân. 60 và 62 cân nhá. Đổi lại là mọi người sẽ mặc váy váy của bên em. Đó, chất lụa mọi người này. Váy này là váy có tay nhá. Váy có tay nhá, không phải là váy sát lách đâu mọi người. Đó, váy có tay mọi người siêu rẻ này. Đó, lên đúng mã cho em là váy hoa cho em. Em bán cho các bác nốt mọi người này, có 39.000 cái váy thôi. Váy suông nhá mọi người, em này các chị mặc dài qua gối. Váy này các chị mặc dài qua gối nhá mọi người nhá. Rất là đẹp luôn này, 39.000 một cái. Đây. Em này về đến nơi các chị kiểm tra hàng nhá, chất không phải là vải lụa Hàn. Em không lấy tiền. Vải lụa Hàn chuẩn loại một cho em. Vừa mềm này, vừa mát mọi người này, vừa đẹp này. Đó. Mà có bao nhiêu tiền ạ? 39.000 đồng một cái đó mọi người. Áo em mặc mã hàng là tặng 50 cho em nhá. Đó. Đây, đẹp nhức nách, hai màu, màu xanh với màu trắng nhá chị nhá. Xanh với trắng giùm em nhá mọi người. Đây. Bình luận giùm em mã là váy hoa giùm em mọi người này. Váy hoa mà kèm số điện thoại cho em. Trời ơi, chất đẹp ngất ngây mọi người. Em này đúng không mê không lấy tiền. Bác nào chốt thì mình sẽ đem cho em. Đây là váy suông chị ơi. Váy hoa này của em đây là váy suông nhé mọi người nhá. Đó. Siêu siêu rẻ và đẹp cho mọi người luôn. Ôi, em này.
rồi qua mã cho mọi người này. Vô cái dãy này dẫm lên này. Rồi mọi người qua mã cho các bác nhé mọi người nhá. Bác nào lấy váy thì sẽ lên cho em là váy giùm em mọi người này. Váy hoa và kèm chỗ nào cho em này. Đây lên giày các chị còn đôi giày nào đây anh? Giày em còn đấy chị này. Quần của em mã là quần xịn nhá chị ơi, quần xịn mà kèm xuống. Nhưng mà để em phải xem bài đăng xem nào. Em sợ này hết mất giày mọi người. Khách chốt giày trên bài đăng nhiều dã man mọi người ạ. Khách chốt giày siêu nhiều luôn đó mọi người. Em còn chưa chốt hết giày ở trên bài đăng mọi người này. Khách mình lại giày liên tục luôn mọi người này. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt nhé mọi người. Đây. Bác nào mình chưa chia sẻ các chị bấm chia sẻ livestream giúp em nhé mọi người nhé. Đây. Lên các bác giày nhé mọi người. Giày thể thao mọi người này. Giày thể thao nhé mọi người nha. Bao đỉnh cho mọi người luôn. Đây nhìn cho em mọi người này. Đó. Đôi này sao như size 38 này. Giày em có size 36 mọi người ạ. Size 36 này. Size 37 mọi người này. Size 38 này và size 39 cho em. Đây là một đôi giày thể thao các bạn ngắm cho em mọi người này. Đôi giày này các chị mua là 199.000 mọi người. 199.000 đôi giày này ạ. Váy là 39.000 chị nhá. Đây, nhìn cho em này. Đó. Giày này các chị đi lên nó rất là êm chân. Đi vừa êm chân này, vừa chắc chân này. Đế của nó sẽ 3 phân nhá mọi người nhá. Đây. Đó, đế cao su rất là mềm luôn. Cái này thì em bán tặng các chị 59.000 một đôi. 59.000 một đôi giày nhá mọi người nhá. Đấy. Mình sẽ lên cho em mọi người này. Mã là tặng giày và kèm số điện thoại cho em. Tặng giày nhá mọi người. Cộng số điện thoại cho em mọi người này. Là bên em chốt đơn nhá. Đây. Cái này sale cho mọi người này với giá là 59.000 mọi người. 59.000 đồng một đôi nha các bác nhá. Đấy. Mình lên đúng cú pháp cho em mọi người này. Mã là tặng giày giùm em. Tặng giày kèm số lại cho em ạ. À. Em còn ít giày nhá mọi người. Giày này sáng mai là hết sạch luôn ấy. Tại vì là cái này khách đặt trên bài đăng nhiều quá luôn đó mọi người. Đây. Em sẽ các bác là 59.000 một đôi. 59.000 một đôi nhá mọi người nhá. Đây nhìn cho em này. Đó. Đấy của nó rất là mềm luôn. Nhìn cho em mọi người. Đây. Bóp thoải mái nhá mọi người. Đây. Đó 59.000 một đôi giày mọi người này. Mình sẽ lên rồi em mang lại tặng giày cho em. Tặng giày này cộng số điện thoại cho em này. Là mọi người có đơn nhá. Áo len mới sạch rồi chị. Hết áo len rồi không còn áo len nhá mọi người. Giày 59.000 chị ạ. Em còn ít giày thôi nhá mọi người. Giày chỉ còn ít thôi. Đó bác nào mình muốn lấy giày nhá mọi người nhá. Thì mình sẽ lên cho em mang lại tặng giày giùm em. Tặng giày này kèm số điện thoại cho em. Là mọi người sẽ có đơn nhá các chị yêu nhá. Đó giày siêu siêu rẻ mà đẹp luôn. Thế này các chị mặc các chị đeo đi tập thể dục mọi người này, đi chạy bộ mọi người này, đó các chị tập gym đều được luôn đó, mà có bao nhiêu tiền 59.000 một đôi, giày em có mỗi một màu chị ạ, táo đỏ em còn nhá chị ơi, bác nào mình lấy táo đỏ thì các chị cứ lên táo đỏ cho em nhá, đây size từ 36 đến 39 mọi người ạ, có duy nhất là một màu nhá mọi người nhá, giày này của em thì sẽ không có nhiều màu, em chỉ có một màu thôi, đó nên là bác nào mình ok thì mình sẽ lên cho em hàng tặng giày giùm em. Đó, 36 này, 37 này, 38 này và 39 giúp em nha các bác nhé. Đó, bây giờ em qua mã nhé mọi người. Giày em chỉ dám like qua thôi mọi người ạ. Chỉ dám like xương xương giày thôi bởi vì là giày bên em không còn nhiều đâu mọi người. Giày bên em còn ít lắm ý. Hôm trước chị đặt hàng mà không được gọi chốt đơn để lại cho bên em xin xuất lại nhé. Chị nào đặt hàng nhé mọi người. Chưa được gọi điện chốt đơn thì để lại cho bên em xin số điện thoại nhé mọi người nha. Đó. Rồi em qua mã cho mọi người này. Một bác chia sẻ cho em một lượt nhé mọi người. Đây. Hàng nhà em đẹp tuyệt vời nữa. Ok em cảm ơn chị này. Giày đẹp quá em ơi. Ok em cảm ơn chị nhé. Giày này giá là mấy nhỉ? 59.000 chị ơi. 59.000 một đôi giày nhá. Lên cho em đã tặng giày giùm em. Tặng giày này kèm số lại cho em này. Đây cái này còn ít xe các bác luôn này. Đây cái áo lan tao có thể còn đúng không mọi người, nhưng mà áo lan có thể xem còn size này, size đến 65 cân.
áo nam cao cấp nhé mọi người nhé. Em còn size 65 cân này, hàng của bé đây mọi người này, còn sót một ít này, còn sót một ít hàng của bé nhé mọi người. Mỗi bác chia sẻ cho em một lượt nhá. Đây cái em cổ bé mọi người này, hàng này từ 40, em còn sai từ 45 cân mọi người ạ. 45 cân đến 65 cân cho em. Chị ơi chưa nhận được hàng loại cho em thêm đi, dịch dạng này không đi được nhanh đâu chị ạ. Chưa nhận được hàng thì mình cứ đợi cho em thêm một vài buổi nữa cho em nhá. Đây. Áo nam cao cấp nhá mọi người. Em bán tặng các chị nốt 49.000. 49.000 một cái nhá. Cái hàng này là hàng 200 mấy mọi người ạ. Đây là hàng chất polo mà hàng cổ bẻ của em. Đây. Hàng này sẽ là hàng cổ bẻ nhá mọi người, em xả các chị là 49.000. 49.000 mọi người ạ. Mình sẽ lên cho em là áo nam cao cấp, kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Đây. Cái này thì sẽ bán cho mọi người với giá là 49.000 một cái mọi người này, 49.000 thôi. Đây là còn bao nhiêu thì em xả bấy nhiêu mọi người ạ. Em này đỉnh chóp luôn. Siêu đỉnh luôn nhá mọi người nhá. Nó vừa mềm này, nó vừa co giãn này, cái chất này là chất polo, là hàng chất đẹp luôn. Đây là hàng chất xịn luôn nhá mọi người nhá. Em bán cho các bác nốt là 49.000 một cái. Đó, mình sẽ lên cho em mã là áo nam cao cấp dùm em. Áo nam cao cấp này, cộng số điện thoại cho em này, là mọi có đơn nhá. Riêng áo nam của nhà em chưa một chị nào chê đâu, đặc biệt là cái mã nam của bẻ này. Cái mã nam của bẻ này chị nào nhận được hàng cũng ưng, chị nào cũng mê, các chị toàn bảo là chồng khen rẻ thế. Bây giờ em xả nhá. Trước cái mẫu này nhà em bán là 69.000, chị nào mua rồi có biết. Ai mua rồi các chị đều mua với giá là 69.000 áo nam này hết luôn á. Bây giờ em xả nốt ra các chị là 49.000 một cái, bởi vì nó hết size số. Cái hàng này bình thường của em là có size đến 75 cân mọi người ạ. Có size 75 cân nhá. Nhưng mà em chỉ còn size đến 65 cân thôi. Nên là em bán nốt cho các chị em mình với giá là 49.000. Bình luận cho em là áo nam cao cấp cho em nhá. Áo nam cao cấp này, cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Đây. Đẹp long lanh cành đào luôn mọi người này. Được kiểm tra hàng nhá mọi người nha. Áo nhà em đẹp quá nên ok em cảm ơn chị yêu này. Áo bạn mặc còn không, áo em mặc mã là tặng 50 là 50.000 là hai cái chị ạ. Một cái màu này và kèm là một khách tặng kèm, là mình không chọn màu là được màu gì lấy màu đấy nhá. Rồi qua mặc áo nam nhá mọi người, hết size mọi người ạ. Còn ít thôi, còn không còn size đủ đến 75 cân đâu, em chỉ còn size đến 65 cân nhá. Size từ 45 cân đến 65 cân thôi nên em bán cho các chị nó là 49.000. Bình luận cho em là áo nam cao cấp cho em nhá. Chưa đơn gọi điện đi hàng rồi đấy. Tất cả những đơn mà nhà em đã gọi điện rồi là bên em đi hàng rồi, nhưng mọi người còn chưa gọi điện là bên em chưa đi hàng. Áo nam của nhà em còn có một màu chị ạ. Còn duy nhất một màu nha các bác nhé. Anh cho em cái áo không? Màu vàng với màu đỏ đây. Ren ren. Rồi lên là các chị một em này mọi người này, siêu xinh luôn này. Sell nốt cho mọi người nha các bác ơi. Mạng em còn màu vàng với màu đỏ mọi người này. Hai màu như vàng đỏ sản luôn 55.000. Mình lên cho em mã là A55 luôn mọi người. À xả 55 cho em đi, xả 55 nhá. Xả 55 cho em ạ. Tay của nó sẽ tay gen rất là xinh luôn, hàng này hàng 75 của em. Hàng 75 của em nhá mọi người, em còn mấy cái em xả luôn 55.000 này. Xả 55 màu vàng và xả 55 cho em màu đỏ nhá. Hàng này chuẩn zip thái 100%. Zip thái mọi người, xịn cực kỳ luôn mọi người này. Chất mềm này, co giãn này, đẹp này. Mình sẽ lên cho em mã là xả 55 nhé mọi người. Xả 55 và kèm số điện thoại cho em đây. Cực chất luôn. Cái này thì siêu chất lượng mọi người ạ. Đỉnh chóp luôn nhé mọi người nhá. Đây, 55.000 đồng. 55.000 đồng nhé mọi người nhá. Đó, mình sẽ lên cho em mã là xả 55 cho em này. Hai màu này, màu đỏ này. Các chị nhìn cho em này, cái gen nhà em này đẹp mê ly nhé mọi người. Đây, em này thì phải gọi là đẹp mê ly luôn ạ. Đó, đây, 55.000 đồng một chiếc nhé mọi người. Lên cho em mã là xả 55 cho em nhá. Màu đỏ này với lại màu vàng cho em ạ. Cái mẫu này của em thì từ 40 cân đến 60 cân. 40 cân nhé mọi người, đến 60 cân là các chị mặc vừa, giặt máy giặt thoải mái cho em, không bị bay này, không bị nhão này,
không bị xù lông và không bị sủng lông. Đấy, áo đang mặc chỉ có một màu. Lên cho em mã là xả 55 cho em nhé mọi người nhá. Màu vàng với lại màu đỏ cho em nhá. Họ có hai màu đúng không ạ? Mỗi màu em còn khoảng 10 chiếc nữa. Mỗi màu còn tầm 10 chiếc là em bán 5.000. Cái mẫu này hôm trước bán là 75.000 mọi người. Mẫu này hôm trước nhà em bán là 75.000 nhá. Nhưng cái mẫu mà còn ít ý, thì đa số là bên em sẽ đều xả hòa vốn với các chị em mình luôn. Đây. Mã này bán 75.000, bây giờ em xả nốt là 55.000 một chiếc cho mọi người. Có hai màu này, màu đỏ này với lại màu vàng. Mình được chọn màu đấy các chị ơi, được chọn màu nhá. Mọi người lấy màu gì á thì các chị bình luận màu cho em luôn, bởi vì là mẫu này thì mình được chọn màu đấy ạ. Lấy màu gì các chị cứ bình luận cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em này là mọi người sẽ có đơn nhá. Đây. Quần đang mặc của em có, chị ơi, quần đang mặc của em mã là quần xịn, là từ 40 cân đến 60 cân. 40 đến 60 cân là các chị mặc vừa nhá. Quần thì em bán cho các bác là 86.000 một quần. Đây. Mã này xả 55 màu vàng này. Xả 55 cho em màu đỏ này, hàng này. Bây giờ mua buôn các chị còn toàn là hàng 6x 7x đấy, mua buôn đấy. Mua buôn mà tầm khoảng là 20 cái là giá phải 6x rồi mọi người ạ. Mà em bán cho các chị nốt là còn 55.000 một chiếc thôi. Xả 55 cho em nhá. Xả 55 cộng màu này cộng số dạng cho em này. Là em nhận đơn này. Rồi quá mãi cho các chị em mình luôn nhá. Cái nào còn ít em bán nốt, mọi người vừa bán vừa tặng. Cứ mã nào nhưng mọi người nhận còn ít này thì em xả nốt cho các chị. Vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn nhá. À, áo đang mặc của em đã tặng 50 chị ạ. Tặng 50 và kèm số điện thoại cho em này. Là các bác có đơn nhá. Cho em cái mã áo hoa anh ơi. Chưa bên em phí ship 30.000 nhá. Ship bên em là đồng giá là 30.000 một đơn hàng. Áo hoa mà. Bán các chị cái mã này đi mọi người. Bác thả tim thêm nhé. Tặng mỗi chị một cái này. Em tặng mỗi chị một cái luôn mọi người này. Em này các chị lên cho em mọi người này. Tặng 35 cho em này, xả luôn 35.000 các chị cái này. 35.000 một cái nhá mọi người, 40 cân đến 57 cân cho em. 57 cân nhá. Chị ơi đừng nghĩ là áo đang mặc ghi là đang mặc không chốt đơn đâu. Đây. Em này các chị ghi cho em mọi người này. Bình luận cho em nhá. Cái này sẽ là mã là tặng 35 cho em, 35.000 một chiếc. 35.000 đồng này. Đến nơi các chị vẫn được kiểm tra hàng xem là có đúng là áo 35.000 là giống như trên này hàng mặc hay không. Đó. Tặng 50 bao nhiêu tiền, tặng 50.000 hai cái, với hương một cái mình màu mình mặc và một cái là màu tặng kèm với là không chọn màu nhá. Đó. Bàn chải đánh răng là không còn nhá chị ơi. Đây. Em này giá cho mọi người nhá là 35.000 một chiếc cho các bác luôn, một chiếc áo kiểu cực xinh. Mà người ta bán toàn 120. Đây. Em này các chị vào cửa hàng mua quần áo, mặc thử hỏi bao tiền người ta sẽ báo giá mình 120.000 luôn. Em bán cho các chị 35.000 một chiếc. Đó, lên cho em mã hàng là tặng 35 cho em nhá. Ngay nhiều lúc các chị còn tưởng là em giá em nói đùa cơ đấy mọi người ơi. Mà đùa mà như thật luôn đấy mọi người này. 35.000 một chiếc đấy các bác này. Lên cho em mã là tặng 35 dùm em này. Của chị nhỏ ơi cho em xin số điện thoại nhá. Các bác đặt hàng nhớ là bình luận cho bên em xin số điện thoại chị ạ. Có số điện thoại là bên em mới chốt đơn thành công nhá mọi người nhá. Không có số là không có đơn này các chị đặt hàng. Bình luận cho bên em xin số điện thoại nhá. Đó. Áo hàng mặc bao nhiêu em bán là 35.000 một cái chị ạ. Mình sẽ lên cho em là tặng 35 cho em nhé. Tặng 35 cách số điện thoại cho em. Là mọi người sẽ có đơn nhá. Bao nhiêu các mặc vừa cái này thì khoảng 57 cân cho em ạ. Còn mẫu G2 không? G2 hết nhá chị ơi, hết G2 rồi ạ. Đây, ở đây cho các em ai tặng luôn này. Mã này xả luôn đi. Tôi xả luôn các chị cái mã đẹp này nhé mọi người nhá. Xả luôn cái mã siêu siêu đẹp này cho mọi người luôn này. Tặng 50 là 50.000 chị ạ. Thế sao anh ra cho quần sóc u mì ở ngoài này nữa.
sọng mạch ngay chỗ này. Em này các chị lên cho em là áo công sở nhé mọi người. Áo công sở này kèm số điện thoại cho em là bên em nhận đơn nhá. Cái này 40 cân đến 60 cân này nốt 39.000 mọi người. 39.000 một cái nhá. Mọi người bình luận cho em là áo công sở giùm em. Rồi mình sẽ lên cho em này áo công sở mọi người này, cộng số điện thoại cho em này là em chốt đơn nhá. Đây, tặng mỗi chị một cái này đó, với giá sẽ là 39.000. cái này không chọn chữ nhé mọi người. Ví dụ cùng một màu này sẽ có chữ khác nhau rồi, cùng một cái màu này nó sẽ có chữ khác nhau nhưng mình không chọn chữ giùm em. 39.000 một chiếc mọi người này, lên cho em mã hàng là áo công sở nhá. Áo công sở này cộng số điện thoại cho em này. Chất siêu siêu mát luôn, 39.000 mọi người. 39.000 một chiếc cho các bác này. Được kiểm tra hàng trước thanh toán nhé mọi người nhé. Pha với sơ mi. Đây là áo pha sơ mi dây cực kỳ xinh luôn mọi người ạ. Đây là giá thanh lý nhé mọi người nhé. Giá này là giá thanh lý đấy ạ. 39.000 đồng cho em, người ta bán là trăm mấy một cái mọi người. Họ bán toàn là 100 mấy một cái thôi. Em xả cho mình là có 39.000 một cái đâu mọi người ạ. Đấy. Mình sẽ lên cho em mã là áo công sở nhé mọi người nhé. Kèm số giúp em. Riêng cái mẫu này của bên em ý. Đây là... Hôm nay là buổi cuối cùng em có cái mẫu này rồi. Hôm nay là buổi cuối cùng là có cái mẫu này nhé mọi người nhé. Là hết cái mẫu này luôn ý. Là không có cái mẫu này nữa đâu. Đấy. Em bán nó có 39.000 rồi mọi người ạ. Lên cho em mã là áo công sở giúp em này. Mà chất của nó co giãn mọi người này. Chất co giãn nhá, mặc thấm hút mồ hôi cực kỳ sướng luôn đây. 39.000. Không chọn chữ nhá mọi người nhá, được chữ nào thì mình sẽ lấy chữ đấy giùm em nhá. Đó. Siêu chất cho các bác luôn này. Sướng chưa ạ? 39.000 là cái áo đẹp tuyệt vời mặt trời luôn. Nên cho em mã hàng là tặng 39 giùm em này. Ok chị Nguyễn Hằng, lấy mã gì các chị cứ lên số điện thoại cho em được. Quần shop đây nhé mọi người, các chị hỏi từ đầu đến giờ còn chưa dám like mọi người. Quần shop các chị lên cho em mã là quần shop và kèm số điện thoại cho em này. Còn một màu này em trả các chị nốt là 39 cái quần shop mọi người, 39.000. Quần shop 40 cân đến 60 cân mọi người, còn một màu này. Còn một màu nhé mọi người, chất umi này, mềm này, mát này, co giãn 4 chiều. Quần này là co giãn 4 chiều nhé mọi người, túi rất là sâu luôn, 39.000. Vì là còn có mỗi một màu nên em xả luôn nhá. 39.000 một quần, các bác lên cho em mã là quần short giùm em. Có một màu thôi nhá mọi người, không có màu khác đâu ạ. Đó. Bác nào mình ok thì lên cho em mã là quần short cho em nhá. Quần short cách số điện thoại cho em. Đó, có size. Quần short của bên em là có size đấy mọi người. Size cho mọi người là từ 40 cân. 40 cân nha các chị nhá. Đến 60 cân đấy là mọi người sẽ mặc vừa. Đó, chị nào mình ok thì mình sẽ lên cho em mã hàng là quần sóc cho em nhé. Chỗ chất đẹp lắm mọi người ạ. Đây, nó co giãn mọi người cho em này. Cái quần này hôm trước em có mặc cùng với lại áo phông rất là đẹp luôn mọi người. Hôm trước mặc cùng với áo phông siêu thích luôn. Mặc cả bộ mọi người ạ, mát lắm luôn. Tại vì em còn một màu này em bán cho các chị nốt là 39.000 một quần. 39.000 một nhá. Quần này các em nó sẽ là quần cạp cao. Quần sóc này nó là quần sóc quần cạp cao nhá mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. 39.000 một quần nhé mọi người nhé. Đó. Chốt rồi em mã là quần sóc cho em nhá. Quần sóc này cách số điện thoại cho em. Khăn tắm là 39.000 ạ. Hôm nay chị nhận được quần rồi, đẹp lắm này rồi. Ok em cảm ơn chị Đỗ Lụa nhá. 39.000 quần thôi mọi người. Có thể chị thấy giá có sốc không mọi người? 39.000 một chiếc mọi người này. Mình lên theo mã cho em là quần sóc giùm em nhá. Quần sóc kèm số điện thoại cho em là cả nhà mình sẽ có đơn này. Hôm nay tự Yên cũng xí cái hẳn luôn này anh ơi. Mà kiểu là phải giảm, không phải giảm một nửa đâu. Sau mà hôm nay phải hơn một nửa luôn. Đây. Lên rồi em đúng mã cho em là quần sóc cho mọi người nhá. Giá cho các bác mình là
39.000 mọi người, 39.000 mọi người này, 39.000 một cái nhá. Lên theo mã là quần sóc của em này, xong qua mã cho mọi người này, cứ cái gì mà còn lẻ lẻ mọi người tặng sẽ như cho. Cho em cái áo sơ mi xanh này, sơ mi xanh còn 10 cái này, thôi bán luôn đi, rẻ hết đi. Thu hồi vốn đi mọi người, bán sang cái khác. Hả? Mấy? Yeah. Nghe mà em thấy hoang mang. Cho phần thế này thôi. Rồi mọi người em qua mã cho các bác mọi người này. Này, lên xả cho mọi người cái mã áo sơ mi nhé mọi người. Áo sơ mi các chị nhìn cho em mọi người này, đỉnh chóp luôn á. Sơ mi này là sơ mi dáng rộng nhé mọi người. Quần đùi vừa rồi là 40 cân đến 60 cân chị ạ. 40 cân nhé mọi người, đến 60 cân cho em nhé. Áo polo nam thì comment là áo nam cao cấp chị ạ. Sơ mi này của em là sơ mi dáng rộng nhé mọi người, nên cho em là sơ mi xanh cho em mọi người này. 45 cân đến 60 cân cho em nhé. 60 cân đổi lại các chàng của em xả nốt 69 nhé mọi người. Xả luôn là 69.000 mọi người, comment là sơ mi xanh cho em này. Cái này là sơ mi dáng rộng nhé mọi người nhá. Đó em xả 69 nhé mọi người. Áo giữ nhiệt mã là tặng 50 chị ơi. Cái này các bác chốt cho em mã là sơ mi xanh giúp em nhá. Em bán nó 69.000 cái này nha mọi người này. Bốn mươi cân này. Em này từ 40 cân, 45 cân nhé mọi người. 45 cân đến 60 cân cho em mọi người. Là các bác mặc vừa cho em, 62 cân vẫn vừa. 62 cân vẫn vừa nhé mọi người nhé. Bình luận cho em là sơ mi xanh cho em. Sơ mi xanh cộng số điện thoại cho em này. Vừa đẹp mọi người này. Đó. Siêu xinh luôn nha em, chất lụa mọi người. Cái này của em là chất lụa nha. Mềm mặc mát cực kỳ nhẹ tênh luôn. Em xả cho mọi người là 69.000. 69.000 một cái nhé mọi người nhé. Đây rồi em mặc là sơ mi lụa cho em, à sơ mi xanh cho em. Quần em mặc là 86.000 chị ơi. 86.000 một quần nhá. Ai lấy quần thì các chị lên cho em mã là quần quần xịn cho em. Quần em mặc là quần dài, quần sóc này là 39.000 chị ơi. Ai lấy quần sóc thì các chị comment cho em mã là quần sóc cho em, quần sóc là 39.000. Sóc này là em bán các bác là 39.000 một quần sóc nhá. Chị nào lấy quần sóc thì mình sẽ lên cho em mã là quần sóc giùm em. Quần sóc này, tổng số điện thoại cho em này. Là bên em nhận đơn nhé mọi người nhá. Đây, đó. Cái này sale cho các bác này. 39.000 một quần này thôi. Chị nào lấy cái này mình tranh thủ nhé mọi người. Ai muốn lấy quần sóc mà chất omi này thì mọi người tranh thủ giùm em mọi người này. Đây. Quần sóc là 39.000 này, mình không bán quần đang mặc nữa bạn ơi, mình chỉ bán áo thôi. Quần đang mặc hết hàng rồi nhá, chỉ bán quần sóc thôi nhá. Đây. Đó. Sơ mi xanh là 69.000 nhá. Chị nào mình lấy sơ mi xanh thì các chị sẽ lên cho em mã sơ mi xanh giùm em. Sơ mi xanh kèm số điện thoại cho em này. Là các bác có đơn nhé mọi người nha. Để cho em cái mã hoa nâu anh, cái hoa nâu như cái hoa nâu kìa. Sau này không ngủ được vậy. Rồi cái mã hoa nâu này nhé mọi người. Xem cho mọi người này. Cái này là quà kỷ niệm thôi. Cái hoa nâu này thì sẽ là món quà kỷ niệm cho các bác nhé mọi người nhé. Được bao nhiêu người nhé mọi người nha. Em xem nào. Được bao nhiêu người thì là em chốt bấy nhiêu thôi. Cái em hoa nâu mọi người này. Quần sóc là từ 40 cân đến 60 cân chị ạ. Chị nào mình lấy quần sóc thì các chị sẽ lên cho em là quần sóc của em nhé. Quần sóc kèm số điện thoại cho em. Là các bác mình có đơn ạ.
em hoa nâu này share nốt cho mọi người này. À nam cao tốc là 49.000 nhé mọi người nhé. Giày em còn nhưng chị ơi bác nào lấy giày mình cứ lên cho em mã tặng giày cho em nhé. À. Rồi hoa nâu nhé mọi người, 99.000 một cái hoa nâu này. Em tặng 10 chị bình luận nhanh nhất nhé. 10 chị bình luận nhanh nhất cái hoa nâu này, anh đóng đóng cho em. Anh đóng hộ em. À hút đi không còn đâu chị ạ. Đây. Các chị lên cho em mã là hoa nâu cho em nhé mọi người. Gì mà anh cười? Anh vừa ấy à? Dạ. Phải không? Phải không? Hoa nâu cho em nhé. Đúng 10 người bình luận đầu tiên em tặng các chị là 29.000. 29.000 nhé mọi người nhé. Comment cho em mã là hoa nâu giùm em. Hoa nâu này. 10 người đầu tiên nhé các chị nhé. Là em tặng các chị với giá là 29.000. Cái này bình thường nhé em bán là 59.000. Mẫu này giá bình thường nhá. Anh làm gì vừa thở. Anh khai thật đi, anh ra đây. Các chị lên cho em mọi người này. Mã là hoa nâu cho em nhá. 40 cân đến 58 cân chị ạ. 58 cân nhá mọi người nhá. 58 cân đổ lại là các chị mặc vừa. 29.000 một cái nhé mọi người nhé. Đó, áo này của em nó là chất tơ lụa chị ạ. Hàng này nó sẽ là hàng tơ lụa này, vừa mềm này, vừa mát mọi người này. Đó, vừa nhẹ này, vừa đẹp này. Giá là 29.000 một cái nhé mọi người nhé. Mình sẽ lên cho em mã hàng là hoa nâu giúp em. Đó, hoa nâu này kèm số điện thoại cho em. À anh ơi, cái mã mà kẻ xanh BBR ngoài kia còn ít men cho em. Đấy, có 30 cái hay sao vậy? Kẻ xanh ấy. Hoa nâu là 29.000 nhé mọi người, 29.000. Mình sẽ lên theo mã cho em là hoa nâu giùm em nhé. Hoa nâu cách số lạ cho em là mọi người sẽ có đơn. Áo có cổ kẻ có cổ cổ xanh ý đây anh. Cái này em tặng mọi người là 29.000 nha các chị nhá. Lên cho em mã là hoa nâu giùm em nhá. Hoa nâu và kèm số lạng cho em này. Hoa nâu bao nhiêu tiền với em tặng các chị là 29.000 mọi người. Tặng hoa nâu là 29.000 nhá. Đó. À, giày bao nhiêu với em? Giày là 59.000 chị ơi. Chị nào mình lấy giày thì các chị sẽ lên cho em mã tặng giày nhá. Tặng giày là 59.000 một đôi giày chị ạ. Đấy. Rồi qua mã cho mọi người này. Em này còn ít sải mọi người này. Lên cho em mã là xanh đẹp cho em mọi người. Xanh đẹp cho em 69.000 nhá. Đây. Xanh đẹp cho em mọi người 69.000 một cái mọi người này. 69.000 một chiếc nhá. Đây. Mọi người lên cho em mã là xanh đẹp cho em. Chất tích dã man luôn mọi người này, 69.000 một cái mọi người này. 69.000 một chiếc nhá. Đó. Mình sẽ lên cho em mã là xanh đẹp cho em, dầu nóng em còn chị nhá. Dầu nóng là 29.000 chị ạ. Đây. Xanh đẹp là 69.000 một chiếc nha các bác nhá. Bác nào mình chốt mình sẽ lên cho em mã xanh đẹp cho em này. Đó. Em này của em là 40 cân đến 60 cân cho em. Size từ 40 cân nhé mọi người. Đến 60 cân này là các chị mặc vừa này. Mình lên cho em mã xanh đẹp mọi người này. Đảm bảo là chất siêu ngất ngây cho mọi người luôn. Em này mọi người này, vừa mềm này, vừa co giãn này. Đó. Em cứ bị hợp màu xanh mọi người ạ. Cứ cái gì màu xanh là em rất là hay đặt hàng nha mọi người nhá, không hiểu sao luôn đấy. Em hợp vía màu xanh hay sao mọi người ạ. Đấy các chị sẽ lên cho em mã xanh đẹp cho em nhá.
cái này chất mát lắm, các chị mặc đi làm công sở mọi người này, mặc đi đâu cho em cũng cực kỳ là đẹp luôn. Hoa lâu 65 cân 100 chị ạ, giày của em đâu anh? Hoa lâu là đến 60 cân thôi mọi người, hoa lâu chỉ đến 58 cân thôi, vừa mới ở đây xong mà. Nhưng cái nào bước xuống thì cứ đánh ngay chỗ này, chắc chắn đâu mình chỉ không thấy. Rồi giày đây nhá chị ơi, giày là 59.000 một đôi. Giày sẽ là 59.000 một đôi nhá. Đây. Chị nào mình lấy giày các chị sẽ lên cho em ạ, là tặng giày mọi người ạ. Đó. Tặng giày nhá, cộng số điện thoại cho em ạ. Đây. Giày này 69.000 mọi người. À nhầm, 59.000 một đôi giày. 59.000 một đôi giày thôi nhá. Bác nào mình lấy giày thì mình cứ lên cho em ạ, là tặng giày cho em nhá. Đó. Size 36 mọi người này. Size 36 này, size 37 này. 38 này. 39 mọi người này. Đó. 36, 37, 38 và 39 nhé mọi người nhé. Mình sẽ lên cho em mã là tặng giày giùm em nhé. Đó. Giày thể thao mọi người này, siêu siêu đẹp luôn nhé. À. Các bác nhìn cả form giày cho em mọi người này. Xịn như thế này nhé mọi người nhé. Mà em bán các bác là có 69.000 thôi. 69.000 một đôi nhé mọi người nhé. Lên giùm em mã là tặng giày giùm em mọi người này. Tặng giày kèm số điện thoại cho em. Giày này có quai nhé mọi người, không phải giày lười đâu. Giày này giày có quai nhé mọi người nha. Đó. Ba 59.000 một đôi nhé mọi người. 59.000 một đôi mọi người này. Đó, mình cứ lên cho em ạ, tặng giày giùm em mọi người này. Giày buộc sẵn đó, mọi người này. Giày là buộc sẵn cho các bác luôn rồi nhé mọi người nha. Đó. Rồi em cảm ơn chị Phương Đào nhá, kéo nhật bao nhiêu em? Kéo nhật là 39.000 chị ơi. Này. Kéo nhật 39.000 cho chị nào mình lấy kéo nhật thì các chị sẽ lên cho em là kéo nhật cho em nhá. Này. Kéo nhật và kèm số điện thoại cho em này. 39.000 mọi người ạ, một cái kéo nhật này. Quần xịn là 86.000 một quần nhá chị ơi. Ai lấy quần xịn thì mình sẽ lên cho em là quần xịn cho em nhá. Rồi, còn mình cái váy này chào các bác. Váy thiết kế nhé mọi người, hôm nay về thêm màu này. Chị nào nhận được váy thiết kế cũng khen luôn này. Hôm nay em về thêm các chị quần, về thêm các chị màu này mọi người. Siêu siêu đẹp luôn này. Đây. Comment cho là váy thiết kế nhé mọi người, hôm nay về màu đen. Đó. Váy thiết kế nhé mọi người, váy này em share cho mọi người này. Thôi nhá, xả lên nha mọi người, váy này nhá. Tặng nốt này, 50.000 một cái. Comment là váy thiết kế giùm em. Váy thiết kế nhá mọi người, 40 cân đến 57 cân. 40 cân nhá mọi người, đến 57 cân. Đây, em này bảo 50.000 có IT đâu mọi người. Đúng, em này bảo 50.000, các chị còn tưởng em là chắc là chỉ đọc giá thôi chứ không chốt cho ai đâu mọi người này. 50.000 một cái nhá mọi người nhá. Comment là váy thiết kế giùm em. Váy thiết kế này cộng số điện thoại cho em nhá. 40 cân đến 57 cân cho em nhá. 57 cân đổ lại là các chị sẽ mặc vừa váy thiết kế nhá. Đó. Chị nào mình chốt thì mình sẽ lên cho em là váy thiết kế giùm em, siêu xinh luôn. Đấy. 50.000 một cái nhá mọi người. Kinh khủng khiếp luôn đó mọi người ạ. Đẹp long lanh cành đào luôn. Đó, mình sẽ lên cho em là váy thiết kế giùm em nhá mọi người nhá. Váy thiết kế cộng số điện thoại cho em này. Là mọi người có đơn nhá, siêu xinh luôn này. Đó. Xả rẻ long lanh cành đào luôn. Rẻ mà đẹp nhất, đằng sau của em là kéo khóa đấy mọi người. Đây. Em này đằng sau của em mọi người này, có khóa kéo mọi người này. Đó. Giày số to nhất của em là số 39 chị ơi. Áo em mặc mã là xanh đẹp chị nhá. Xanh đẹp của em là 69.000. Váy thiết kế của em là 50k một cái nhá. Đó. Chị là mình chốt mình sẽ cái này, các chị mua toàn là 220 đấy. Đây. Em này các chị mua toàn là 200 hoặc là 220.000 một cái thôi. Em xả 50k. Được kiểm tra hàng nhá chị ơi. Đó. Các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Giá nên là giá em bán tặng nên là giá của nó sẽ rẻ hơn bình thường rất là nhiều. Đó. Áo shop đang mặc bao nhiêu tiền? Đó, em cảm ơn chị Phương nào nhé. Áo đang mặc của em là 69.000 đấy. Chị nào mình muốn lấy áo em mặc thì các chị bình luận cho em mã là xanh đẹp cho em. Xanh đẹp là 69.000.
xanh đẹp là 69.000 nhá, váy thiết kế em xả 50.000. Đấy. Các chị lên đơn cho em là váy thiết kế cộng số điện thoại cho em nhá. Là bên em chốt đơn, nhớ là phải có số điện thoại mọi người ạ. Cứ chị nào mình có số điện thoại là bên em mới lên được đơn, không có số điện thoại là bên em không chốt được đơn hàng nhá mọi người nhá. Nên là cố gắng đặt hàng để lại cho bên em số điện thoại này để bên em chốt đơn nhá mọi người. Đẹp chưa này? Em xinh lắm mọi người ạ. Siêu xinh mà em xả có 50.000 một 50.000 một cái thôi. Lên đơn cho em là váy thiết kế giùm em nhá. Hai đôi giày size 39 của chị ở Ngọc Phùng ok luôn chị này. Xanh đẹp là 69.000 một cái nhá. Rồi em qua mã cho các bác mọi người này. Váy bao nhiêu vậy em? Váy em xả 50 chị ơi. Váy là xả 50.000 một cái nhá mọi người nhá. Cái này cần mấy cái bản nốt đi. Hay là kẻ trắng đi. Cái này kẻ trắng đi nốt đi còn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 cái mọi người. Có 7 cái. Có 7 cái kẻ trắng nhá mọi người, 29.000 này. Có 7 cái đó mọi người ạ. Các chị lên cho em là kẻ trắng cho em nhá. Em không còn cho chị Nam Thần chị không? Cái này chỉ có duy nhất là 7 cái thôi mọi người ạ. Nên cho em mã là kẻ trắng cho em nhé. Kẻ trắng pha đỏ đấy mọi người này. Còn bên là kẻ trắng cho em mọi người. Kẻ trắng mọi người này. Giá cho mọi người là 29.000 nhé. 29.000 một cái. Mình cứ chốt đúng mã cho em là kẻ trắng giùm em. 57 cân đổ lại nhé. Cổ tim mọi người ạ. 40 cân này. Đến 57 cân cho em chất mát lạnh luôn. Áo em mặc có một màu này mà chị. Mình sẽ lên cho em mã là kẻ trắng nhá. Giá cho mọi người là 29.000 mọi người, 29.000 này. Cho em bộ đây ngơ. Bộ giả váy này. 29.000 kẻ trắng mọi người, lên cho em mã kẻ trắng xanh. Bộ đã gọi bộ giả váy không? Thế bộ giả váy cho em mặc còn màu gì ấy? Đây. Cho em bộ giả váy. Rồi em xem các chị nốt bộ giả váy nhé mọi người. Áo em mặc mã là xanh đẹp 69 đi chị nhá. Xanh đẹp 69 một cái. Bộ giả váy nhé mọi người, hàng 250 một bộ mọi người này. Size từ 40 cân đến 60 cân cho em. 40 cân mọi người này, đến 60 cân. Là các chị sẽ mặc vừa. Đây là cái bộ này là giả váy xinh lắm mọi người ạ. Tay của nó sẽ là tay bèo này. Tay bèo nhá. Quần giả váy mọi người này, quần ống rộng giả váy siêu xinh luôn nha các chị comment cho em này. Là bộ xinh cho em. Comment là bộ xinh cho em nhá. Đây, cái quần của nó sẽ có túi mà giờ váy em xả nốt này. Bộ này em xả nốt 59.000 một bộ mọi người. 59.000 nha, còn mấy bộ thôi. Bộ này là hàng có size đấy mọi người, 40 cân đến 60 cân nha, 59.000 mọi người. Bộ giả váy cho em nhá. Comment là bộ giả váy á, cộng số lại cho em. Này, một cái quần giả váy các chị mua là 120.000. 120.000 mới được một cái quần giả váy nhá mọi người. Nếu nguyên cả bộ mọi người này, em bán cho các chị 59.000 một bộ. 59.000 một bộ giả váy nhá. Mọi người sẽ bình luận giúp em bộ giả váy cách số điện thoại cho em. Đó, bình thường là nhà em bán là 99.000 bộ này. Giờ em bán ra các chị nó là 59.000 thôi mọi người. 59.000 này. Có túi chị ạ, hai bên có túi này. Cái mặt trước của em là không trần trun luôn nhá, mặt sau mới trần trun đấy các chị nhìn này. Hàng đẹp lắm luôn. Đó. Bộ giả váy em bán nốt 59.000 bộ này. Không đẹp không lấy tiền luôn. Siêu siêu đẹp cho mọi người luôn nhá. 59.000 cả bộ này luôn đó mọi người ạ. Đó, nhìn cho em này, đẹp như thế này mọi người này. Này. Đó, quần của nó sẽ là dạng quần ống rộng giả váy đấy mọi người này. 59.000 một bộ này nhá mọi người nhá. Không phải 59.000 một cái quần này đâu, 59.000 là cả bộ này luôn như này. Đó. Mà hàng này của em là hàng có size. Có size cho mọi người là từ 40 cân các chị ơi. 40 cân này đến 60 cân là mọi người sẽ mặc vừa nhá. Đó. Không phải là hàng một size đâu mọi người ạ. Hàng này là hàng có size nha các chị nhá. Đó, mình sẽ lên cho em hàng là bộ giả váy cho em có một màu thôi chị ạ. Em còn có mỗi một màu nha các chị nhá. Nên là em xả nốt cho mọi người 59.000. Bình thường hàng này của em là hàng 99.000 mọi người.
Bình thường nhà em bán là 99.000 nhá. Bây giờ chỉ còn một màu nên là em xả nốt cho mọi người với giá là 59.000 mọi người, 59.000 một bộ này. Mình cứ lên đơn cho em mã là bộ giả váy giùm em nhá. Bộ giả váy này cách số điện thoại cho em là em nhận đơn này. Đẹp quá trời đẹp luôn đó mọi người ạ. Thích lắm bộ này mà còn 59.000. Bác nào không săn được bộ này rất là tiếc, mọi người cố săn bộ này đi. Đó, mua bộ này về đảm bảo với các chị. Các chị cứ mặc đi ai cũng khen đẹp. Mà các chị bảo mua có 59.000 người ta không tin đâu. Có sai chị ạ, bộ này của em là từ 40 cân đến 60 cân cho em nhé. 40 đến 60 cân này. Quần có túi mọi người này. Mặt cặp trước là không trần trun, mặt cặp sau mới trần trun. Rất rất là đẹp cho mọi người luôn. Vừa đẹp này, vừa rẻ mọi người này. Đó, 59.000 một bộ, 59.000 đồng cho các bác nha. Đó, mình sẽ lên cho em mã hàng là bộ giả váy cho em này. Nặng 42 cân có size đấy chị, 42 cân có size vừa. Kéo nhật bao nhiêu em kéo nhật em bán cho các bác là 39.000 nha mọi người nha. Kéo nhật là 39.000 này. Chị nào mình lấy kéo nhật thì các chị sẽ lên cho em mã là kéo nhật cho em nhé. Kéo nhật cộng số điện thoại cho em này là mọi người có ơn này. Rồi cho em cái áo đá màu be cho anh em. Áo đá đấy. Hôm nay các chị một mã áo đá nhé mọi người. Quần năm mặc của em là 86.000 chị ạ. Rồi cái em sao các chị nốt mọi người, mỗi chị một cái 55.000 nhá. Mỗi chị một cái nhá mọi người, 55.000 một cái này, 40 cân đến 60 cân cho em. 40 nhá mọi người nhá, đến 60 cân cho em mã là bình luận cho em mọi người này. Mã là áo đá và kèm số hạn cho em. Áo đá nhá mọi người. Em xả nốt 55.000 cái này thôi. 55.000 một cái mọi người này. Chị ơi chưa nhận được hàng đợi cho em 1-2 buổi nữa xem nhé, mình cũng sắp nhận được hàng rồi đấy. Chị nào chưa nhận được hàng thì gắng đợi cho em thêm 1-2 buổi nữa cho em nhé. Đây, áo đá này sale cho mọi người với giá là 55.000 một cái đó mọi người. 55.000 đồng này. Mình lên cho em mã là áo đá cho em nhé. Bán cái này thanh lý đó mọi người, 55.000 một chiếc. Mà chất đẹp, đá chắc mọi người này. Tay của em xinh, mà tay ren này đó. Tay ren này rất là xinh, nhưng mà cái này mọi người dễ mặc này. Mặc với cái gì cũng được luôn. Đó, em xả cho mọi người có 55.000 thôi, 55.000 một cái đấy nhé mọi người nhé. Quần legging thì em không có nhé mọi người. Chốt cho em mã hàng là áo đá giùm em. Ở ngoài kia còn mấy cái túi kẹo đây, theo cho em. Giày em bán 59.000 chị ơi. Giày 59.000 một đôi nhá. Chị nào lấy giày các chị lên cho em mã tặng giày cho em nhé. Tặng giày và kèm số điện thoại cho em. Áo đá xả 55.000 một cái áo đá nhé mọi người nhé. Chị nào lấy áo đá thì các chị lên cho em mã là áo đá cho em. Giày 59.000 mọi người. 59.000 một đôi giày này. Bác nào mình lấy giày thì các chị sẽ lên cho em mã là tặng giày cho em. Tặng giày này, cộng số điện thoại cho em là bên em nhận đơn này. Qua mã cho mọi người này. Xem cái áo màu hồng, áo kiểu màu hồng. Thì em bảo thế. Mọi người còn kẹo trà sữa này. Kẹo trà sữa nhé mọi người nhé. Phải làm một cái kẹo trà sữa để ăn nhé. Rồi kẹo trà sữa tặng các chị luôn, 25.000 một gói mọi người. Kẹo trà sữa này con nhà em cũng thích ăn, với lại chồng em cũng thích ăn mọi người. Áo màu hồng em. Đấy, bên dưới áo kiểu này. Cái kẹo trà sữa này bống như em với lại chồng em đều thích ăn không? Dưới áo cúc ngọc này.
thơm lắm. 25.000 một gói mà còn. Mẹ ra bốc luôn mọi người. Ngon lắm. Kẹo trà sữa 25.000 nhá mọi người. Ăn cả tỉnh người luôn. Còn nhân mặt có bán kìa. Các em ở Lục Nam Bắc Giang chữa quần là 86.000 nhá. Quần em xả không chọn mặt cạp. Áo đá là 55.000 một cái chị ơi. Chip bé em còn, chip bé em vừa xả. Chip bé em chỉ còn sang nhỏ em xả có 50.000 nữa. Comment là kẹo trà sữa giùm em nhé mọi người nhá. Kẹo trà sữa này 25.000 một gói. Có mỗi một gói này, hai gói này, ba gói này, bốn gói này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín gói, có 10 gói để làm gói ăn mất rồi. Có 10 gói em bóc một gói để ăn mất rồi mọi người. Em còn có 9 gói đấy nhé mọi người. Còn có 9 gói kẹo trà sữa thôi. Chị nào cho comment là kẹo trà sữa giùm em. Kẹo trà sữa và kèm số lại cho em này. Rồi bánh thái cho em luôn một gói bánh thái này. Bánh thái cho các chị luôn nhé. Bánh thái 29.000 luôn này. Bánh thái siêu ngon luôn mọi người. Bác nào mua bánh ăn bánh thái của nhà em rồi mọi người. Đợt này em đang xả em còn chỗ này là còn gần 10 gói bánh thái nhé. Bánh thái 29.000. Bánh thái nhé mọi người 29.000 này. Chị nào mình lấy mình sẽ lên cho em mã là bánh thái cho em biết ngon lắm mọi người ạ. Bánh thái là 29.000 một gói nhé. Lên cho em mã là bánh thái giùm em. Những cái này là còn nên là em tặng nốt cho mọi người thôi. Kẹo trà sữa ngon quá mọi người, thơm ơi là thơm luôn đấy. Ăn toàn một trà sữa ngon cực kỳ luôn. Bánh thái em xả cho mọi người là có hai mấy nghìn nhỉ? Đúng quên. 29.000 mọi người. 29.000 này. Chị nào lấy bánh thái sẽ lên cho là bánh thái giúp em. Bình thường bánh thái là 59.000 mọi người. Bánh thái bình thường là 59.000 nhé mọi người nhé. Mẹ em xả cho các bác mọi người này. Rồi. Áo mặc có bán không? Từ từ áo đợi em một tí chị ơi. Đây. Bác nào lấy bánh thì các chị lên cho bánh thái giúp em nhé. Bánh thái là 29.000 mọi người. Bánh thái 29.000 là được túi màu hồng, nếu màu hồng mà được túi màu tím, nếu màu tím cho em nhé. Bánh thái sẽ túi mọi người. Áo hàng mặc đi ok này. Bây giờ áo này các chị nghe giá sốc luôn mọi người này. Các chị cùng bình luận cho em mặc áo xinh cho em. Áo xinh nha mọi người nhé, 120. Em tặng các bác nốt luôn này. Nhưng mà chỉ đến tầm khoảng 50 cân nha mọi người nhé. 40 cân đến 50 cân thôi, 30.000. Áo xinh cho em 30.000. Comment là áo xinh nha mọi người nhé. Em có hai màu, em cho em cả một cái màu vàng đấy nhá. Áo xinh màu hồng và màu vàng cho em. Hai màu nha các chị nhá. Màu hồng với lại màu vàng. Màu vàng nữa. 40 cân đến 50 cân cho em là các chị mặc vừa. Giá này em đố ai làm ra được luôn đó mọi người. 40 cân 50 cân mà đây là hàng lụa nhá mọi người nhá, hàng đẹp, hàng loại 1 đó. Áo xinh ạ, có màu hồng và có màu vàng nhá mọi người, hai màu này. Cho chị xem lại vở của em tí nữa nhá chị nhá. Đây. Hai màu cho em nhá, màu hồng và màu vàng mọi người ạ. Từ 38 cân đến 50 cân nhá là mọi người sẽ mặc vừa. Và em bán tặng các chị với giá sẽ là 50.000 một cái mọi người. 50.000 đồng nhá. Rồi em mã là áo xinh cho em nhá. Áo xinh cộng màu này, cộng số điện thoại cho em là các bác sẽ có đơn. Em này thì phải gọi là siêu siêu đẹp rồi mọi người ơi. Em xả cho các bác là còn 50.000 một cái đâu mọi người ạ. À nhầm 30.000 chứ. Em xả có 30.000 đồng là các bác nhá. Tranh thủ hốt lẹ mã này đi mọi người. Lên luôn rồi em mã là áo xinh cho em. Đó. Từ 38 cân đến 50 cân nhá.
38 đến 50 cân ạ, là các bác sẽ mặc vừa em này. Rất là đẹp này, mềm mát mọi người này. Cái này mà đặc biệt cái này mặc với chân váy xinh lắm mọi người ạ. Em này là các chị mặc với chân váy xòe ấy. Xinh dã man luôn nhá mọi người nhá. Mà lại rẻ này. Có em sale có 30.000 đồng một chiếc thôi mọi người. 30.000 đồng nhá mọi người nha. Mình sẽ lên cho em ạ, là áo xinh của em. Không đẹp không ăn tiền mã này mọi người. Mã này phải gọi là siêu 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 đẹp cho các bác luôn. Đó. Vỏ gối bao nhiêu tiền? Vỏ gối là vỏ gối là 35.000 chị nhá. Vỏ gối của nhà em là 35.000 đấy. Chị nào mình lấy vỏ gối thì các chị sẽ lên cho em mã là tặng một cho em. Đó. Em này đẹp lắm luôn mọi người. Trời ơi mọi người, em thật sự các bác nào khách quen của em nhớ mua mã này đi mọi người ơi. Rẻ lắm luôn, 30.000 nó đẹp. Nó chất nhá mọi người nhá. Đó. Đây em chỉ dơ thôi. 30.000 thì mình hoan hỉ màu nào mình được màu đấy đi mọi người ơi. 30.000 một cái. Rẻ bèo luôn. Không xin được ở đâu giá này đâu mọi người ạ. Chỉ mình nhà em có giá này thôi nhá. Số em phí ship 30.000, ở đâu ship 30.000 hết. Nói chung là ship đồng giá toàn quốc là 30.000. Các chị cứ mua một đơn hàng của nhà em là 30.000 tiền ship. Đâu cũng thế, gần xa gì cũng đều là 30.000 đồng tiền ship hết nha các bác nhá. Đó. Có lỗ chip nào đây không anh? Chip cao cấp này. Còn chip cao cấp em còn mấy lố mọi người này, sale các chị này. À, có còn cái miếng mặt nạ nào đấy không anh? Em còn tặng các chị luôn. Còn à, ngoài kia còn mấy hộp nữa. Mà hôm em vẫn đắp, em bỏ ra em đắp mấy miếng rồi mà. Mà hôm em bỏ mặt nạ xem đắp rồi mà. Rồi mã này các chị lên cho em mọi người này. Bình luận cho em nhé mọi người nhá. Là chip cao cấp cho em xem các chị này, 99 cái 10 quần này, còn có 5 nồi nữa hết này. Chip cao cấp nhé mọi người. Chip cao cấp là cứ 99 cái 10 quần nhé mọi người nhá. 99 cái 10 quần mọi người sẽ lên cho em mã là chip cao cấp dùm em. Chip cao cấp này cách số nặng cho em 40 cân đến 65 cân. 40 cân nhé mọi người. Đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa. Đấy, mình sẽ lên cho em mã hàng là chip cao cấp dùm em. Chip cao cấp này cách số điện thoại cho em này là mọi người có đơn nhá. Chị ơi em 54-55 cân chị ạ. Đó. 40 cân này đến 65 cân cho em này. Em này đẹp lắm mọi người ơi. Xe cho các bác này 99.000 một lố 10 quần mọi người này. Bình thường quần này là 3-40.000 đấy. Bình thường là từ 30.000 mọi người ạ, đến 40.000 một cái này. Em sale cho các bác là 99.000 đồng là 10 cái. Lên đúng mã cho em nhé, là chip cao cấp dùm em. Chip cao cấp này cách số điện thoại cho em này là các bác mình sẽ có đơn nhé. Đẹp lắm mọi người, em chip này siêu sướng luôn. Nó co giãn mọi người, chip này của em đáy của nó sẽ đáy kháng khuẩn nhé. Em này đáy kháng khuẩn cực kỳ mềm, co giãn. Mặc thấm út mà hôm nay rất là thích luôn mọi người. Mà lại còn diện, lại còn rẻ nữa. 99.000 quần nhé mọi người nhé. Mình sẽ lên cho em hàng là chip cao cấp dùm em này. Em này xinh lắm mọi người ạ. Phê cực kỳ luôn. Các bác dinh luôn em này cho em mọi người ạ. Không đẹp không lấy tiền nhé mọi người nhá. Đó. Đẹp mê mẩn luôn. Chip này em cam kết với các bác này, nhận hàng này các bác sẽ siêu ưng nhé mọi người. Nếu như mà cái chip chip gì nhỉ, nếu như cái chip nhận nhà em nó đẹp rồi thì hàng này nó còn đẹp hơn rất là nhiều cơ. Đó, được kiểm tra hàng không có chút chị ơi, được kiểm tra hàng nhé. Xem lại cái đâu vào của em đưa khách xem. Có được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé mọi người nhé. Chị nào mình chốt mình sẽ lên cho em là chip cao cấp dùm em mọi người. Đây đây, bỏ thò ra rồi này. Áo em mặc mãi là áo xinh mọi người, 30.000 nhé, có màu hồng màu vàng. Rồi đây vỏ gối các bác ơi, vỏ gối đây ạ. Vỏ gối các chị lên cho em ạ, tặng một nhé mọi người nhá. Tặng một cho em chiếc cao cấp là chất cốt tông chị ơi. Đây. Tặng một em có màu đỏ này. Và tặng một em có màu xanh nhé mọi người nhá. Xanh với đỏ này. Đây. Mã này em sale cho mọi người này. Với giá là 35.000 một đôi. 35.000 đồng một đôi nhé mọi người. Lên cho em mã là tặng một dùm em nhá, tặng một màu xanh hoặc là tặng một màu đỏ này, cộng số điện thoại cho em
là mọi người sẽ có đơn nhá. Em này thì xả luôn rồi mọi người ạ. Cái này thì nó là giá xả luôn rồi nhá mọi người nhá. Xả cho các bác mình là 35.000 một đôi. Một đôi là mình sẽ bao gồm là hai chiếc chứ không phải là một chiếc nhá các bác nhá. Đấy, bình luận cho em mã là tặng một cho em. Đó. Quần mặc là quần bình thường không dài không ngắn bạn ơi. Nó là quần dài. Vì nó không dài đến chân mà nó dài đến tầm mắt cá chân, nó là quần giá Maggie. Quần là 86.000. Đây. Lên cho em mã là tặng một nhá mọi người nhá. Đây. Đây là màu xanh cốm mọi người này. Xanh cốm này. Và đây sẽ là màu đỏ nhá mọi người nhá. Giá cho các bác mình là 35.000 một đôi. Đó. Hai màu siêu xinh, hàng chuẩn loại 1. Hàng của em là có trần mọi người ạ. Này. Có trần 4 mặt, các chị nhìn cho em này. Trần hết nhá mọi người nhá. Trần hết là có bo viền, bo 4 viền luôn. Bo 4 viền này, họa tiết là chữ thêu và hàng hoa thêu luôn ạ. Giá cho mọi người thì siêu siêu rẻ nha các chị ơi. Em bán cho các chị là 35.000 đồng một đôi. 35.000 đồng nha các bác nhá. Mình sẽ lên cho em mã là tặng một giùm em. Tặng một nhá, cách số điện thoại cho em là mọi người sẽ có đơn nha các chị yêu nhá. Áo đông mặc của em này em xả 30.000, chị ơi comment cho em mã là áo xinh nhá mọi người nhá. Áo xinh là 30 cho em. Áo xinh là 30, em có màu hồng và em có màu vàng nhá mọi người nhá. Rồi mọi người, bác là mình lấy cái gì thì các chị bình luận nốt cho em sau em nghỉ like nhá mọi người. Ai lấy thêm mã gì các chị có thể xem lại like nhá mọi người. Mình có thể xem lại like xong mình đặt thêm luôn giúp em nha các bác nhá. Đó. Bây giờ em nghỉ like nhá mọi người nhá. Bye bye cả nhà nhá. Chúc các bác mình ngủ ngon nhá mọi người. Bye bye các chị ạ.